Người đàn ông này đang chạy bán sống bán chết trong trời đông giá rét, sở dĩ anh phải liều mạng như vậy là vì vợ anh đang nằm ở bệnh viện khó khăn sinh con, cô ấy khó sinh đến kiệt sức. Bác sĩ không còn cách nào khác chỉ đành gây mê để cứu người mẹ, nhưng cô nhất quyết không chịu. Bác sĩ xin hãy cứu con của tôi, cô liên tục cầu xin bác sĩ cứu con, còn mình thì dần dần lịm đi. Tiếng em bé vang lên cũng là lúc người đàn ông chạy đến. Cô con gái lớn Tê Hy đã đứng đợi trước phòng bệnh, đội ngũ bác sĩ đưa con gái nhỏ ra cho anh và thông báo tin buồn vợ anh vì khó sinh mà đã qua đời. Thời gian chớp mắt đã trôi qua mấy năm, cô con gái nhỏ cũng đã lớn, cùng bố ra thăm mộ mẹ, nơi họ ở quanh năm giá rét. Nhưng cũng không lạnh lẽo bằng việc cả nhà mất đi người mẹ, nhưng ba bố con vẫn đùm bọc nhau mà sống. Hôm nay Tê Hy và bố chạy đến trường, xem em gái Chun Hy biểu diễn tiết mục cô bé lọ lem. Nhưng đến lúc cậu bé Hoàng Tử muốn đeo giày cho lọ lem thì Chun Hy nhất quyết không chịu mang, khiến khán giả phía dưới bật cười. Sở dĩ Chun Hy không chịu đeo giày là vì cô không muốn phải bị ngã. Trong lúc tập đã ngã rất nhiều rồi, cô bé không muốn làm điều mình không thích, khiến chị gái cũng cạn lời. Cô bỏ ra nhà vệ sinh xem đồng tiền ít ỏi còn lại trong ví, thì bất ngờ phát hiện ra một đám côn đồ đang đánh hội đồng một cậu bé đi bán hàng rong vì không chịu nộp tiền bảo kê ở địa bàn của chúng mà dám bán hàng. Tê Hy thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng một cô bé yếu đuối thì có thể làm gì đám côn đồ chứ. Lúc chúng muốn động tay với cô thì người bố đã xuất hiện. Bọn vô học đánh luôn cả ông khiến ông bùng nổ sức mạnh, cầm thùng phi chiến đấu. Tên cầm đầu không muốn dây dưa nhiều nên đe dọa cậu bé kia rồi rút quân rời đi. Cả gia đình ôm nhau, còn cậu bé cũng bỏ đi luôn không một lời cảm ơn. Trên đường về, hai chị em phát hiện ra giày bố bị lủng một lỗ nên rất thương bố đã cực khổ một mình nuôi họ khôn lớn. Sáng sớm chuẩn bị cơm cho cả nhà, sau đó lại đan tóc cho con gái nhỏ và cuối cùng là nghe chủ nhà hối thúc trả tiền. Hôm nay đi đến công trường, người bố mới biết ông chủ đã chạy trốn, không trả tiền lương cho bọn họ nên sốc đến nỗi ngất xỉu. Tê Hy biết bố vào viện thì lập tức chạy đến xem tình hình. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô bé vô tình nghe được bố bị mắc bệnh máu trắng, nếu chữa trị thì sống được 5 năm, còn không thì chỉ được vài tháng nữa. Người bố thở dài lo lắng, giờ tiền ăn họ còn không có, lấy đâu ra tiền để chữa bệnh chứ. Ông phát hiện ra con gái lớn đã nghe hết mọi chuyện nên vội vàng đuổi theo. Hai bố con khóc lóc ôm lấy nhau, Tê Hy hét lên, bố mà chết con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố. Trên xe đưa con gái trở về, người bố lật nhìn tấm ảnh của mình và vợ. Phía sau còn có ảnh của ông và bố của mình. Thì ra bố Tê Hy vốn là con trai của một gia đình tài phiệt, nhưng vì yêu mẹ cô, hai người do quá chênh lệch hoàn cảnh nên bị cấm cản. Vì tình yêu, bố đã từ bỏ gia thế tiền bạc, trở thành một công nhân nghèo, chủ tịch cũng từ mặt người con trai này. Mặt khác, con gái nhỏ Chun Hy sau khi tan học, lập tức chạy đến tiệm giày, nhìn chằm chằm đôi đang trưng bày trước cửa kính. Cô đưa con heo đất tiết kiệm của mình cho ông chủ muốn mua lại đôi giày đó, nhưng số tiền không đủ. Cô bé năn nỉ chủ tiệm, hôm nay là sinh nhật của bố cháu. Chú làm ơn bán cho cháu đi mà, nhưng người kinh doanh sao chịu bán lỗ chứ. Ông đuổi cô bé ra khỏi tiệm, Chun Hy vẫn mở cửa bước vào, lần nữa lại bị đuổi ra. Đến lần thứ ba cô trực tiếp bị chủ tiệm đẩy ngã, quát lớn đi nơi khác đi. Chun Hy tuổi còn nhỏ nhưng không những không sợ mà còn lanh lợi lau cửa kính cho tiệm. Đôi tay vụng về dáng người nhỏ bé, cuối cùng cũng làm cảm động trái tim sắt đá của chủ tiệm. Ông đồng ý bán lại đôi giày, còn ở nhà, người bố đang phải chịu sự mắng mỏ không thương tiếc của chủ nhà. Tê Hy không thể nghe nổi nữa, cô lập tức chạy ra chất vấn chủ nhà. Ai là người đã dạy miễn phí cho con trai ông vào trung học? Ai là người đã chăm sóc, đồng cỏ miễn phí cho nhà ông? Bây giờ chỉ trễ tiền nhà, vì bố cô bị quỵt lương mà đi chửi ông như thế. Ông chủ nhà vô tâm vẫn cãi tay đôi với cô bé, hai bố con cũng chẳng muốn ở căn nhà đó nữa, đã tối muộn mà vẫn chưa thấy con gái nhỏ về nhà. Chị gái và bố lo lắng đi tìm khắp nơi, Chun Hy nhỏ bé ôm đôi giày ngủ quên trên xe buýt, vì thế mà đã bị xe đưa quá bến. Cô bé lập tức yêu cầu tài xế dừng xe, rồi một mình chạy về nhà, cũng may là chạy đúng đường, cuối cùng cũng gặp được chị gái. Bố tức giận mắng con gái nhỏ, không được chạy lung tung nữa nếu không ông sẽ không thèm nhìn mặt cô bé. Khiến bé òa khóc, đợi đến khi Chun Hy ngủ, chị gái mới đưa món quà mà cô bé tặng cho bố. Nhìn đôi giày mới mà nước mắt ông đã lưng tròng. Biết mình không sống được bao lâu, ông vô cùng lo lắng cho hai cô con gái nhỏ, nên một mình lên thành phố tìm chủ tịch bố mình. Ông cho bố biết vợ mình đã mất, bản thân cũng mắc bệnh máu trắng, giờ hai cô con gái đã lớn, mong bố nể tình mà cưu mang chúng. Nhưng chủ tịch vẫn không chịu tha thứ, khi thấy con trai chảy máu mũi ông vẫn không lung lay, người bố chỉ đành trở về, ông còn mua quýt cho hai con gái. Nhưng túi quýt ấy sẽ mãi không được đưa cho hai con. Người bố không thể chịu được bệnh tật mà ngã xuống nền tuyết trắng. Qua hôm sau, cảnh sát đến báo cho hai chị em đến nhận thi thể bố. Người bố đã ra đi mãi mãi. Hai cô con gái nhỏ của ông phải làm sao đây? Hai chị em ôm lấy nhau đau đớn khóc lớn. Hai đứa trẻ mặc đồ tang trắng, đứng bên bờ sông giải cho cốt của bố xuống đó. Về nhà còn phát hiện ra, ông chủ đang lấy hết đồ đạc của bố con họ để trừ vào tiền nhà. Chủ tịch cũng phát hiện ra cái chết của con trai trên báo. Phía bên khác, hai chị em Tê Hy đã trở thành trẻ mồ côi, nên được người của trại trẻ mồ côi đến thu nhận. Chun Hy không chịu đi, cô bé nhất quyết đòi ở lại căn nhà này, nhưng Tê Hy đã trưởng thành hơn. Cô biết nếu không vào đó thì chị em họ sẽ chẳng còn nơi nào đi, nên chỉ xin cô giáo cho mình một ngày để đóng gói đồ. Sau đó Tê Hy đưa cho em gái sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của mẹ, còn cô giữ nhẫn của bố để có vào trại mồ côi. Hai chị em được nhận nuôi khác nhà thì lớn lên vẫn sẽ tìm lại được nhau.
Sáng sớm hôm sau, hai chị em đã khăn gói lên đường. Cũng là lúc chủ tịch đích thân về quê đón họ, chiếc xe chạy ngang qua hai chị em mà không hề biết, chủ tịch đến nhà thì nơi đây đã trống rỗng, hai cháu gái của ông cũng không còn. Hai cô bé đã ra trạm mua vé xe lửa, trong lúc đợi chuyến xe sau, hai chị em đã dắt tay nhau ra chợ mua đồ ăn thì lại gặp đám côn đồ hôm trước, bọn chúng chặn hai người lại trêu ghẹo. Một tên liên tục chỉ vào trán của Tê Hy, liền bị Chun Hy đá một phát nát hai hòn bi, tên đại ca vậy mà lại tốt bụng, ra lệnh cho đàn em rút. Nhưng khi chúng đi xa, Tê Hy mới phát hiện hắn đã thó mất chiếc bóp của mình, cô để lại hành lý và bảo em gái đứng chờ ở đây, còn mình thì đuổi theo lũ mất dạy đó. Chun Hy sợ hãi xách hành lý đuổi theo chị, do quá vội vã mà sang đường không để ý bị xe đâm, chấn thương nặng phần đầu, vợ chồng chủ chiếc xe sợ hãi, chạy xuống bế cô bé lên xe đi bệnh viện. Còn chị gái đã đuổi kịp đám côn đồ, cô bé quỳ xuống cầu xin chúng trả bóp lại cho mình, thì đúng lúc này cảnh sát xuất hiện, tên đại ca đẩy cô về phía cảnh sát. Nói với họ rằng cô bé bỏ nhà ra đi, cảnh sát ngu dốt cũng tin là thật, nên cưỡng chế đưa cô về đồn, Tê Hy năn nỉ cảnh sát về ga tàu đón em gái mình đã. Nhưng chạy về đến nơi đã không thấy em đâu, hai ông cảnh sát nghĩ cô nói dối nên xách tay cô về đồn, duyên phận của hai chị em rẽ lối từ đây, chủ tịch ngồi ở nhà sốt ruột. Liền chạy đến đồn cảnh sát tìm người, vừa hay đến nơi đụng chúng cô chị lén chạy ra từ đồn cảnh sát, nhìn cô bé bỏ chạy, chủ tịch có một cảm giác quen thuộc khó tả. Khi một đám cảnh sát đuổi theo cô bé và người thư ký của ông chạy ra báo tin, thì ông mới biết đó là cháu gái mình. Tê Hy chạy lại chỗ cũ tìm em gái, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Lúc này cảnh sát cũng đã đuổi đến, dọa cho cô bé bỏ chạy, chạy vào ngõ cụt. Tê Hy liền được cậu bé hôm trước kéo vào một góc tránh được hai người cảnh sát. Không còn nơi nào dung thân, Tê Hy đành trở về quán ăn nhà cậu. Vừa hay hôm sau thư ký chủ tịch và hai người cảnh sát cũng đến đây ăn, họ nói chuyện về ông nội của Tê Hy. Và bị cậu bé Chu Go nghe được, cậu đem cơm vào phòng cho Tê Hy, nhưng cô bé không động đũa vì lo cho em gái, đồng thời cũng lo cho cái bóp, vì trong đó có hình của bố. Vì để trả ơn bố con họ hôm trước đã cứu mình, Chu Go đã tìm đến tận hang ổ của bọn côn đồ, đòi lại bóp cho Tê Hy. Cậu đem toàn bộ số tiền mà mình có để đổi lại chiếc bóp. Thằng đại ca vẫn tiếp tục cà chớn nói, mình không nhớ chiếc bóp ở đâu, Chu Go liền thả tiền xuống đống lửa. Khiến đám đàn em xót xa, năn nỉ đại ca trả bóp cho nó để lấy tiền, chứ nó đốt hết mất, Chu Go vẫn tiếp tục ném tiền. Cuối cùng tên đại ca cũng chịu trả bóp cho cậu, nhưng hắn không thèm số tiền trong hộp, bảo cậu lấy bóp ôm tiền cút về, nhưng Chu Go trời đẹp. Cậu vẫn để lại hộp tiền rồi rời đi, Tê Hy nhớ em gái đến nỗi mất ngủ, mặt mày tái mét, em gái cô hiện tại cũng đã tỉnh dậy ở căn nhà lạ lẫm. Cùng vợ chồng chủ xe và con gái họ, cô bé bị chấn thương nặng như vậy, nhưng vợ chồng chủ xe không đưa cô đi bệnh viện, bây giờ tỉnh lại thì chẳng nhớ mình là ai. Và vì sao lại đến đây, cô con gái đã tỉnh, thấy Chun Hy sống lại liền lập tức lay mẹ mình dậy, cả gia đình vội chạy ra bếp. Thì thấy Chun Hy đang lục cơm ăn, họ biết mình đã đâm cho cô bé này mất luôn cả trí nhớ, thì vô cùng lo lắng, hai vợ chồng dầu dĩ ngồi suy nghĩ. Còn cô con gái xe ung thì liên tục mắng Chun Hy là đồ ngốc, khiến cô bé tức điên vật luôn nhỏ ra giường, bà mẹ chạy vào chẳng cần biết đúng sai, đã bênh con gái chửi Chun Hy xối xả. Người đàn bà độc ác liên tục đập vào trán và chửi cô bé là điềm gở của gia đình mình. Bà ta ra ngoài nói chuyện với chồng, bảo ông hãy bỏ con bé này đi đâu đó. Vì nó mất trí rồi, sẽ không nhớ là họ đã đâm chúng nó đâu. Nhưng ông chồng vẫn sợ hãi cảnh sát, vì lúc đụng con bé có nhiều người vây xem mà. Hết cách hai vợ chồng đành giữ lại Chun Hy. Qua sáng hôm sau, Tê Hy vẫn không bỏ cuộc chạy đi tìm em gái. Chu Go phát hiện cô đã rời đi cũng vội vã lấy xe đạp đuổi theo. Cuối cùng cũng thấy Tê Hy đang đứng một mình tuyệt vọng, cậu đưa cô vào quán ăn sáng và đưa lại chiếc bóp của bố, khiến Tê Hy vô cùng bất ngờ, cô bé hỏi sao anh tìm được nó. Thì Chu Go nói anh đổi bằng tiền của mình, Chu Go cũng mồ côi, anh chỉ biết mặt người thân qua những bức ảnh họ để lại, nên hiểu chiếc bóp quan trọng với Tê Hy thế nào. Cô bé cầm lấy chiếc bóp vô cùng biết ơn anh trai trước mặt, ăn xong Tê Hy lại một mình lên đường tìm em gái, Chu Go tiễn cô bé một đoạn, rồi nói bất cứ khi nào em cần cứ nói với anh. Anh sẽ luôn giúp. Bên phía Chun Hy, cô bé bị cặp vợ chồng xấu tính vô trách nhiệm lừa lên xe chở ra chợ hòng bỏ lại bé ở đó. Người đàn ông chỉ vào xiếc khỉ trước mặt khiến Chun Hy thích thú. Ông ta bảo cô bé hãy chờ ở đây để mình đi mua chút đồ, rồi nhanh chóng chạy ra một góc nấp. Đúng lúc này Tê Hy cũng chạy ra chợ tìm em. Nhưng lúc cô bé sắp đi đến chỗ xiếc khỉ thì lại thấy phía xa là hai cảnh sát, tưởng họ muốn bắt mình về trại trẻ mồ côi nên Tê Hy nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Để lỡ cơ hội chạm mặt em gái thì lại gặp được lũ côn đồ, chứng kiến chúng tiếp tục móc túi người lạ, Tê Hy lập tức hét lên cho người đàn ông đó biết, dọa lũ côn đồ bỏ chạy. Cảnh sát thấy náo loạn cũng đuổi theo bắt bọn chúng, đám người xem xiếc giạt ra giúp Chun Hy thấy được bóng lưng chị gái, nhưng vì đã mất hết trí nhớ nên cô bé chẳng có cảm giác gì. Tê Hy ngày càng đi xa, hai chị em cứ thế lạc mất nhau, chiều muộn chợ đã tàn, nhưng Chun Hy vẫn đứng lẻ loi ở đó, cô bé đói bụng lang thang đến quầy thức ăn. Người phụ nữ không muốn giúp nên khó chịu rời đi, bà chủ quán cũng xua đuổi cô bé. Một chú cảnh sát đến mua đồ ăn, thấy cô bé nhỏ lang thang liền hỏi nhà bé ở đâu. Vốn thông minh nên Chun Hy vẫn còn nhớ đường về nhà, lập tức gật đầu để cảnh sát đưa mình về. Lúc này vợ chồng chủ xe vẫn còn thoải mái ăn cơm.
thì cảnh sát bước vào, có tật giật mình người vợ run rẩy không thôi. Trung Hy cũng xuất hiện sau lưng cảnh sát, khiến cặp vợ chồng như gào thét trong lòng. Tội đâm người khác rồi chối bỏ trách nhiệm rất nặng, nên người vợ lập tức hóa vai thành một người mẹ tốt, ôm Trung Hy trong lòng, hai vợ chồng bắt đầu diễn. Còn nghệ hơn cả Lisa trong concert Blackpink Hà Nội. Vì thế mà thành công đuổi được cảnh sát đi, ở trong nhà hai ông bà già đó bắt đầu trách nhau, giờ cảnh sát đã thấy hết mặt họ rồi, còn đưa Trung Hy về tận nhà, nên giờ mà bỏ con bé lại nữa chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, xui lại bị còng tay vô tù thì khổ, lúc cả nhà ba người không để ý. Thì Trung Hy bị bỏ đói suốt chiều, đã ăn hết dĩa thịt mà họ nhường nhau nãy giờ, đúng là quả táo nhãn lòng mà, Trung Hy rất thông minh. Nhìn con gái nhà này học ngu quá, nên cô bé đã làm bài tập thay, thấy mình vẫn bị nhỏ này gọi là đồ ngốc, Trung Hy đã phản bác lại. Bảo mình tên là Sugo, đây chính là tên của mẹ được khắc trên nhẫn, con bé danh ma kia thấy đó là vàng thật, liền mon men mượn đeo. Nhưng Trung Hy dễ gì cho mượn, trong lúc này Tê Hy vẫn còn đi tìm em gái, cô vào nhà thờ cầu mong bố ở trên trời cho mình gặp lại em. Chu Go cũng đứng bên ngoài thấy tất cả. Cậu tìm đến bọn côn đồ, không ngờ lại là để nhờ chúng khiến cho Tê Hy phải chạy về tìm mình, tên đại ca lúc đầu không chịu. Nhưng đôi mắt của Chu Go trở nên sắc bén hơn, cậu nói sau này có ơn mình nhất định sẽ trả, đôi mắt ấy như thôi miên người khác, khiến tên đại ca phải chấp nhận đi giúp. Hắn đem đàn em đến nơi Tê Hy đang trốn, bắt đầu đe dọa cô bé phản kháng thì liền bị ăn liên hoàn tát, đến nỗi chảy máu mồm, nhân lúc bọn chúng không để ý. Tê Hy nhanh chóng xách hành lý, bỏ chạy một mạch đến nhà Chu Go, nghĩ cậu ta là cứu tinh của mình, nên Tê Hy liên tục cầu xin. Anh hãy giúp em với bọn chúng đánh em, Chu Go hóa vai người anh tốt, ôm Tê Hy vào lòng an ủi, tên đại ca thấy mọi chuyện đã ổn cũng rời đi. Thật ra Chu Go phải làm vậy là vì muốn giúp Tê Hy gặp được ông mình, như thế cuộc sống cô bé mới tốt hơn, chứ nếu cứ lang thang đi tìm cô em gái không biết đang ở đâu thì không phải cách. Chu Go chỉ cho Tê Hy thấy, ông nội cô chính là người đàn ông trên báo này, cậu bé còn đưa cô đến tận công ty của ông ấy, hai đứa trẻ vào bên trong thì bị bảo vệ chặn lại. Vì tưởng đám trẻ nhà quê nghịch ngợm, thấy người sang bắt quàng làm họ, đúng lúc này chủ tịch đi ra, Chu Go cũng hét lên với đám bảo vệ, cô bé là Kim Tê Hy cháu gái chủ tịch. Chủ tịch Kim lập tức đi đến nhìn mặt cháu gái, Chu Go nhanh tay đưa ảnh trên ví cho ông xem, thấy ảnh con trai, ông lập tức xác định cô bé này là cháu gái mình. Ông vuốt ve khuôn mặt bầm dập của Tê Hy rồi ôm cô vào lòng, Tê Hy nghẹn ngào nói mình để lạc mất em rồi, ông ơi ông tìm em cho cháu nhé. Tất nhiên rồi ông sẽ tìm, có ông ở đây rồi, nghe được lời này Tê Hy cũng kiệt sức ngất đi, mọi người đưa cô vào bệnh viện. Một lúc sau tỉnh dậy trên giường bệnh, Tê Hy lập tức muốn gặp Chu Go, ông nội cũng chiều lòng cô cho người gọi cậu vào, khi sức khỏe của Tê Hy đã ổn định. Cô được ông nội đích thân đưa về nhà, sắp xếp bảo mẫu đưa cô bé lên phòng ngủ vốn trước kia là của bố cô, còn Chu Go thì được đưa vào phòng làm việc của ông để hỏi chuyện. Chủ tịch sống gần nửa đời người nên biết rõ mục đích của Chu Go, ông hỏi ngay từ lúc đầu, cháu đã biết về thân phận của ta nên mới giúp Tê Hy đúng không? Chu Go cũng không chối bỏ, cậu bé thành khẩn nói, cháu muốn được làm việc cho ông, Chu Go bắt đầu bật trạng thái thao túng tâm lý. Nếu chủ tịch tuyển dụng cháu sẽ giúp ông quản lý tiền bạc và công ty thật tốt. Câu nói này khiến chủ tịch bật cười. Ông nhìn ra khao khát vươn lên cháy bỏng trong đôi mắt của chàng trai trẻ. Người chị đã tìm được mái ấm nhưng cô em thì thảm rồi. Hàng ngày phải làm việc cho bà chủ quán, nếu bà ta không vui liền bị đuổi ra ngoài trời giá rét. Nhưng Trung Hy vẫn rất lạc quan, đợi con gái nhà này đi học về. Cô bé liền bật cười kể cho nhỏ nghe, mẹ cậu cài lộn cúc áo và đeo tất khác màu đấy. Lúc này cảnh sát cũng tìm đến, xe ung lập tức vào nhà báo cho bố mẹ nghe. Hai ông bà lại lo sốt vó, bà vợ lập tức ra ngoài trách Trung Hy chạy lung tung, rồi nhanh chóng đẩy cô bé vào trong nhà, sau đó dè dặt hỏi cảnh sát đến đây có việc gì. Cảnh sát nói mình đang đi điều tra về vụ một chiếc xe tải đâm đứa bé gái, nhưng khi điều tra cảnh sát lại không tìm được thông tin nào ở bệnh viện, vậy nên chắc chắn cặp vợ chồng đó đã bỏ trốn. Sau đó còn ghi lại biển số xe của họ để tiện thống kê điều tra, biết chắc rằng trước sau gì cũng sẽ bị lộ, nên hai vợ chồng đã bàn nhau sẽ bỏ trốn khỏi đây. Quay lại với Tê Hy, cô bé được cho mặc đồ đẹp, ăn những món ăn ngon, cuộc sống này trước đây có mơ Tê Hy cũng không dám nghĩ đến. Người phụ nữ ngồi trước mặt chính là em gái ruột của bố cô, dì Hoa, cậu bé bên cạnh là con trai bà, tên Nam, bà cô họ này được cái vô duyên. Kể cho Tê Hy nghe chuyện tình của bố mẹ cô và kết một câu, mẹ cháu là một người phụ nữ nghèo khổ đáng thương, khiến ông nội phải bực bội quát. Mày có ngậm mồm lại không? Tê Hy cũng đâu phải dễ dàng để cho người khác mỉa mai bố mẹ mình. Cô cứng rắn đáp lại, bố cháu là một người đàn ông tốt nên mới yêu mẹ cháu. Sau đó cô bé rời bàn ăn ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí. Chu Go cũng đang ngồi ngoài sân đọc sách. Tê Hy đã xem anh như anh trai, nên đã đến tâm sự mọi nỗi lòng mình. Chắc em gái đang trách em đã bỏ rơi nó. Em cũng nhớ bố lắm. Lúc này bé Nam chạy ra báo tin, tài xế của ông nội đã gọi về. Nói tìm được đầu mối về em gái của chị rồi kìa. Tê Hy nghe vậy lập tức chạy vào tìm ông. Hai ông cháu nhanh chóng lên đường ngay trong đêm về quê xác nhận. Cũng trong lúc này, Trung Hy đang cùng gia đình chủ quán dọn đồ chuẩn bị bỏ trốn, nhưng cứ thấy cô là bà vợ lại ngứa mắt. Xem như bao cát mà đẩy gang đẩy dọc, ông chồng cũng vừa bán xong chiếc xe chạy về. Ông ta đã thuê xe khác giục vợ con mau lên, họ để cho Trung Hy ngồi sau thùng xe cùng đống đồ. Chiếc xe chất đầy đồ đạc nhanh chóng khởi hành, nhưng vì không dừng đèn đỏ nên bị cảnh sát chặn lại. Vừa hai xe của Tê Hy và ông nội cũng dừng ngay phía đối diện.
Thấy cháu gái sốt ruột, ông nội bảo tài xế xuống giục cảnh sát mau bỏ qua để đi tiếp, như thế vợ chồng nhà kia mới thoát được một kiếp. Và cũng vì vậy hai chị em Tê Hi lần nữa lướt qua nhau, hai con đường trẻ đôi hai số phận. Khi cảnh sát đến quán ăn thì nơi đây đã trống không, Tê Hi đau khổ chạy khắp nơi gọi tên em gái. Nhưng mãi mãi không bao giờ có phản hồi, Tê Hi trở về căn nhà to đẹp đẽ, nhưng trên mặt không thể nở nổi một nụ cười vì nỗi nhớ em dai dẳng. Và còn vì bà cô cứ mãi đai nghiến lải nhải bên ngoài, đến ngay cả cậu con trai còn phát ngán, phía bên này ông nội đã chấp nhận thu nhận Chu Gòn. Ông đưa hộ chiếu và vé máy bay định gửi cậu đi du học, bồi dưỡng tài năng, mai sau trở về làm việc cho mình. Trước khi đi Chu Go cũng báo cho Tê Hi biết. Cô bé không nỡ rời xa anh, vì có lẽ hiện giờ mọi thứ với cô còn quá xa lạ, nhưng Chu Go dễ gì bỏ qua cơ hội lần này. Anh nói mình sẽ sang Mỹ, hẹn trong tương lai sẽ trở lại lúc đó xem cả hai ai tài giỏi hơn. Chu Go đã nói đến vậy rồi. Tê Hi cũng không thể giữ anh lại, đành tiễn anh ra sân bay, còn ôm ấp không nỡ rời xa, mà đâu biết chàng trai này đã lợi dụng mình làm bàn đạp cầu tiến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh hơn tốc độ phi của dép mẹ, đã 15 năm trôi qua. Cô gái đang chen vào thang máy này chính là Trung Hy đã lớn, xinh xắn tươi vui và không sợ chết, khi một đám người đang đánh nhau mà cô vẫn hồn nhiên vào quán nói lớn. Tôi đến lấy lại bát đĩa hạ, thấy chàng trai một chọi một đống đang lấy bát của mình ném loạn xạ, cô đã dùng cái khay đánh một cái bong vào đầu anh. Sao anh dám đập vỡ bát của tôi, đánh nhau là hay lắm à, không làm gì mà chỉ biết đánh nhau. Như thằng trẻ trâu, cứ thế cô tung ra một tràng chửi, khiến đám đàn ông cũng phải câm nín. Vậy mà anh chàng bị đánh u đầu lại nói, này tôi thích cô đấy hẹn hò với tôi nhé, chắc nãy bị đánh chập mất dây thần kinh nào rồi. Và tất nhiên, anh được đáp lại bằng một phát đập bong trời, một lúc sau Trung Hy vui vẻ lấy tiền rời đi. Để lại nỗi tương tư vô tận cho chàng trai tên Trung Cúc ở một bên khác trong khu quán ăn, bà lão hàng bên cạnh vô cùng ngứa tai gai mắt. Vì khi nào cũng nghe bà ô cằn nhằn và bóc lột Trung Hy làm đủ thứ chuyện, cũng phải thôi phận con rơi con rớt mà. Trung Hy vừa về đã nghe một chàng chửi từ mẹ nuôi, nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười vâng lời, có một người ô xin miễn phí như vậy. Nên hai ông bà già này mới thảnh thơi đánh bài cùng nhau, còn cô con gái xe ung của họ giờ này vẫn nằm lì chưa dậy, đúng là sướng quá hóa rổ, ngủ thì thôi dậy lại bắt nạt Trung Hy. Nhưng lần nào cũng bị cô dẫm vào chân, phía khác, cô chị gái Tê Hi lớn lên trong cuộc sống sung sướng. Và sự cưng chiều của ông nội, bộ môn thể thao yêu thích của cô chính là golf, trò chơi của giới tài phiệt. Chơi xong với ông nội, Tê Hi đến gặp em họ, vô tình nghe được bà cô Hoa yêu dấu đang tị nạnh với mình. Vì được ông chú ý hơn con trai của bà, nhưng Tê Hi không quan tâm, mối quan hệ với Nam cũng rất tốt, Nam cũng chẳng mấy quan tâm đến tập đoàn. Và tham vọng biến mình thành người thừa kế của mẹ, anh sống buông thả và làm quản lý của một nhà hàng, Nam và Tê Hi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Trung Hy. Cô ấy lúc này giao hàng đến tối muộn mới được về, trên đường đi cô dừng lại ngắm nhìn chiếc váy đẹp đẽ trong cửa tiệm, khao khát lớn nhất lúc này của cô chính là mua được nó. Trung Hy về đến ngõ thì gặp bà lão và con trai, không ngờ con trai bà ấy chính là tài xế của chủ tịch Kim, còn chàng trai Trung Cúc say nắng Trung Hy là con trai của ông. Quay lại với Trung Hy, vừa đi giao hàng về nhà đã phải dọn dẹp quán ăn, còn ông bà ô thoải mái nằm coi phim sau khi đã xong tất cả mọi việc. Trung Hy tìm lọ tiền của mình thì nó đã trống không, hũ tiền cô để dành bấy lâu để mua váy đã bị con nhỏ xe ung lấy tiêu mất, à lấy đi làm bộ tóc xoăn còn hơn lò xo. Mấy chị Châu Phi cũng phải gọi xe ung bằng cụ mất. Sau khi tân trang nhan sắc xong, cô ta lập tức đi tìm Trung Cúc, cái nét cứ thấy anh là sát sát lại, khiến Trung Cúc rất khó chịu. Để được chú ý, xe ung nói dối hôm nay là sinh nhật mình và cô đã dành hết tiền tiết kiệm để đi làm tóc. Để có thể được đi chơi với Trung Cúc, nhìn mặt nhỏ đó mà anh cũng tin được mới hay, cả hai đến quán bar, xe ung quẩy hết mình, còn Trung Cúc bật chế độ hướng nội. Cùng lúc này, Trung Hy đang cố hết sức chạy đến đây tìm xe ung đòi tiền, còn chị gái cô Tê Hi cũng nhận được tin báo từ thám tử, nói người có khả năng là em gái của cô đang ở quán bar này. Tê Hi không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức lên đường, vòng quay số phận lại bắt đầu lăn bánh, hai chị em cùng lúc đến nơi, đi chung thang máy nhưng không nhận ra nhau. Lên đến nơi Tê Hi ăn mặc sang trọng được cho vào, còn Trung Hy bần hàn bị bảo vệ chặn lại ở cửa, bên trong Tê Hi đã đến gặp thám tử. Ông này mặt vô cùng gian, trước đó còn bàn nhau với trợ lý tìm bừa một người để lấy được tiền từ Tê Hi là xong, chúng nói em gái cô đang làm nhân viên ở đây. Nhưng chúng đâu ngờ cô không dễ lừa, chỉ đưa một tấm séc chứ không đưa tiền mặt, khi nào gặp được em gái mới chuyển tiền, khiến tên thám tử lừa đảo tức điên xé séc. Còn Tê Hi cũng chạy khắp các phòng tìm em gái, đến nỗi bị bảo vệ lôi ra ngoài, kẻ lừa đảo thấy cô như vậy, đành thừa nhận là mình lừa cô, không có em gái nào ở đây cả, nên đừng làm loạn nữa. Trung Hy thấy người phụ nữ trước mặt khóc, liền mở lời an ủi, hai chị em đang ở gần ngay trước mặt nhưng không nhận ra nhau. Trung Hy lủi thủi về nhà thì vừa hay gặp con báo tóc xù, cô lập tức lao đến chất vấn, có phải cậu đã lấy số tiền tôi cất ở trạm bát để đi làm tóc và ăn chơi đúng không? Xe ung tất nhiên chối bỏ, khiến Trung Hy càng thêm tức giận, lao vào túm tóc cô ta, hai người đàn ông lập tức ôm mỗi người một cô tách họ ra. Trung Cúc gặng hỏi Trung Hy tại sao hôm qua mắng anh dùng nắm đấm đánh nhau là trẻ trâu mà hôm nay cô còn làm, nhưng Trung Cúc làm sao hiểu được những ấm ức mà Trung Hy phải chịu chứ? Cô cũng không hề giải thích mà chỉ biết bỏ chạy, khiến Trung Cúc lo lắng đuổi theo, cuối cùng cô cũng dừng lại ở cửa hàng váy.
hai người cùng ngồi trước bậc thềm. Trung Cúc vụng về khoác áo cho cô. Trung Hy cảm nhận anh không phải người xấu nên tâm sự cô đã muốn mua chiếc váy xanh từ lâu để mặc đi xin việc trong một công ty lớn, chính vì thế đã tiết kiệm từng đồng. Cuộc sống mơ ước của cô chính là ngày đi làm tối về nhà nghỉ ngơi như bao người khác. Trung Hy mạnh mẽ lắm, cô buồn rồi tự an ủi chính mình, tôi sẽ tiết kiệm lại từ đầu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khiến Trung Cúc càng thêm chú ý đến cô gái mạnh mẽ này. Trước lúc cô rời đi, Trung Cúc đã kịp hỏi và biết được tên của người đẹp, nên vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Anh nói với đàn em rằng đã tìm được mục tiêu của đời mình, đó chính là cô gái tên Trung Hy. Trung Hy đã trở về nhà. Mỗi khi ấm ức cô sẽ lấy chiếc nhẫn ở cổ ra ngắm, nó như truyền động lực cho cô vậy. Dù không nhớ ra người thân ruột thịt của mình, nhưng Trung Hy không bao giờ ngừng hy vọng. Mặt khác, Chu Go đã trở về sau 15 năm du học. Người đầu tiên anh đến chào chính là Chủ tịch Kim. Chu Go muốn thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Chủ tịch Kim đưa cho anh hạng mục trên bờ phá sản của công ty, muốn Chu Go trong 3 tháng hãy cứu lấy nó để kiểm tra trình độ của anh thế nào. Chu Go cũng tự tin nhận lấy. Bên phía khác, Tae Hee đang chơi tennis, sau đó lại đi sắm hàng hiệu váy áo đắt đỏ. Cuộc sống của cô chẳng thiếu gì ngoài tiền. Khi ra đến xe, Tae Hee bất ngờ phát hiện một bông hồng lớn, đó là của Chu Go. Cô rất vui khi gặp lại anh. Hai người cùng nhau đến một nhà hàng ăn tối, rồi tâm sự về cuộc sống. Chu Go nói anh rất nhớ Tae Hee khiến cô rất vui mừng. Sau bữa ăn, Chu Go chở Tae Hee về nhà. Anh từ chối chìa khóa xe mà cô đưa, nói mình tự về được. Trước lúc Tae Hee vào nhà, Chu Go đã chủ động ôm lấy cô. Tae Hee cũng nói ra câu em cũng rất nhớ anh. Vào trong nhà, Tae Hee đã nói với ông mình sẽ đăng ký vào làm ở công ty. Bắt đầu từ vị trí nhỏ như mọi người khác, khiến bà cô Hoa phía sau vô cùng lo lắng. Phía khác, bà lão tốt bụng cũng đưa cho Trung Hy thông tin công ty Chê Ha tuyển nhân viên, cái này là con trai bà ấy đưa cho. Cầm bìa giấy trên tay, Trung Hy vô cùng vui, đó chính là ước mơ của cô. Mặt khác, Seung cũng có ước mơ. Cô vô cùng đam mê làm diễn viên, nhưng xin mẹ bán nhà cho mình làm diễn viên thì bà không chịu, phải tôi cũng vả cho mấy phát ấy chứ. Seung bâng quơ nói thà đổi mẹ còn hơn, vậy mà trong tương lai nhỏ này sẽ đổi mẹ thật. Giận dỗi gia đình, Seung bỏ ra ngoài tìm Grad thì thấy anh đang nói chuyện với nhỏ khác, liền chạy lại đánh dấu bản quyền. Thật ra nhỏ này yêu đơn phương mà bị ảo tưởng sức mạnh. Khi biết cô gái kia là em gái của Trung Cúc và nghe cô nói người con gái mà anh trai em yêu từ cái nhìn đầu tiên là chị Trung Hy thì càng tức điên hơn nữa. Xe ung chặn Trung Cúc lại, anh yêu Trung Hy thật sao, em mới là người anh nên yêu. Nhưng Trung Cúc lại đặt tay lên vai con nhỏ, khuyên uống cà phê cho tỉnh đi cưng. Xe ung khùng điên như thế thôi, nhưng lại thích Trung Cúc thật lòng, nên khi biết anh có người khác, cô ta liền nổi điên về nhà chút giận lên Trung Hy, sau đó đuổi cô ra khỏi nhà mình. Mày cướp anh Trung Cúc của tao, cút đi. Xe ung nổi điên, ném khung ảnh làm má Trung Hy chảy máu. Bà mẹ nghe tiếng ồn chạy vào, thì nhỏ xe ung lại ngồi bệt xuống sàn khóc, làm ra bộ dạng yếu đuối bị hại. Tất nhiên mẹ nào con ấy, bà ô tiếp tục mắng chửi Tae Hee tệ hại. Trung Hy mồ côi nên chỉ đành ấm ức bỏ ra ngoài. Vớt nước lau vết thương, cô tự hứa với bản thân nhất định sẽ ra khỏi đây. Sau khi tìm được một công việc, qua hôm sau cô lập tức đi chụp ảnh thẻ. Trong thời gian chờ rửa ảnh, Trung Hy về nhà xin bà ô cho mình nghỉ 2 tiếng để đi phỏng vấn vào công ty Chê Hà. Bà ta chê cười cô ảo tưởng nhưng vẫn hứa sẽ về trong quán cho cô đi. Thời gian đã đến 4 giờ nhưng bà ô vẫn mải mê chơi bài mà không chịu về. Hết cách, Trung Hy đành nhờ bà lão hàng bên trong tiệm giúp, còn mình hớt hải đạp xe đến tiệm ảnh lấy hình dán vào hồ sơ rồi cấp tốc đến công ty Chê Hà. Trước sảnh công ty, một tên móc túi nhân đám đông đã giật lấy túi xách của một người phụ nữ. Dù đang trễ giờ nhưng Trung Hy vẫn lựa chọn chạy xe đuổi theo tên cướp. Cô tông xe vào hắn, lúc này Chu Go cũng xuất hiện tóm lấy tên cướp. Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, anh bước đến hỏi thăm tình trạng của Trung Hy. Cô nói mình không sao, rồi vội vã dựng xe chạy đến công ty, xui thay lại làm rơi tệp hồ sơ dưới đất. Chu Go nhặt lên đọc mới biết được tên của cô. Lúc này Trung Hy đã chạy bán sống bán chết vào công ty, do quá vội mà đụng trúng chị gái Tae Hee. Đây đã là lần thứ 3 hai chị em chạm mặt rồi lại bỏ lỡ nhau. Trung Hy chạy đến bàn nộp hồ sơ mới phát hiện nó đã không còn trong túi. Cô nhớ lại lúc đuổi cướp, chắc chắn là làm rơi khi đó rồi. Trung Hy bối rối giải thích với người tiếp nhận hồ sơ là mình làm rơi trong lúc đuổi cướp, nhưng anh không chấp nhận rời thời gian nộp cho cô. Hạn nộp là 6 giờ nhưng dù chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi, Trung Hy cũng không bỏ cuộc. Cô vác xe chạy lại chỗ cũ, thì Chu Go cũng đã đem theo hồ sơ của cô vào công ty, làm Trung Hy tìm bở hơi tai. Cuối cùng thất vọng dắt xe về, Trung Hy tuyệt vọng vì cuộc đời mình toàn gặp bất hạnh, thì lúc này Chu Go đã đứng đợi cô cả chiều, đem hồ sơ đến cho cô. Anh nói mình đã nộp dùm, nhưng người ta không cho. Trung Hy cảm ơn anh vì đã đứng đợi mình. Cô nghĩ điều đó chính là câu trả lời của ông trời, rằng bản thân cô sẽ không đủ năng lực để vào công ty lớn thế này đâu. Nói rồi Trung Hy quay đầu đi, tiện tay vứt luôn hồ sơ vào thùng rác, không có cô ở nhà. Bà ô nhờ con gái làm có chút việc đã đổ lên đổ xuống, đã vậy còn không nghe lời. Phía khác, Trung Hy đã về đến cửa hàng váy. Cô lặng lẽ nhìn chiếc váy bản thân thích nhưng không bao giờ mua được. Lúc này Trung Cúc đợi cô nãy giờ cũng chạy đến. Trung Hy nói mình sẽ không thích anh đâu nên đừng cố. Nhưng Trung Cúc không nghĩ nhiều như thế, anh chỉ biết mình thích cô và sẽ mãi như vậy, thế nên dù bị đuổi anh vẫn lẽo đẽo đi theo cô. Trung Hy vừa về đến nhà đã nghe bà Oka cải lương, cứ như không chửi cô thì mồm bà ta sẽ ngứa lắm vậy. Con gái bà cũng chẳng khác gì.
nhỏ tóc xù ghen vì Trung Cúc thích Trung Hy nên tạt nước lạnh vào mặt cô, còn đập bể hộp tiết kiệm của cô, mỗi lúc bị chèn ép như thế. Trung Hy lại lấy nhẫn ra, tự cổ vũ mình mọi chuyện sẽ qua thôi. Bên phía này, Chu Go sau khi ăn cùng cô chị Tê Hy, thì lại về nhà nhớ đến cô em Trung Hy, anh đã lấy lại hồ sơ bị vứt của cô, rồi tự cười một mình nhớ lại bộ dạng đáng yêu lúc đó. Ngay hôm sau tại công ty Chê Hà, Chủ tịch Kim đã giới thiệu Chu Go với toàn thể lãnh đạo cấp cao, tuy nhiên ông cho anh cơ hội cống hiến cho công ty, nhưng lại không muốn anh gặp gỡ cháu gái của mình là Tê Hy. Chu Go cũng hiểu ý chỉ dám cúi đầu, thế mà chỉ vài phút sau, anh ta đã gọi điện nói chuyện với Tê Hy. Sau khi biết anh bị ông nội cấm gặp mình, cô vô cùng buồn. Phía khác, ông Oh đã mua 2 vé xem phim về đưa cho vợ và con gái đi xem, còn mình thì ở nhà cùng Trung Hy. Lão già này đổ đốn bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc với cô. Bên phía hai mẹ con, Seung vừa thấy em gái Trung Cúc liền chạy đến làm thân, nhưng một người vừa phiền vừa ảo tưởng về bản thân nên bị cô em ghét ra mặt. Sau khi mắng cho Seung một trận, cô chạy đến chỗ anh trai mình. Trung Cúc muốn mượn em gái tiền để mua váy tặng Trung Hy, không có tiền nhưng mặt anh đủ dày, nên cô em gái đành phải vào cửa hàng mua chiếc váy đó cho anh. Sau khi có được quà, Trung Cúc lập tức đến tìm người mình thích. Vẫn như cũ, anh bị cho ăn quả bơ to đùng. Nhưng lúc này bà nội chạy đến nhận ra cháu trai, bà trách anh không thường đến thăm mình, biết Trung Cúc là cháu của bà lão tốt bụng hay giúp mình. Thái độ của Trung Hy thay đổi ngay, cô niềm nở với anh hơn. Bà đã kể mọi chuyện xấu hổ lúc nhỏ của cháu trai cho Trung Hy nghe, nào là tè dầm rồi cúp học khiến anh khóc thét mất hết hình tượng rồi tặng quà cái nỗi gì nữa. Trời đã tối khuya, quán ăn nhà Trung Hy vẫn còn một vị khách, nhưng sau khi trả tiền ông ta lại hỏi cô có phải năm nay cô 24 tuổi từng sống ở Jeju không. Trung Hy bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, nhưng khi được hỏi đến cái tên Trung Hy thì cô lại lắc đầu, vì hiện tại cô đang dùng cái tên khác trên nhẫn mà. Người đàn ông đành ra về, sở dĩ hỏi cô như vậy là vì ông là thám tử Tư, đang giúp Tê Hy tìm em gái thất lạc. Khi vị khách cuối đi về, ông Ô đến đưa một thứ nước cho Trung Hy uống, nói đó là nước tăng lực, nhưng khi cô uống xong trong người lại cảm thấy buồn ngủ. Hai mẹ con Seung vẫn còn rong chơi bên ngoài. Lúc này thuốc đã bắt đầu ngấm, cơn buồn ngủ khiến mắt Trung Hy díu lại. Lão già Dê nhân cơ hội chồm đến ôm lấy cô, Trung Hy không đủ sức chống trả, bị hắn đẩy ngã ra sàn, vồ vập lấy cô. Lúc cái mồm thúi của hắn sắp chạm vào mặt cô thì hai mẹ con bà Ô đã về. Họ bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hận thù nhìn Trung Hy. Dù cô là người bị hại, Trung Hy cố gắng giải thích cô vô tội, nhưng bà Ô mất lý trí lao đến túm tóc cô, nói cô là phù thủy cướp chồng mình, vô ơn bội bạc, cút khỏi nhà tao mau. Ông Ô bị dọa liền bỏ chạy trước, Trung Hy cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Cô ngồi co ro một chỗ, trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi và đau khổ, thì được bà lão tốt bụng phát hiện, đưa cô về nhà. Trung Cúc nhìn ra là Trung Hy liền lập tức chạy đến đỡ cô. Em gái thì vào nhà chuẩn bị chăn màn, Trung Hy đã đỡ hơn, bà lão muốn báo cảnh sát nhưng bị cô ngăn lại. Cô em gái nghe câu chuyện cũng điên máu thay. Còn Trung Cúc đã thủ sẵn cây gậy, hùng hổ tìm kẻ cặn bã đó để dạy hắn một bài học. Ở nhà ông Ô cố gắng giải thích với vợ là mình say nên không tự chủ được, còn bà vợ thì khóc lóc than trời ăn vạ đủ kiểu. Seung ngồi ngoài cũng đổ lỗi cho Trung Hy. Cô ta vô tình nhặt được sợi dây chuyền chứa nhẫn rơi dưới đất, liền đeo luôn vào tay. Lúc này Trung Cúc cũng đẩy cửa đi vào, anh nói Seung lùi lại 3 bước, rồi bắt đầu đập phá quán. Sau đó chìa thẳng đầu gậy vào mặt lão già, anh cảnh cáo ông ta đừng bao giờ làm tổn thương nữ chính nữa, nếu không sẽ lấy mạng ông ta. Nghe vậy Seung càng thêm căm hận Trung Hy. Sáng sớm hôm sau, Trung Hy tỉnh dậy bên cạnh Lisa, cô lặng lẽ đi xuống lầu thì đụng trúng Trung Cúc. Anh đã ngồi canh chừng cả đêm, sáng còn ngủ mơ miệng liên tục lẩm bẩm bảo vệ Trung Hy, khiến bà nội và cô bật cười. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Trung Hy muốn trở về nhà vì không muốn làm phiền bà, nhưng bà lại nói suốt mấy năm qua mình đã coi cô như cháu gái nên hãy ở lại với bà, khiến Trung Hy rất cảm động. Lisa chạy ra cũng vui vẻ mời Trung Hy ở lại, ngủ chung phòng với mình. Trung Cúc ở trên lầu ló đầu ra từ khe nhỏ, cũng mừng ra mặt khi biết từ nay Crash sẽ ở lại đây. Mặt khác, tại công ty truyền thông Chê Ha, Chu Go đưa ra kế hoạch để phục hồi dự án, đó là tuyển thêm nhân lực có trình độ cao, đồng nghĩa cũng phải chi ra mức lương xứng đáng với họ, để họ giúp anh đưa dịch vụ truyền thông đến với khách hàng một cách tối ưu nhất. Chủ tịch Kim đồng ý tuyển người, chỉ cần sau 3 tháng đem lại kết quả cho ông là được, có được sự đồng ý từ ông. Anh càng thêm tự tin, Tê Hy đã đợi Chu Go tại phòng làm việc của anh để rủ anh đi cà phê. Trong thang máy, cô đã gạt công tắc cho thang máy dừng lại, rồi yêu cầu Chu Go hôn mình, quá là lộ liễu nha chị gái. Lúc môi hai người sắp chạm nhau thì tiếng người hối thúc ngoài thang máy đã ngăn họ lại, khiến cả hai chỉ biết cười ngại. Để bù đắp cho cô, Chu Go đã kéo Tê Hy vào một căn phòng kín, rồi đặt một nụ hôn lên môi người đẹp, khiến cô chính thức say đắm anh. Khi cả hai ra bên ngoài thì gặp Nam, cậu đến báo với Tê Hy, thám tử đã tìm thấy người giống em gái của chị. Hai người lập tức theo thám tử đến tận quán ăn. Thám tử vào nhà giải thích tình hình với hai ông bà già. Vào 15 năm trước, hai ông bà từng nuôi một đứa trẻ bị xe tải đâm, giờ có người nhà của cô ấy đến tìm. Tê Hy và Nam cũng bước vào, lúc này Seung đi lang thang cũng về nhà, thấy chiếc xe xịn đậu trước cửa, hai mắt cô ta sáng lên. Bên trong, hai ông bà nhất quyết không chịu hợp tác, nói mình chẳng biết gì cả. Hết cách, Tê Hy chỉ đành để lại danh thiếp rồi rời đi. Thám tử tiết lộ cho hai ông bà biết cô ấy sẽ thừa kế tập đoàn Chê Ha, hãy giúp cô ấy, rồi hai ông bà cũng sẽ nhận thù lao xứng đáng.
Seung biết chuyện này, hai mắt lập tức sáng lên. Mặt khác, Trung Hy đang ở nhà bà lão tất bật dọn dẹp thì đã phát hiện ra mình mất chiếc vòng cổ nên lập tức trở về tìm. Bà Ô đã gom hết đồ đạc của cô đem vứt, nghe cô muốn tìm lại cái nhẫn, liền đưa đống đồ cho cô. Trung Hy cảm ơn ơn cứu mạng năm xưa của bà, rồi ôm đồ rời đi. Cùng lúc này, Seung tham lam đã lấy chiếc nhẫn, rồi ra bóp điện thoại gọi cho Tae-hee, nhưng không dám nói gì mà cúp máy ngang. Tae-hee mong ngóng em gái từ lâu, thấy có cơ hội liền lái xe quay về đó một chuyến. Lúc này Seung cũng vừa uống say trở về, có tí rượu vào là lời ra, cô ta mạnh dạn nói dối không chớp mắt, em chính là em gái chị. Thế rồi cô à bắt đầu tự biên tự diễn, năm 9 tuổi em bị xe đâm mất trí nhớ nên không nhớ là mình tên Trung Hy, rồi lại bắt đầu cười điên cười khùng như đau khổ lắm. Tae-hee hỏi em có giữ thứ gì để chứng minh không, khiến nhỏ Seung sợ quá chạy vào nhà mất tiêu. Đến khi Tae-hee đi mất, Seung mới nhớ ra mình có chiếc nhẫn. Chắc chắn thứ này rất quan trọng. Cùng lúc này Trung Hy thật đang dầm mưa xách túi đồ to về nhà. Ở nhà, Trung Cúc chờ mãi không thấy cô về lập tức đội mưa đi tìm. Cuối cùng cũng gặp được cô đã ướt sũng trên đường, nhưng anh vẫn nghiêng ô che cho cô, rồi một mình ngồi xuống nhặt đồ giúp Trung Hy. Khi cầm ô cô cũng nghiêng về phía anh. Mệt hai người này ghê, rồi thêm người dầm mưa thứ ba là Tae-hee nữa này. Cô đến nhà Chu Go. Cô dựa vào vai anh mà khóc, cô tự trách mình không nhận ra em gái mà còn nghi ngờ nó, nhưng thật sự đứng trước cô gái ấy, cô cảm thấy xa lạ vô cùng. Phía khác đã khuya mà không thấy Tae-hee về, cả nhà vô cùng lo lắng trừ bà Hoa ra. Được dịp bà ta liền chê trách Tae-hee uống rượu rồi lại tìm đến trai chứ gì, con mụ này vô duyên ghê. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia là Chu Go, anh gọi để báo Tae-hee hơi say nên ngủ ở nhà mình, mai sẽ đưa cô ấy về. Ông nội biết cháu gái đang ở cùng Chu Go sắc mặt liền không vui, lập tức gọi điện bảo tài xế đến nhà Chu Go, đón hai người về gặp mình, ở nhà ông tài xế lúc này. Trung Hy đã thức dậy từ sớm để nấu ăn cho bà, cô còn thay bà lên phòng đánh thức Trung Cúc đang ngủ say, mau dậy đi chợ cùng. Anh nằm lì không chịu dậy, Trung Hy nào dễ bỏ cuộc. Cô dùng lực kéo chân của Trung Cúc ra, tấm thân ngọc ngà của anh cứ thế bị sâu ra hết. Trung Hy bỏ chạy còn Trung Cúc cũng ôm chân đuổi theo, mà nó lạ lắm. Đường đường là nam tử hán lại ngại ra mặt, nói năng ấp úng, còn Trung Hy liễu yếu đào tơ mà chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Còn tủm tỉm cười, tôi đã thấy hết của cậu rồi, bố và bà nội đứng bên cạnh thì vô cùng vui vẻ, âm thầm chọn con dâu ngay từ đây rồi. Bên phía khác Tae-hee và Chu Go cũng đã tỉnh, vừa hay bác tài xế cũng đến gõ cửa nhà. Một lúc sau Chu Go đã ở trong phòng chủ tịch, ông tức giận ném tài liệu vào mặt anh. Tiếng động lớn khiến Tae-hee ở bên ngoài lo lắng, bên trong chủ tịch vô cùng giận dữ nói, tôi đã nhắc nhở cả ngàn lần rồi, sao cậu vẫn dám ở gần Tae-hee chứ? Tae-hee xông vào bênh vực Chu Go, không phải lỗi của anh ấy hôm qua là cháu muốn ở lại, ông nội tức giận không muốn cô can thiệp vào. Nhưng Tae-hee vẫn nhất quyết không ra ngoài, đồng thời cũng không muốn ông can thiệp vào chuyện riêng tư của mình, cô thừa nhận mình thích Chu Go. Ông nội liền nói cậu ta không phải người phù hợp với cháu đâu, nghe câu này ánh mắt Chu Go thay đổi sắc lẹm hơn, sau cuộc nói chuyện anh tức giận lên xe bỏ về. Mà không để cho Tae-hee giải thích câu nào với mình, cô liên tục gọi điện cho anh, nhưng Chu Go không có ý định nghe máy. Mặt khác bên phía Trung Hy, dù cô có lục tung đống đồ lên vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn của mình, vì nó đang nằm trên tay của Seung rồi, không còn Trung Hy ở nhà, bà Ô buộc phải gọi con gái dậy đi giao hàng. Seung sung sướng từ nhỏ, giờ phải làm mấy chuyện này nên vô cùng vụng về, ra đường được vài bước đã đụng trúng xe đổ bể hết, Trung Cúc cũng xuất hiện giúp cô dọn tô lên khay. Chỉ vì cảm thấy cô ta đáng thương, khiến Seung lại bắt đầu nhớ nhung anh. Sau khi đi đến tiệm hoa, Trung Cúc muốn mua một bông về tặng Grad. Nhưng anh làm gì có đồng nào, nên lại tiếp tục chấn lột đàn em, bắt nó mua hoa cho mình, trên đường mang bông về. Trung Cúc bị đám côn đồ hôm trước anh đánh ở quán pizza chặn đường. Chúng muốn anh đến gặp đại ca thùng to của chúng, nhưng dễ gì mà anh chịu, tên cầm đầu chặn đường. Thì liền ăn chọn một cú húc đầu, hôm trước bọn chúng cũng được chứng kiến tài nghệ của anh, nên không thằng nào dám ho hay nữa. Phải giặt sang hai bên để anh trở về. Ông trùm thùng to ngồi trên xe thấy thế thì cay không thể tả. Phía bên này, Seung đem đống tô đã đổ bể về cho mẹ, y như rằng bị bà vừa chửi vừa đánh cho một trận, đuổi luôn ra khỏi nhà, khiến cô tức giận đi luôn. Lúc ra đến bốp điện thoại liền nhớ đến danh thiếp của Tae-hee. Lúc này Trung Hy cũng xuất hiện dọa cô ta giật mình, nữ chính chỉ muốn hỏi về chiếc nhẫn, tất nhiên Seung chối, nói rằng mình không thấy nó ở đâu cả, rồi nhanh chóng chuồn gấp. Ở một phía khác, Tae-hee nhờ Nam đến căn nhà hôm qua một lần nữa, vì cô luôn có cảm giác rất lạ. Khi Nam chạy xe đến thì gặp Seung, anh dừng xe muốn gọi cô lại, nhưng Seung không nghe, hết cách Nam đành lùi xe. Do đó đâm trúng xe giao hàng của em gái Trung Quốc vừa đi đến, cô tức giận xuống xe, đầu xe đã móp cả rồi. Nhưng Nam lại cho rằng đó là lỗi của hai bên, sau đó móc ví hỏi số tiền mà Lisa muốn, khiến cô càng thêm tức giận, vì cô chỉ muốn anh xin lỗi. Nam khó chịu khi Lisa cứ hét vào mặt mình, anh đưa danh thiếp cho cô, nói sửa hết bao nhiêu thì gọi điện anh sẽ chi trả hết, rồi lên xe đi luôn. Mặt khác, Tae-hee vì không gọi điện được cho Chu Go nên vô cùng khó chịu. Thấy điện thoại cứ reo mà Chu Go không bắt máy, thư ký liền hỏi một câu mờ ám, cô ấy có nằm trong kế hoạch không? Chu Go trả lời mình chỉ nhắm đến Chủ tịch Kim, không được làm tổn hại đến Tae-hee. Lúc này cô đã đứng đợi ở cửa nhà anh từ lâu, Chu Go trở về thấy cô thì chỉ nói một câu, em hãy tìm một chàng trai khác đi.
Tê Hi xem anh là tất cả nên sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chu Go liền ôm cô, anh nói mình còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không thể nói với cô. Nếu Tê Hi cứ đứng trước mặt anh thế này, anh sẽ không thể thực hiện được điều đó. Biết mình là gánh nặng cho Chu Go, Tê Hi đồng ý sẽ không làm phiền anh nữa. Chỉ mong anh đừng ghét bỏ và xa lánh cô. Đồng thời trong lúc này, Seung đã tìm đến nhà của Trung Cúc để gặp anh, nhưng không ngờ Trung Hi lại ra mở cửa. Biết được cô sống ở đây, Seung liền nổi cơn điên, mắng nữ chính đồ phù thủy đồ đạo đức giả. Mày kêu anh Trung Cúc đến phá cửa hàng mẹ tao, làm cho nhà tao phải khốn khổ. Nghe đến đây Trung Hi mới bàng hoàng, chuyện phá cửa hàng cô không hề biết gì cả. Seung quyết định sẽ khiến cho Trung Hi phải hối hận, cô ta úp mở chuyện sẽ cướp hết mọi thứ của cô. Lúc này Trung Cúc cũng về nhà đuổi Seung đi. Trung Hi trách anh không suy nghĩ gì mà đi phá cửa hàng nhà người khác, cô nợ nhà họ rất nhiều. Nhưng Trung Cúc lại nói cô chẳng nợ họ gì cả, chính gia đình họ nợ cô mới đúng. Tôi sẽ xử tất cả ai làm hại đến cậu, khiến Trung Hi không biết phải nói làm sao. Sau đó cưỡng ép cô nhận hoa của mình, rồi lại bỏ đi lang thang. Mặt khác khi về nhà Seung đột nhiên hỏi mẹ, mẹ muốn sống như thế này cả đời sao, còn con thì ghét cuộc sống này. Sau đó cô ta lại trách Trung Hi đã cướp hết mọi thứ của mình, tại sao nó lại là cháu gái của tập đoàn Cheha, còn con lại ở căn nhà rách nát này, con muốn thay đổi số phận. Con sẽ trở thành cháu gái của gia đình đó, nên hai người phải giữ im lặng, khiến bố mẹ suýt thì nghẹn chết. Bà Ô khuyên con gái nên tỉnh táo. Nhưng có lúc nào nó nghe lời đâu, Seung lập tức chạy ra bốt điện thoại gọi điện cho Tê Hi, hẹn gặp mặt. Tê Hi cũng lập tức chạy đến điểm hẹn. Seung vô cùng run rẩy khi gặp cô, nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, cô ta quyết định phải nói dối để đổi lại cuộc đời mới. Seung lấy ra chiếc nhẫn đưa trước mặt Tê Hi, nhìn lại kỷ vật của mẹ mà năm xưa mình từng đưa cho em gái. Tê Hi không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy Seung, không nghĩ ngợi nhiều lập tức đưa em gái pha ke về nhà, nhìn căn nhà to lớn trước mặt. Seung không kìm được sướng điên trong lòng, còn Tê Hi vào phòng báo với ông nội mình đã tìm được em gái. Một lúc sau cả nhà đã vây quanh Seung, khiến tim cô ta như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng vẫn cố hết sức chào mọi người, ông nội dù vô cùng nghi ngờ nhưng đứng trước sự hối thúc của Tê Hi. Ông vẫn chào mừng Seung trở về nhà. Khi ngồi nói chuyện cùng con trai, bà Hoa biểu thị rõ sự nghi ngờ của mình với Seung, còn Tê Hi thì không quan tâm được nhiều như thế. Cô háo hức đưa ảnh của bố và gia đình cho em gái xem, mong em sẽ tìm lại được trí nhớ. Tê Hi còn hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho Seung trong khoảng thời gian qua. Sau đó cô lại khóc sướt mướt, còn Seung chẳng có chút biểu cảm nào. Bên phía em gái Hàng Diêu, cô không ngủ được nên đã ra ngoài hóng gió. Thì gặp Trung Cúc cũng ở ngoài hút thuốc, cô nói cho anh biết mình gặp ác mộng vì làm mất nhẫn, thì được anh chỉ cách đan hai tay sau lưng. Rồi nâng cằm nhìn thẳng và nhắm mắt, Trung Hi cũng nhẹ dạ tin tưởng làm theo, không ngờ bị Trung Cúc hôn lén một cái vào má. Trung Hi giơ tay muốn tát anh thì lại bị thơm thêm một cái nữa, hai tay cô bị giữ chặt nên chỉ biết nhắm mắt bặm môi. Nhìn cô như vậy Trung Cúc chỉ biết cười, nhưng vừa thả tay cô ra được vài giây đã bị ăn ngay cái ghế vào đầu. Trung Cúc lấy chuyện Trung Hi đã nhìn thấy hết thân thể ngọc ngà của anh để ép cô phải chịu trách nhiệm với mình. Ở bên khác Seung đang sung sướng nằm trên nệm ngủ chung với Tê Hi. Thì mắc vệ sinh, cô ta chạy khắp các phòng mà tuyệt nhiên không thấy phòng vệ sinh. Cũng may lúc này bà Hoa đi ra chỉ đường mới cứu cô ta được một kiếp. Sau khi trở về phòng ngủ, Seung thoải mái ngồi trên sofa, cuộc sống mới đánh đổi bằng lời nói dối này, khiến cô ta bắt đầu chìm đắm. Mặt khác ở nhà ông bà Ô cũng có người mang một đống quà và tiền đến. Hai ông bà lần đầu cầm trên tay 10 triệu won thì kinh ngạc không thôi. Còn Seung lúc này đã biến mình thành tiểu thư thực sự, đi mua sắm hàng hiệu không nhìn giá, cô ta thích bộ nào. Tê Hi cũng mua hết, làm tóc trang điểm, túi xách hàng hiệu, tận hưởng đủ thứ trên đời. Cùng lúc đó, Trung Hi thực sự lại đang phải khốn khổ gọi điện xin việc khắp nơi, trong khi Seung ăn nhà hàng cao cấp, cô chỉ có thể ăn mì gói. Tê Hi cũng giới thiệu Seung với Chu Go, anh đột nhiên nói một câu, anh thấy hai người không giống tí nào cả, khiến Seung chột dạ. Về phần Trung Hi biết cô đang tìm việc, nên bác tài xế đã đưa danh thiếp người bạn đang làm quản lý của mình, nói cô hãy đến đó xin việc. Trung Hi vui đến nỗi cúi đầu cảm ơn mà đập luôn vào bàn, nhưng không ngờ lúc đến đó, Trung Hi lại gặp Chu Go đang đi mời đối tác về làm, cô mải mê gọi anh mà ngã thang máy. Chu Go cũng phát hiện ra cô ấy mà nở một nụ cười. Trung Hi tìm đến người bạn của bác tài xế, sau khi giới thiệu về bản thân, cô được xếp cho công việc dọn dẹp phòng kho. Bên phía khác, Lisa cũng tìm đến tận nhà hàng của Nam để đòi tiền sửa xe, cô còn đưa ra cả biên lai thu phí. Nhưng anh ta cứ giỡn nhây hỏi tên của cô, sau đó mới chịu đưa giấy bút để cô viết số tài khoản chuyển tiền, nói về Seung sau khi mua sắm thả ga. Lại được sống trong căn phòng nhung lụa, liền gọi điện báo tin cho hai ông bà già ở nhà, con đang ở thiên đường nên bố mẹ đừng lo. Ông bố quyết định sẽ im lặng tiếp tay cho con gái lừa người, nhưng bà mẹ lại thúc giục cô về nhà. Seung không chịu cúp máy ngang, quay lại với Trung Hi. Sau một ngày dài cuối cùng cô cũng dọn xong kho và được ông chủ khen ngợi, ngày mai tiếp tục đến làm. Trung Cúc đã đợi cô từ trước lẽo đẽo đi theo Trung Hi, mà không biết ông trùm thùng to vẫn đang theo dõi anh. Trên xe buýt, thấy cô ngủ gà ngủ gật nên Trung Cúc đã nói người đàn ông trước mặt hãy nhường chỗ cho phụ nữ. Nhưng anh ta không chịu liền ăn ngay một cú vả vào đầu, đành đứng dậy rời đi. Trung Hi tưởng gặp được người tốt bụng nên vui vẻ cảm ơn rồi ngồi xuống chỗ đó. Ngày hôm sau biết Trung Hi phải đứng phát tờ rơi, Trung Cúc đã kéo theo đàn em đến phát giúp cô. Không ngờ hôm nay quán lại gặp đám xã hội đen đến phá.
Vì chúng muốn đòi tiền bảo kê, ông chủ chạy ra ngăn lại thì bị chúng đe dọa. Trung Hy cũng bị một tên đẩy ra. Trung Cúc thấy Crash bị bắt nạt liền lao vào đấm nhau với đám xã hội đen. Cục diện loạn hết cả lên, Chu Go từ đâu xuất hiện chen vào đám người, đỡ Trung Hy bị ngã đứng lên, rồi cũng ăn luôn một cú đấm từ Trung Cúc. Mọi người đều bị đưa vào đồn cảnh sát vì gây mất trật tự công cộng. Chu Go đứng ra làm chứng cho Trung Cúc và Trung Hy là người bị hại, nhưng thấy cô cười nói cùng người đàn ông trước mặt. Trung Cúc khó chịu trong lòng, anh ghét Chu Go ra mặt, nhưng vẫn không dám làm trái lời Trung Hy, buộc phải xin lỗi vì đã đấm nhầm Chu Go. Sau khi ra khỏi đồn, Trung Hy đi theo Chu Go để cảm ơn anh lần nữa, trước khi rời đi cũng giới thiệu tên của mình, làm cho Chu Go rất có thiện cảm với cô. Khi anh trở lại xe cũng chạm mặt tên đại ca thùng to, không ngờ hắn lại nhận ra Chu Go, thì ra tên này chính là thằng côn đồ ngày xưa, hai người cùng nhau đến một quán ăn kiểu Nhật. Qua cuộc nói chuyện của họ chúng ta biết được, thì ra bao nhiêu năm ở nước ngoài, Chu Go luôn dùng tiền mà chủ tịch Kim Chu cấp cho mình để gửi về cho đại ca thùng to xây dựng băng đảng. Chính vì thế bây giờ hắn ta xem anh như người nhà của mình. Đột nhiên thùng to lại hỏi Chu Go vì sao anh lại muốn trả thù chủ tịch Kim. Có vẻ như công ty của ông đã làm chuyện gì có lỗi với bố mẹ của Chu Go. Sau khi đi ăn cùng đám xã hội đen, Chu Go lại tiếp tục quay về cửa hàng. Thì ra anh hợp tác cùng ông chủ. Nơi này kinh doanh theo hình thức cà phê máy tính, thế nên sẽ là một đối tác quan trọng với dự án truyền thông. Mỗi lần Chu Go nhìn nữ chính y như rằng anh sẽ toàn cười. Thấy cô bưng đồ nặng liền chạy đến giúp một tay, Trung Hy cũng có ấn tượng vô cùng tốt về anh. Cũng trong lúc này, Seung đang dẫn Tae Hee về nhà gặp bố mẹ. Ở nhà hai ông bà lần đầu được mặc đồ đẹp thì vô cùng vui sướng, đúng là có tiền sướng thật. Tae Hee mời hai ông bà về nhà mình, khiến bà Oh run rẩy kéo con gái vào phòng nói chuyện. Sao mày gan vậy hả con, nhân lúc mọi chuyện chưa dối thì thừa nhận với họ đi. Nhưng Seung mới trở thành công chúa, không dễ bỏ vương miện xuống, nên nói chỉ cần bố mẹ im lặng còn mọi chuyện cô ta sẽ lo hết. Quay về với nữ chính, để trả ơn Chu Go đã bưng ghế giúp mình, cô đã mời anh đi ăn mì tương đen. Chu Go hỏi món ăn cô thích ăn, Trung Hy cũng vui vẻ trả lời đó là mì tương đen và há cảo. Mãi đến tối hai người mới đi bộ về nhà. Đứng ở quầy bán cà phê tự động, Chu Go không thể rời mắt khỏi Trung Hy đơn thuần trước mặt. Cũng trong lúc này, Trung Cúc đã tìm đến hang ổ của bọn xã hội đen dám đến phá nơi Trung Hy làm việc để tính sổ. Vừa hay đây chính là nơi ở của đại ca thùng to. Trung Cúc và Seta một mình đánh nhau với cả lũ xã hội đen mà không xi nhê gì. Bọn chúng được cái to xác nên chỉ vài chiêu đã bị hạ gục. Tên thùng to lúc này cũng chịu lộ diện. Hắn muốn đánh tay đôi với Trung Cúc. Nếu anh thắng hắn sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nhưng nếu thua Trung Cúc phải làm đàn em cho hắn. Anh đồng ý, vừa dứt lời đã bị thùng to đạp cho một phát. Trung Cúc tức giận lao lên cũng lại bị hắn đấm yêu vào mặt. Anh chỉ mới đáp trả được một cú. Hắn lại tiếp tục đạp cho anh ngã lăn ra đất, càng bị đánh tính hiếu chiến của Trung Cúc càng được kích hoạt. Mỗi lần ăn và tóe máu mồm ngã ra đất thì anh vẫn đứng lên tiếp tục chiến. Cứ thế không khuất phục, cho đến khi mặt mày bầm dập mà ngất đi, đám xã hội đen cũng có tâm, chở hai người về đến tận nhà, Trung Cúc mệt mỏi nằm dựa bờ tường. Cùng lúc đó một chiếc ô tô chạy qua, anh để ý mới phát hiện đó là xe của Chu Go, chở Trung Hy của anh về nhà. Đã vậy tên này trước khi đi còn bắt tay với cô và nói tên mình là Chu Go, khiến trái tim Trung Hy bắt đầu sao động nhẹ nhàng. Còn Trung Cúc dù giận lắm nhưng không dám để bộ dạng này xuất hiện trước mặt cô. Trung Hy vào nhà nghe Lisa nói anh trai chưa về nên hai người lo lắng chạy đi tìm thì được Seta chỉ đường, thấy Trung Cúc chán đời ngồi uống rượu trên bậc thang. Nữ chính lập tức chạy đến đó hỏi tình hình của anh. Trung Cúc che mặt mình lại đuổi cô đi, nhưng càng đuổi Trung Hy càng cố chấp khi phát hiện ra khuôn mặt bầm dập của Trung Cúc. Cô hốt hoảng muốn kéo anh đi báo cảnh sát, đồng thời trách anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau, tức nước vỡ bờ. Trung Quốc bùng nổ cảm xúc. Đúng thế, tôi là thằng con tồi, thằng cháu tồi. Tất cả lỗi đều là của tôi, biến đi cậu đi đi, tôi chỉ là thằng bỏ đi, cậu đến với người có xe đẹp và công việc tốt đi. Nhưng đến khi Trung Hy mặc kệ anh thật, thì Trung Cúc lại nắm tay cô xin lỗi, khiến cô mềm lòng, lấy khăn tay của mình đổ rượu lên, rồi nhẹ nhàng lau mặt sát trùng cho anh. Cứ thế một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Seung trong thân phận là một tiểu thư cao quý đến tìm Lisa để hỏi về chỗ làm của nữ chính. Sau khi biết được địa chỉ, cô ta lập tức đến đó. Trước khi vào còn cẩn thận tháo nhẫn giấu đi. Thấy Seung ăn mặc sang trọng xuất hiện, Trung Hy liền khen trông cậu khác quá đi. Seung được đà liền nói dối, tôi tìm được chị gái rồi, cậu không biết sao, tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Cheha, khiến Trung Hy vô cùng kinh ngạc. Do nói dối không ngượng mồm nên ông trời còn ghét, cho thùng hàng đổ ập lên người Seung. Phía khác, Tae Hee đang ngồi chờ Chu Go họp xong để được gặp anh một chút, thì nhận được điện thoại báo em gái cô đang trong bệnh viện, liền lập tức đến đó. Tae Hee đi lướt qua Trung Hy vào phòng bệnh xem tình hình em gái pha ke thế nào. Seung cũng diễn giỏi rơi nước mắt giả tạo, thì lúc này Trung Hy cũng bước vào khiến cô ta sợ hãi. Seung tỏ ra vô cùng kích động nói với chị gái Trung Hy muốn giết mình, khiến Tae Hee đuổi cô ra ngoài. Bị người khác hiểu lầm đã nhiều, nhưng không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy tủi thân. Một lúc sau, Tae Hee bước ra báo Seung đã ổn hơn và nói Trung Hy hãy đi về. Nữ chính cố gắng giải thích rằng mình không hại Seung, nhưng Tae Hee không cho cô cơ hội mà rời đi. Tae Hee lái xe đến thẳng công ty Chu Go. Cô xuống xe chất vấn anh vì sao không trả lời tin nhắn của mình. Chu Go lạnh nhạt nói đây là công ty, đừng hành xử như thế rồi bước đi. Tae Hee khó hiểu níu kéo anh lại.
Sao anh lại như thế với em? Có phải vì ông của em không? Em sẽ khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ. Anh đừng xa lánh em mà. Chu Go mệt mỏi nói thẳng với Tae Hee. Anh đã làm việc cho công ty nên rất bận rộn, không thể có thời gian gặp em. Anh có người con gái khác phải không? Nếu đúng vậy thì em có buông tha cho anh không? Khiến Tae Hee đứng hình, cô không dám tin vào sự thật này. Sốc quá nên Tae Hee kéo Chu Go đi uống rượu. Anh bình tĩnh hơn nên từ từ giải thích. Anh cảm thấy rất phiền khi luôn phải gặp cô. Trong tình thế phải xử lý dự án mà chủ tịch giao cho, thế nên lúc này anh cần thời gian và không gian riêng tư, giải quyết công việc không vướng bận yêu đương. Vừa nói dứt mùng câu đó, vậy mà về nhà, Chu Go lại lấy hồ sơ xin việc của Trung Hee ra ngắm ảnh cô rồi cười về phía Seung. Nhìn những vết thương trên mặt mình, cô ta đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Trung Hee. Ngay ngày hôm sau, nữ chính đã bị ông chủ cho thôi việc vì cô gái bị thương ngày hôm qua đã tố cáo cô. Nếu cô không nghỉ cô ta sẽ kiện cả chỗ này. Ông chủ cũng rất khó xử khi phải đuổi việc cô, nhưng người làm ăn kinh doanh, kỵ nhất là vướng vào pháp luật. Thế là Trung Hee mất việc, khó khăn lắm mới có được công việc này, nên Trung Hee lập tức chạy đi tìm Seung hỏi chuyện, nhưng cô ta đã xuất viện từ lâu. Trung Hee ra ngoài thì vừa hay Trung Cúc chạy đến, chưa kịp nghỉ anh lại phải đuổi theo cô đến nhà ông bà Ô. Lúc này hai người đang bàn nhau, sẽ nói con gái dụ gia đình giàu có mua cho họ một căn nhà thật rộng, thì Trung Hee đẩy cửa vào, cô hỏi về tung tích của Seung và địa chỉ nhà của người chị gái để đến đó tìm, nhưng bà Ô ngu gì nói ra. Bà ta định đuổi Trung Hee ra khỏi nhà mình, thì Trung Cúc xuất hiện, khiến hai vợ chồng co rúm lại với nhau, biết mình sẽ chẳng thể hỏi được gì từ hai ông bà già này. Nên Trung Hee thất vọng đi về, Trung Cúc lặng lẽ theo phía sau cô, cho đến khi trời ngả tối ngồi bên vệ đường, Trung Hee mới chịu kể mọi chuyện ngày hôm nay đã xảy ra với cô. Và lý do bị đuổi việc, đã vậy số hàng bị đổ toàn là điện thoại mới, thiệt hại lên đến 43 triệu, nên cô nhất định phải làm việc để trả nợ đó cho ông chủ. Trung Hee nhận đó toàn bộ là lỗi của mình, nhưng Trung Cúc lại nói vì cuộc đời quá khắt khe với cô mà thôi. Đồng thời, anh cũng nói mình không muốn bị cô gọi là đồ lêu lỏng nữa. Vì anh cũng biết yêu chân thành và có cuộc sống của riêng mình. Bên phía khác, đột nhiên hôm nay Chủ tịch Kim lại gọi Chu Go đến nhà ăn cơm. Trên bàn ăn Seung là người đến muộn nhất, cũng là người có cái nết ăn vô duyên nhất. Thấy cô ta vô ý tứ, dùng thìa của mình múc vào tô canh chung, bà Hoa đã ngứa mắt sổ ra một tràng lễ nghi. Bắt Seung phải nhanh chóng học để thích ứng, nếu là mẹ thì cô ta đã sồng sộc lên cãi lại. Nhưng đây là người nhà quyền thế, nên cô ta chỉ biết vâng lời. Kết thúc bữa ăn, Chu Go phải vào phòng nói chuyện riêng với chủ tịch. Ông biết anh là một người tài giỏi và tham vọng, chủ tịch cũng là một người tham vọng. Chỉ biết lo cho công việc mà bỏ quên gia đình, nên bây giờ ông mới không muốn cháu gái mình yêu một người y hệt bản sao của ông. Nhưng trong khoảng thời gian qua, nhìn thấy sự cố chấp của Tae Hee nên ông đành buông lỏng hơn, không cấm cản nữa, chỉ yêu cầu Chu Go không được làm tổn thương cháu gái mình. Ở một khía cạnh khác, Trung Hee đem quần áo và đồ cần thiết cho bác tài xế, vì ông phải tăng ca luôn ở công ty không thể về nhà, trong lúc xem bịch đổ. Ông vô tình làm lon nước đổ lên người Trung Hee, cô nói mình không sao rồi chạy vào nhà vệ sinh xử lý, vừa hay nghe được hai cô lao công đang nói về. Ông quản lý khó tính khiến nhiều người nghỉ việc, giờ tuyển người mới rất khó. Trung Hee lập tức hỏi hai cô lao công về phòng tuyển nhân viên, sau khi biết được nơi ứng tuyển. Cô lập tức chạy đến đó, cũng trong lúc này, cô chị gái Tae Hee cũng được gọi vào phỏng vấn, trong số các người phỏng vấn có cả Chu Go, không hề nể tình xưa. Anh liên tục đặt ra những câu hỏi khó cho Tae Hee, cũng vì thế mà năng lực và sự tự tin của cô được thể hiện triệt để. Câu trả lời xuất sắc cùng nụ cười tươi khiến các nhà tuyển dụng vô cùng ấn tượng. Chủ tịch khi biết được cháu gái đã trả lời được tất cả những câu hỏi khiến ông vô cùng vui mừng. Quay trở lại với Trung Hee, cuối cùng cô cũng gặp được người quản lý, liền lập tức xin bà ta cho mình được làm lao công. Khi biết cô có bằng đại học, tuổi lại còn trẻ mà muốn đi làm lao công, bà quản lý nghi ngờ cô là tội phạm, muốn tìm một nơi lẩn trốn mà thôi. Nhưng Trung Hee bật cười nói, vốn dĩ mình muốn làm ở công ty này nhưng nộp đơn muộn, thế nên cô sẽ thử vào lần sau. Còn bây giờ cô cần một công việc mà thôi. Nghe vậy bà quản lý đồng ý cho cô làm việc, 6 giờ sáng mai đi làm luôn. Trung Hee lập tức đem tin vui này về báo cho gia đình mới của mình. Mọi người ai cũng vui thay cho cô, người vui nhất có lẽ là Trung Cúc. Anh âm thầm đi vào phòng tìm lại chiếc váy hôm trước, rồi đem sang phòng tặng Trung Hee. Cầm bộ váy mà mình ao ước trên tay, lần đầu tiên có người đối xử tốt với Trung Hee, khiến cô rưng rưng nước mắt cảm ơn anh. Sớm tinh mơ hôm sau, Trung Hee đã khoác lên mình bộ váy mới đến công ty làm việc. Bà quản lý khó tính cũng phải khen cô đi làm rất sớm, nhưng từ sau phải đi bằng cửa sau, không được đi cửa chính. Sau đó dẫn cô đi thay bộ đồ lao công, Trung Hee bắt đầu công việc của mình ở phòng họp, thì bà quản lý khó tính lại vào bắt bẻ cô. Không được leo lên bàn lau chùi, khiến Trung Hee lúng túng ngã dầm xuống đất, cô loạng choạng đứng dậy. Lúc này Chu Go cũng đẩy cửa bước vào. Anh vô cùng bất ngờ vì Trung Hee lại chấp nhận làm lao công, nhưng cô lại nói mình sẽ tiến lên từ những bước nhỏ, rồi sẽ có ngày cô được vào làm văn phòng. Nói rồi Trung Hee phải đi nhanh theo quản lý, bỏ lại Chu Go đứng cười một mình. Trong lúc cuộc họp diễn ra, anh cũng toàn nhớ đến những khoảnh khắc đáng yêu của Trung Hee. Bên phía cô lúc này, như rằng bà quản lý khó tính, lại mắng cho Trung Hee một trận vì không biết làm việc. Nhưng dù có khó nghe thế nào, thì cô vẫn nở nụ cười xin lỗi và xin thêm một cơ hội. Không ngờ lúc này, Trung Cúc vì quá nhớ nữ chính nên đến tận công ty tìm cô. Anh hỏi tiếp tân có thể gọi Trung Hee ra gặp mình không, nhưng tiếp tân lại nói không biết cái tên này. Hết cách, Trung Cúc chỉ đành đi khắp công ty gọi lớn tên của Trung Hee.
Thậm chí anh còn không ngần ngại xông vào văn phòng tìm kiếm, vừa hay văn phòng đó là nơi Chu Go làm việc, anh cũng chỉ cho Nam Chính biết vị trí làm việc của Trung Hy. Nam Chính lập tức đến tìm, thì thấy bà quản lý khó tính đang mắng mỏ Trung Hy, anh không chịu được khi thấy cô bị vậy, liền đến kéo cô về, Trung Hy không muốn đi. Cô nói công việc nào cũng đáng quý, làm lao công thì sao chứ, nhưng Trung Cúc lại cho rằng cô đến đây làm là vì muốn gặp được Chu Go. Hai người cãi nhau to, Trung Cúc tức giận ném món quà mà anh muốn tặng cho nữ chính xuống đất rồi bỏ về. Trung Hy đến xem món quà thì mới biết đó là bông hoa và Duy Băng chúc mừng cô ngày đầu đi làm bên phía Trung Cúc. Vì để giúp nữ chính trả 43 triệu tiền thiệt hại cho cửa hàng kia, anh đã tìm đến đại ca Thùng To, nói chỉ cần ông ta đưa mình 43 triệu thì anh sẽ lập tức làm việc cho ông. Thùng To cũng không nhiều lời trực tiếp đưa tiền, nhưng ông chẳng cần anh làm việc cho mình. Sau khi có tiền, Trung Cúc đem đến trả cho chủ cửa hàng cà phê máy tính. Ông chủ nhận được tiền lập tức gọi điện báo cho Trung Hy, không biết Trung Cúc lấy số tiền đó từ đâu ra, cô liền gọi điện về nhà nhưng chỉ có Lisa nghe máy. Bà quản lý lại đến thúc giục, khiến Trung Hy phải chạy đi làm việc ngay. Phía khác Trung Cúc đã giữ lời hứa, đến làm đàn em cho đại ca Thùng To. Anh đưa ra hai điều kiện, tôi tên Trung Cúc, tôi sẽ không làm hại phụ nữ trẻ em và người già, cũng sẽ không giết người. Thùng To nói mình cũng không phải hạng người đấy, và ông sẽ chỉ gọi anh khi nào ông ta cần, đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Thùng To lập tức đưa Trung Cúc ra giới thiệu với đám đàn em, Seta đứng bên ngoài vô cùng lo lắng vì một khi đã nhúng thân vào giang hồ thì khó rứt ra. Ở một diễn biến khác, Seung ăn không ngồi rồi chán quá sinh tật, cô ta vào phòng Tae Hee, mở hộp trang sức ra. Thấy quá nhiều vàng bạc liền nhanh tay trộm một cái, định lấy thêm thì cô giúp việc đi vào, khiến Seung giật mình đành ra ngoài. Tae Hee nào biết chuyện gì, cô còn đang bận đi dạo nói chuyện cùng Chu Go, cô nói khi nào bản thân em yên ổn vị trí trong công ty. Và anh cũng giải quyết xong nhiệm vụ mà ông nội giao, ông sẽ công nhận tài năng của anh, khi đó chúng ta lấy nhau có được không? Nhưng Chu Do lại nói kết hôn không nằm trong dự định tương lai của anh, Tae Hee vẫn cố chấp nói mình sẽ thừa kế công ty và người mà cô có thể tin tưởng chỉ có mình anh. Em tin anh có thể giúp em lãnh đạo công ty và bảo vệ em, Chu Go đã lợi dụng cô một lần, không thể tiếp tục lần thứ hai. Nên anh từ chối cô, tối đó Chu Go vẫn ở lại công ty, vừa hay Trung Hy cũng dọn dẹp đến phòng này. Nhìn ra được nỗi dầu dĩ của Chu Go, nữ chính đã nói anh cứ tâm sự với mình, như thế có thể đẩy được nỗi buồn ra khỏi đầu óc. Chu Go cũng tâm sự với cô, lúc trước nhà anh có một công ty, nhưng nó đã bị phá sản, khiến ông nội lên cơn đau tim qua đời. Bố cũng vì thế mà tự sát, kẻ khiến công ty phá sản, chính là bạn thân của ông nội anh, lúc đầu hai người hợp tác phát triển công ty. Nhưng sau khi công ty lớn mạnh, người bạn kia lại phản bội chiếm cả công ty và hiện tại đang sống cuộc sống sung sướng. Trung Hy nghe xong thì rất thương cảm cho anh, nhưng cô lại không muốn anh vì trả thù mà phải làm những điều bản thân không thích. Cô cũng tâm sự lúc nhỏ mình rất hận bố mẹ vì đã bỏ rơi mình. Nhưng sau khi thay đổi suy nghĩ rằng họ chỉ vô tình để lạc mất cô, Trung Hy đã cảm thấy thoải mái trong lòng hơn, không hận thù chính là liều thuốc tốt nhất cứu giúp tâm hồn con người. Nói chuyện với cô Chu Go cảm thấy khá hơn, nhưng đột nhiên anh ta lại bày tỏ mỗi lần gặp em anh đều rung động, khiến Trung Hy bối rối xách đồ rời đi trước. Xong việc Trung Hy thay lại bộ đồ đẹp để trở về thì gặp Trung Cúc giữa đường, cô lập tức chất vấn anh lấy 43 triệu từ đâu ra, nhưng Trung Cúc không trả lời mà chỉ ôm chầm lấy cô. Anh cầu xin cô đừng chống đối hay nói gì cả, để cho anh ôm một phút thôi. Cùng lúc này Chu Go cũng tìm đến tên đại ca để bàn chuyện làm ăn. Anh nói mình muốn mua lại 8 triệu cổ phiếu của tập đoàn Cheha và sẽ bỏ vốn 5 triệu đầu tư số còn lại, muốn nhờ tên côn đồ giúp giải quyết. Hắn ta cũng sảng khoái đồng ý, trở về với Tae Hee, cô phát hiện hộp trang sức của mình đã thiếu đi một chiếc vòng, liền chạy xuống hỏi giúp việc khi dọn dẹp có làm rơi không. Cô giúp việc liền nói hôm qua thấy Seung vào phòng với bộ dạng lén lút, bà hoa hóng được mùi drama, liền lập tức ép cô giúp việc phải kể mọi chuyện cho mình nghe. Sau khi biết chuyện bà ta liền lên phòng Seung, Tae Hee không biết nên mở lời hỏi em gái làm sao, thì bà hoa đã nói trước. Sao cháu lại vào phòng lục lọi đồ đạc của chị khi chưa được người ta cho phép chứ? Ở trong nghèo khó quen rồi, giờ thấy đồ đẹp liền muốn trộm, nếu cứ như thế sống chung nhà thì sẽ mệt mỏi lắm. Seung bị khinh thường liền nổi điên cãi lại, dù mình có sống trong nghèo khó cũng sẽ không trộm đồ, đúng là nói dối không chớp mắt mà. Seung kết cầu, đúng là bà thím ích kỷ rồi muốn bỏ về nhà, khi về đến nơi cô ta mới biết bố mẹ mình đều đã đi du lịch hết, trong túi chỉ còn vài xu nên Seung phải lang thang ngoài đường. Đến tối may mắn gặp được Trung Hy đi làm về, thấy cô ta đói bụng cô liền dẫn nhỏ đến quán ăn, Seung ăn như hổ đói thế nhưng lại không cảm kích Trung Hy, mà vẫn giữ thói cũ nói chuyện bằng giọng bà nội với cô, không nghe được nữa nên Trung Hy bỏ về trước. Lúc này Tae Hee cũng đến quán ăn tìm em gái, vừa hay cô ta cũng lang thang về đây. Seung lại giở bài diễn viên xuất sắc, Tae Hee hỏi cô ta đã ăn gì chưa, thì cô ta bày ra bộ mặt đáng thương lắc đầu, thấy mà ghét. Từ nãy đến giờ Trung Hy luôn đi theo phía sau Seung, thấy cảnh hai chị em họ ôm nhau cô mới yên tâm đi về, trên đường gặp được Seta. Cậu muốn nhờ nữ chính ngăn Trung Cúc lại vì anh muốn làm việc cho đám xã hội đen. Trung Cúc đang ở địa bàn của bọn chúng bàn việc làm ăn, đại ca muốn anh đi giải quyết vài quán bar. Ông ta hỏi anh có thể xử lý trong một tuần được không, nhưng Trung Cúc không thèm trả lời, anh chỉ xin 6 người đi theo mình. Ông đàn em bên cạnh tức giận khi anh dám nói chuyện như thế với Thùng To.
nhưng ông ta lại cảm thấy thanh niên trẻ này rất có khí phách. Cửa hang ổ vừa mở, Trung Cúc bước ra thì Trung Hy cũng tìm đến, cô tát anh một cái cho tỉnh. Trung Cúc liên tục hét lên yêu cầu nữ chính mau về nhà, nhưng cô không chịu, nếu vì để trả nợ cho bản thân mà anh phải làm như vậy, thì cô biết phải giải thích với người nhà anh như thế nào đây, nhưng Trung Cúc lại nói đây là con đường mà anh lựa chọn. Thấy không lay chuyển được anh, Trung Hy quay sang chất vấn ông đại ca, vì sao lại dụ dỗ anh vào con đường này. Hãy để anh ấy đi đi, tôi sẽ trả lại 43 triệu cho ông. Thùng to không muốn làm khó phụ nữ nên đã nói với nam chính. Nếu giờ muốn rút thì anh hãy rút đi, ông ta sẽ không ngăn cản. Trung Hy cũng lôi anh về nhưng Trung Cúc đã quyết. Không muốn làm một thằng lang thang nữa, anh muốn có địa vị cho riêng mình, lên xe cùng đám đàn em rời đi. Khiến Trung Hy và Seta vô cùng bất lực. Về nhà Trung Hy không dám nói mọi chuyện cho gia đình anh nghe vì sợ họ lo lắng. Lúc này Trung Cúc đang xả thân nơi quán bar hỗn loạn, anh thay đại ca Thùng To đi dọn dẹp từng chỗ cho ông ta. Rất nhanh chủ các quán bar đã chịu nhượng lại đất, nhờ thế mà mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trung Cúc đã chính thức dấn thân vào con đường đầy tội lỗi này rồi. Trung Hy không muốn bỏ rơi anh, cô đơn giản nghĩ rằng trả lại 43 triệu cho tên đại ca thì Trung Cúc sẽ được tự do nên cô lập tức đi ứng lương. Bà quản lý không cho thì cô lại chạy đến tìm ông chủ, xin ông trả lại số tiền kia cho mình, nhưng ông ta lại nói mình đã dùng số tiền đó vào việc khác. Bên phía khác, Chu Go cũng đã nhận được tin tốt từ đại ca Thùng To. Các chủ quán bar đều đã nhượng lại đất, chỉ trong một ngày khiến anh vô cùng vui, đi ngang qua cô lao công. Chu Go dừng lại tìm kiếm hình bóng Trung Hy, chuyển cảnh ở nhà hàng của Nam. Hôm nay anh ta còn dẫn theo cả xe ôm đến đây tham quan. Khi nghe phục vụ nói cô gái hôm trước lại đến tìm anh, Nam liền có hứng thú đến xem tình hình của cô Lisa. Vì anh chậm trễ trả tiền bồi thường, nên Lisa đã gọi ra một bàn đồ ăn to để thưởng thức. Nam cũng kêu phục vụ đưa menu để cô gọi món thêm, biết vì làm hỏng chiếc xe mà cô đã bị sa thải. Anh liền nói mình sẽ thuê cô làm ở nhà hàng với lương cao, đồng thời tên công tử fat boy này cũng nói mình dần dần hứng thú với Lisa rồi. Nghe ngứa tay, cô liền hất nước vào mặt anh ta cho bớt giận, rồi hiên ngang cầm tiền rời đi. Xe ung ngồi một bên thấy hình bóng của Lisa liền lập tức đuổi theo. Nhỏ này vẫn chưa bỏ mộng tưởng làm thân với cô. Seung nói nhà hàng này là do anh họ mình mở, càng khiến Lisa ghét cay ghét đắng cô ta hơn. Seung mang theo tâm trạng bực bội về nhà thì lại gặp bà Hoa bắt cô phải đi nhẹ nói khẽ, khiến Seung bực mình hết lên. Suốt mấy năm nay đây là lần đầu tiên bà Hoa phải nhịn nhục một con nhỏ bằng tuổi cháu mình. Cùng lúc này ở công ty Che Ha đang chào đón các nhân viên mới, trong đó có Tae Hee. Chu Go cũng ra chào đón cô nhưng sự chú ý của anh luôn để vào Trung Hy đang lau cửa kính phía đối diện. Tae Hee thấy anh cứ nhìn về một phía rồi mỉm cười, thì cũng nhìn theo và phát hiện ra Trung Hy. Để chúc mừng cháu gái được nhận vào công ty, chủ tịch đã mời cả cô và Chu Go đi ăn, không nói thẳng ra nhưng trong câu nói vẫn ẩn ý rằng mình đã cho cháu gái và Chu Go qua lại với nhau. Thế nhưng suốt bữa ăn vẻ mặt anh luôn không vui. Kết thúc bữa ăn, Chu Go muốn Tae Hee chở mình về công ty để xử lý nốt công chuyện. Đến cửa công ty, cô liền đưa đồ ăn cho anh để đêm khuya ăn. Chu Go nhận lấy rồi đi vào, mà không ngờ điện thoại của mình rơi trên ghế xe. Tae Hee vô cùng vui vẻ cầm lấy điện thoại. Cô lấy đó làm cái cớ để vào gặp anh, thì phát hiện ra Chu Go đã đưa đồ ăn của mình tặng cho Trung Hy đang tăng ca ở công ty ăn. Hai người còn cười nói với nhau vui vẻ, khiến Tae Hee như chết trong tim. Lúc này điện thoại vang lên, Chu Go nghe tiếng động liền chạy đến. Tae Hee trả điện thoại cho anh rồi quay lưng bỏ đi. Chu Go đuổi theo muốn giải thích, nhưng Tae Hee lại nói ở bên cạnh mình anh chưa bao giờ cười thoải mái như vậy cả, nên bây giờ làm sao mà cô không ghen được chứ. Chu Go nói anh không biết mình có thích Trung Hy không, nhưng mỗi khi ở cạnh cô ấy anh lại cảm thấy thoải mái. Tae Hee hỏi thế em thì sao? Anh thích em và muốn bảo vệ nhưng đó không phải yêu. Tae Hee không muốn nghe anh nói nữa. Hãy dừng mọi thứ ở đây để em có thời gian tự an ủi mình. Cô lái xe về, còn Chu Go cũng trở vào công ty. Trung Hy xin lỗi vì đã khiến cho anh và cô ấy cãi nhau. Dù vốn dĩ đó không phải lỗi do cô, sau khi kết thúc công việc Trung Hy về nhà, thì Trung Cúc đã đứng đợi cô ở cổng công ty. Anh lại trở về dáng vẻ con nít như xưa lẽo đẽo đi theo sau cô. Trung Hy nói khi nào anh cắt đứt với bọn côn đồ thì cô mới chơi lại với anh. Nhưng Trung Cúc cũng không trả lời rõ ràng, mà liên tục làm điên làm khùng để thu hút sự chú ý của Trung Hy. Anh chỉ muốn đưa cô an toàn về đến nhà, chứ không có ý định trở về nhà. Trung Hy có gọi thế nào anh cũng không quay đầu. Ở một diễn biến khác, ông bà Ô sau 4 ngày đi du lịch thả ga cũng đã chịu về nhà. Ông Ô được nếm mùi tiền bắt đầu ôm tham vọng làm giàu, muốn mua cổ phiếu để phất thành đại gia. Seung nhận được điện thoại từ bố mẹ, mà không ngờ cuộc điện thoại kết nối trực tiếp đến điện thoại bàn phòng Nam. Anh nghe hết được cuộc hội thoại, bà Ô nói, nhân lúc con còn sống trong gia đình giàu có, hãy moi của họ 1 tỷ cho mẹ đi. Nhưng Seung lại hét lên không cho rồi cúp máy. Seung ra khỏi phòng thì gặp Nam, cô ta sợ mình nói to đã bị anh nghe được hết. Cùng lúc này vì hoàn thành tốt nhiệm vụ nên Trung Cúc được đại ca thưởng nóng. Anh dùng số tiền đó đi mua một chiếc nhẫn thật xịn sò để về tặng Trung Hy. Trên đường đi lại bị một băng nhóm khác chặn lại. Một lúc sau Seta mặt mũi bầm dập lập tức đến tìm Trung Hy cầu cứu. Cô sốt sáng chạy vào bệnh viện. Lúc này ở hành lang đàn em của Thùng To đã vây kín, ngóng chờ tình hình của Trung Cúc.
Cô mặc kệ sự ngăn cản của lão nhị mà xông vào phòng bệnh, thùng to giải thích Trung Cúc bị đối thủ của ông ta đánh úp và ông hứa sẽ thay anh trả mối thù này. Cô tức giận tát cho ông ta một cái, rồi đuổi bọn chúng hãy cút hết khỏi đây. Lão nhị muốn động tay với cô nhưng bị đại ca ngăn lại. Ông hiểu tâm trạng lúc này của cô nhưng ông không thể rút đàn em đi vì như thế sẽ nguy hiểm cho Trung Cúc khi mà không biết bọn đối thủ sẽ đến khi nào. Trung Hy ngồi bên giường bệnh cả đêm, nửa đêm Trung Cúc tỉnh dậy, thấy cô ở bên cạnh mình thì lặng lẽ ngồi ngắm cô. Sau đó đưa Trung Hy lên giường nằm cạnh mình, ngủ được một lúc Trung Hy choàng tỉnh dậy, cô không muốn làm Trung Cúc đau nên nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Còn mình thì ngã luôn xuống giường, thấy đã khuya nên nữ chính đi về, cô chỉ dám báo tin Trung Cúc nằm viện với Lisa, em gái nghe anh trai bị đánh. Thì liền tức giận muốn đi tính sổ với tất cả, nhưng Trung Hy ngăn cô lại, hiện giờ chỉ cần Lisa ở bên trong chừng Trung Cúc. Đừng cho lũ côn đồ lôi anh đi làm việc nữa là được, hai chị em hứa sẽ không nói chuyện này cho bà nghe, rồi chạy xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm sáng cũng diễn ra ở nhà của chủ tịch, kết thúc bữa ăn bà Hoa lập tức đi tìm bố mình, nói cô em gái mà Tê Hy mang về rất lạ. Chẳng có chút nào là giống anh trai quá cố của mình, chủ tịch ngoài mặt thì nói con đừng làm rối mọi chuyện, nhưng khi lên xe ông lại bảo tài xế điều tra về thân phận của xe ông. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty của Tê Hy, cô đến vô cùng sớm nhưng không ngờ Trung Hy còn đến sớm hơn. Tê Hy ghét cô ra mặt nhưng nữ chính vẫn cố gắng giải thích. Mình đã quen Chu Go từ lâu và cảm thấy anh ấy dễ gần, đối xử tốt với mọi người, ngoài ra không còn một ý nào khác. Nhưng Tê Hy vẫn chẳng thèm quan tâm đến cô. Mặt khác ở bệnh viện, Lisa và Seta đã đem đồ ăn đến và ngồi lại chăm sóc Trung Cúc. Nghĩ anh bị thương sẽ không thể làm gì được họ nữa nên cả hai đã thay nhau mắng vốn anh, Trung Cúc đâu dễ dàng bị bắt nạt. Anh phạt hai đứa em dại tự nhéo tai, đi thấp gối dưới sàn, khiến cả hai mỏi mà không dám than. Phía bên này vì bố mẹ cứ gọi điện làm phiền mình. Seung sợ mọi chuyện trước sau thì cũng bị lộ, nên tức giận lao về nhà trách hai ông bà già. Muốn hại cô bị lộ thân phận hay gì, bà mẹ vừa tức giận vừa đau lòng khi bị con gái ghẻ lạnh. Bà hứa từ nay sẽ không gọi cho cô nữa. Seung nói chủ tịch nhà đó sắp ngỏm rồi. Đến lúc đó chắc chắn cô sẽ được chia một phần tài sản, bảo mẹ hãy chờ đến khi đó cô sẽ trở về nuôi bà, dù có tham lam thế nào thì vẫn là mẹ con ruột. Seung nhìn bà chịu khổ thì không chịu được mà chạy đến tìm Tê Hy, cô ta bày tỏ lòng thương cảm và biết ơn với gia đình đã cưu mang mình trước kia. Tê Hy nghe vậy cũng hứa sẽ mua lại quán ăn đó cho họ, như vậy về sau hai ông bà không cần trả tiền thuê nhà nữa, khiến Seung vô cùng cảm động ôm lấy Tê Hy. Khi cô ta trở về thì lại gặp nữ chính đang dọn dẹp, vì quá tò mò nên đã lân la đi theo cô, lúc này vì làm việc quá sức. Mà Trung Hy bị chảy máu cam, Chu Go đi ngang qua thấy vậy liền đưa khăn tay cho cô, Seung xuống đây chứng kiến cảnh hai người thân thiết. Càng chắc chắn vào suy nghĩ của mình rằng Trung Hy là một nhỏ trà xanh, cô ta lôi Trung Hy ra một nơi riêng nói chuyện. Anh ta đi du học bên Mỹ và sắp kết hôn với chị gái tôi nên cô đừng mơ mộng hão huyền nữa. Sau khi về nhà, Seung cũng thêm mắm thêm muối nói với Tê Hy. Nên để ý Trung Hy vì cô ta đang quyến rũ bạn trai chị, cô ta còn nói Trung Hy là người có lòng tham, nên nếu thích thứ gì thì sẽ có cho bằng được. Tê Hy nghe vậy cũng trở nên cảnh giác hơn, cô chạy đến công ty thì chứng kiến cảnh Chu Go lái xe đưa Trung Hy về nhà. Trong lòng càng căm thù, nào biết đó là em gái ruột của mình, mặt khác Chu Go đã đưa Trung Hy về nhà. Anh đột nhiên hỏi cô nghĩ gì về mình, rồi bắt đầu bày tỏ, ở cạnh cô anh vô cùng thoải mái, lúc nào thấy cô cũng sẽ cười. Vậy nên anh rất muốn ở cạnh em, nhưng biết anh đã được định sẵn là chồng tương lai của người ta. Nên Trung Hy từ chối khéo rồi xuống xe rời đi, cô vào nhà ăn tối với gia đình, bà nội rất nhớ cháu trai. Không biết nó bỏ nhà đi vào bụi nào rồi, Lisa lỡ miệng nói mình đã mang cơm cho anh, khiến bà nội sinh nghi lập tức hỏi cô. Trung Hy thấy không giấu được đành nói anh ấy hiện đang nằm viện vì xung đột với xã hội đen, cả nhà lập tức đến phòng bệnh Trung Cúc nằm. Ở ngoài vẫn được đàn em của thùng to canh gác, lão nhị thấy là người nhà của Trung Cúc, liền kính để cúi chào, bước vào trong phòng bệnh. Thấy cháu trai bị thương nặng như vậy, bà nội và bố vô cùng xót, thùng to mồ côi từ nhỏ lớn lên trong giá rét. Chưa từng được cảm nhận tình thương của người thân nên đành lủi thủi đi ra ngoài, Trung Cúc như biết được tâm sự của ông ta nên đi theo. Hai người ngồi ở bồn hoa hút thuốc, thùng to nói nếu ông biết anh có gia đình, sẽ không để anh làm những việc nguy hiểm thế này, ông ta nói sẽ để cho cậu suy nghĩ xem. Có muốn tiếp tục đi theo mình nữa không? Nhưng Trung Cúc trực tiếp nhận thùng to làm đại ca. Anh nói cảm nhận được năng lượng tương đồng giữa mình và ông ấy. Anh cảm thấy không ngại hy sinh để đi theo một người, cũng giống như đuổi theo lý tưởng như vậy rất hay. Thùng to nghe vậy cũng thầm chấp nhận anh. Trung Cúc trở vào trong bệnh viện, Trung Hy đang ngồi hàng ghế chờ đợi anh. Cô tỏ ra không quan tâm vì anh dám không nghe lời mình giao du với đám xã hội đen. Nhưng Trung Cúc lại quỳ gối trước mặt cô, tháo dây giày của cô ra luồn vào chiếc nhẫn anh mới mua tặng cho Trung Hy. Trước kia cô từng nói. Mất đi chiếc nhẫn bất hạnh luôn ập đến với cô, bây giờ có chiếc nhẫn mới rồi, may mắn chắc chắn sẽ đến với em. Anh là người đầu tiên luôn đối xử tốt với cô như thế, khiến Trung Hy cảm động bật khóc, nhưng cũng vẫn giận anh nên đã bỏ chạy ra ngoài để khóc lớn.
Cùng lúc này ở nhà Chu Go, Tae Hee đã đến đây từ bao giờ, cô hỏi lại anh có muốn cưới mình không, nhưng Chu Go nói mình cần thêm thời gian suy nghĩ. Tae Hee không chịu, cô muốn biết câu trả lời ngay bây giờ, nhưng không ngờ Chu Go lại đảo ngược tình thế. Anh nói, vì chủ tịch có ơn với anh nên mỗi khi em cần anh luôn phải đến, ngay cả gặp ai em cũng muốn quản anh à, anh ta lấy đó là lý do khiến mình bị bức bối. Thành công đuổi Tae Hee về trước và không cần trả lời câu hỏi của cô, Tae Hee về nhà vốn đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng Seung lại cứ lải nhải bên tai, chị phải dằn mặt con nhỏ Chung Hee đó mới được, khiến Tae Hee phải nói đây là chuyện của chị em đừng xen vào. Seung biết mình hơi lố nên đành về phòng, bên phía gia đình còn lại, cả nhà cũng đã thành công đưa Trung Quốc về, khác hẳn với không khí lạnh nhạt. Đầu đá lẫn nhau của gia đình chủ tịch Kim, nơi này vô cùng ấm áp, cả nhà cùng nhau chuẩn bị cơm tối, khi Chung Hee lên phòng gọi Trung Quốc xuống ăn. Thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và bố, ông biết anh không chỉ đơn thuần đánh nhau với lũ xã hội đen mà chắc chắn còn làm việc gì đó với chúng. Ông khuyên anh không nên lún sâu vào con đường này, nếu không kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm. Đây cũng chính là những điều mà Chung Hee lo lắng. Ở bên khác, ông tài xế đã mang những gì mà mình điều tra được cho chủ tịch, không hiểu cha kiểu gì mà ra thông tin Tae Hee còn một người cha ruột khác. Chủ tịch dặn tài xế không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Chung Hee trượt xe trên hành lang, kết quả làm giấy vệ sinh rơi tứ tung, vừa hay chủ tịch Kim cũng đi đến, ông đã nhặt giúp cô. Chung Hee không biết ông là ai, còn tưởng ông là nhân viên già nhất công ty này. Chủ tịch cũng không nói ra thân phận của mình, ông hỏi sao cô còn trẻ mà chấp nhận làm nghề này, thì nghe Chung Hee trả lời khiến ông rất ấn tượng. Khi đói thì con người ta có thể làm bất cứ thứ gì, nói chuyện với cô gái tràn đầy năng lượng tích cực này khiến chủ tịch cũng phải nở nụ cười. Chung Hee tiếp tục công việc dọn dẹp ở thư viện của mình thì cô tìm được vài cuốn sách rất hay, liền đem ra quầy để mượn. Cùng lúc này Tae Hee cũng xuất hiện ở đây để mượn sách. Đến khi nhân viên hỏi về thẻ nhân viên của Chung Hee thì cô không có, nên họ không cho mượn. Chung Hee nghe vậy chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Tae Hee muốn tìm hiểu sâu hơn về cô nên đã gọi cô lại, hai người cùng nhau ra ngoài ngồi nói chuyện. Tae Hee nói từ nhỏ mình đã có một dự cảm đặc biệt và nó luôn chính xác. Bây giờ cô dự cảm được mình và Chung Hee sẽ còn dây dưa với nhau dài dài. Tae Hee lại nói với Chung Hee, cô không nên yêu người không phù hợp với mình, nếu không sẽ rất mệt mỏi, sau cùng còn bị tổn thương. Tôi không có ý gì đâu. Chung Hee hiểu rõ lời Tae Hee muốn nói. Cô trấn an Tae Hee, chị yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mà chị đang lo đâu. Ý là nói mình sẽ không giành Chu Go hay gì cả, thế giới này rất công bằng. Bỏ sức bao nhiêu thì thu về bấy nhiêu. Nghe câu nói này Tae Hee có cái nhìn khác về Chung Hee. Cô tặng cho nữ chính hai quyển sách mà nữ chính muốn mượn, hai chị em nhìn nhau mỉm cười. Về nhà, Tae Hee liền tìm Seung để hỏi chuyện về Chun Hee, khiến cô ta có tật giật mình, bắt đầu nói nhăng nói cuội về Chung Hee. Bố mẹ cô ta còn sống, nhưng bố ngoại tình. Mẹ cũng cặp bồ với người khác, biết chị gái đã nói chuyện cùng Chung Hee, Seung càng thêm lo lắng mình sẽ bị lộ. Bên phía nữ chính, cô đang mải mê đọc sách thì Trung Quốc mang trái cây vào, anh lại bắt đầu ăn nói xà lơ, dụ cô hãy lấy mình. Khi đó anh sẽ gánh vác mọi chuyện cho cô đỡ khổ, khiến Chung Hee cạn lời, chỉ cần em chịu lấy anh sẽ tặng hết người nhà anh cho em. Chúng ta sẽ sinh ra hai đứa nhóc, con trai giống anh, con gái giống em. Chung Hee không thể nghe được nữa, cô đập sách vào đầu cho anh tỉnh mơ. Rồi bỏ xuống nhà với bà và Lisa thì nhận được điện thoại từ Seung. Chung Hee liền ra gặp cô ta. Seung muốn nữ chính nghỉ làm ở công ty Cheha. Cô ta sẽ tìm nơi khác cho cô, nhưng Chung Hee không muốn. Tôi làm ở đó không phải vì một người đàn ông nào cả, mà chỉ vì tôi muốn thế, nên tôi không nghỉ đâu. Cô mà còn phá cuộc sống của tôi nữa thì sẽ biết tay tôi. Nói rồi Chung Hee hiên ngang bỏ đi, để lại cục tức cho Seung. Cô ta liền về nhà, kể mọi việc cho mẹ mình nghe. Bà Ô lo lắng con gái sẽ bị lộ, liền nghĩ ra một cách để Chung Hee nghỉ làm một ngày. Sáng hôm sau bà ta đã gọi đến nhà bà nội, nói mình đang bị ốm cần Chung Hee về chăm, là người trọng ân nghĩa nên Chung Hee không thể bỏ mặc. Lập tức chạy về, Chung Hee viết số điện thoại của công ty để ông Ô gọi điện xin nghỉ giúp mình một ngày, nhưng ông ta lại gọi báo cho Seung. Ở công ty, bà quản lý đeo kính đang rất tức giận vì nghĩ Chung Hee đi làm muộn thì nhận được điện thoại của Seung, cô ta bịt mũi nói mình là Chung Hee. Rồi bắt đầu dở giọng mẹ thiên hạ nói chuyện, chọc quản lý tức điên, đừng tưởng chị to, nếu muốn thì cứ đuổi việc tôi đi. Nói rồi cô ta cúp máy ngang, vui sướng vì thực hiện được kế hoạch ác độc của mình. Cùng lúc đó, Chu Go cũng gọi điện đến phòng vệ sinh tìm Chung Hee. Thì bà quản lý thông báo cô đã bị đuổi việc rồi, khiến anh hiểu lầm là do Tae Hee làm. Hôm qua em đã nói chuyện với cô ấy đúng không? Em bảo cô ấy nghỉ việc à? Tae Hee tức giận nói. Anh nghĩ em là loại người như vậy à? Em không biết vì sao cô ấy nghỉ việc. Chu Go không muốn cãi nhau với Tae Hee nên bảo cô ấy ra ngoài trước. Anh gọi điện cho Lễ Tân xin số điện thoại Chung Hee và thành công gọi về nhà cô. Trung Quốc nhận máy, anh nói Chung Hee đi làm rồi, Chu Go lại nói cô ấy muốn nghỉ việc mà. Trung Quốc biết chuyện chẳng lành, lập tức dẫn hai đứa em đi tìm Chung Hee. Cô lúc này đang phải chăm sóc từng ly từng tí cho bà Ô. Trung Quốc đã tìm đến cửa. Anh lớn giọng gọi tên Chung Hee, cô bước ra bảo anh đừng làm loạn. Trung Quốc hỏi cô vì sao lại xin nghỉ làm ở công ty, khiến Chung Hee vô cùng ngỡ ngàng. Cô lập tức quay sang chất vấn ông Ô, có phải Seung kêu hai ông bà lừa tôi không? Cô tức giận ôm túi đến công ty xin lỗi chị quản lý, cô nói mình không phải là người gọi điện xin nghỉ. Nhưng bà quản lý khó tính không chịu nghe, nhất quyết đuổi việc cô.
Trung Hy chỉ biết trở về. Trung Cúc tức giận vì cái tính hay giúp người của cô, nhưng Trung Hy cũng chẳng biết làm sao. Về phía Seung, ỷ được chị gái cưng chiều nên cô ta bắt đầu đổ đốn. Bà Hoa nói cô vô dụng không làm được gì, cô cũng nói lại con trai bà cũng suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Tae Hee phải ngăn cái mồm nhỏ này lại và xin lỗi Nam, còn ông nội cũng càng thêm nghi ngờ con cháu này. Đang ăn thì có điện thoại gọi đến tìm Seung. Là bà Ô báo rằng Trung Hy đã biết hết mọi chuyện, nhưng Seung không lo, nói mình đã ra tay trước rồi. Cô ta còn bảo không lâu sau mình sẽ được chia một nửa gia sản. Quay lại thì đã thấy ông nội ngay phía sau, cô ta sợ muốn lòi trĩ, đến nỗi rơi luôn cả điện thoại, chẳng lẽ thân phận cháu gái giả đã bị phát hiện rồi sao? Seung run rẩy đi theo ông nội vào phòng riêng nói chuyện, ông bình tĩnh hỏi cô tại sao lại lừa gạt gia đình mình, nhưng khi nghe cô ta vẫn còn gọi mình là ông nội. Ông đã quát lên giận dữ, Seung quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ, cô ta nói mình có quá nhiều thứ muốn làm, nhưng hoàn cảnh lại khó khăn nên mới bị lòng tham che mờ mắt. Ông nội cho cô ta ngồi lên ghế nói chuyện, ông bắt đầu hỏi về nguồn gốc của chiếc nhẫn. Seung chỉ tiết lộ mình lấy nó từ đứa bé mất trí nhớ được bố mẹ mang về. Sau đó đứa bé đó đã bỏ nhà ra đi, giờ cô không biết nó đang ở đâu. Seung hứa sáng mai mình sẽ lập tức rời khỏi đây. Cô ta trở về phòng, trạng thái lạnh lẽo run rẩy. Tae Hee phát hiện ra thì lo lắng gọi Nam đỡ Seung lên giường nằm. Cả nhà cũng chạy vào xem tình hình, Nam đi gọi bác sĩ riêng của gia đình đến. Sau khi khám xong ông ta đưa ra kết luận là bị sốc tinh thần nên mới như vậy. Tae Hee chưa biết chuyện gì nên vẫn tận tình chăm sóc em gái. Phía bên khác sau khi được Trung Cúc an ủi, Trung Hy đã cảm thấy khá hơn nhiều. Mất công việc này thì mình tìm công việc khác. Hai người cùng nhau đi bộ về nhà thì gặp Chu Go đậu xe gần đó. Anh xuống xe muốn nói chuyện riêng với Trung Hy. Nhưng Nam chính nào dễ để cho họ làm vậy, anh nhất quyết không chịu vào nhà. Thế nên Trung Hy buộc phải ra chỗ khác nói chuyện với Chu Go. Anh nói tổ của mình cần tuyển hai trợ lý nghiệp vụ, hỏi cô có muốn làm việc chung với anh không. Trung Hy bối rối vì nghĩ Chu Go thương hại mình nên mới tuyển cô, nhưng anh nói không phải. Lần đầu nói chuyện với cô, anh nhận ra được cô rất trân trọng công việc này, khi làm lao công cũng tận tâm nên anh mới muốn cô về làm cho mình. Trung Hy mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng cô cũng có thể làm việc trong công ty mà mình thích rồi. Trung Cúc đứng một bên nghe lén chỉ có thể âm thầm rời đi. Vì anh không thể giúp gì được cho Trung Hy, sau khi nói chuyện xong, Trung Hy trở về nhà thì mới biết Trung Cúc vẫn chưa về. Trong lúc này anh đang chặn đầu xe của Chu Go, muốn solo một một để anh ta tránh xa Trung Hy của mình. Chu Go bình tĩnh nói, một tên côn đồ như anh mới không xứng đáng với Trung Hy, còn tôi chỉ là người mong cô ấy có tương lai tốt đẹp, chứ không có ý gì cả. Tất cả những gì mà Chu Go nói đều đúng, nên Trung Cúc chỉ đành trở về nhà trong trạng thái bất lực. Hoàn cảnh hiện giờ của anh không đủ năng lực lo cho Trung Hy. Ở một bên khác, Seung sau cơn sốt đã tỉnh dậy. Tae Hee mừng rỡ đi lấy cháo cho cô ta thì gặp ông nội. Ông trách cô không lo cho sức khỏe của mình mà cả đêm chăm sóc em gái. Nhưng Tae Hee nói mình không sao. Seung nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua với ông nội. Ông bảo cô phải giữ im lặng, đợi chuyện này ông giải quyết sẽ đưa ra hình phạt xứng đáng cho cô ta, nên Seung mới chưa rời đi. Sau khi chăm sóc em gái, Tae Hee lại đến công ty đi làm, thấy cô cố tình tránh mặt mình, Chu Go đã gọi cô vào phòng riêng nói chuyện. Sau những tổn thương, Tae Hee đã trưởng thành hơn. Cô xin lỗi vì luôn bám víu vào Chu Go khiến anh khó chịu. Hiện giờ cả hai cần thời gian để phát triển bản thân mình. Chu Go cũng nói ra lời xin lỗi với cô. Anh nói rồi cô sẽ hiểu cho nỗi khổ của mình. Sau khi nói chuyện với Tae Hee, Chu Go lại gọi điện cho đại ca Thùng To. Ông ta thông báo mọi việc đang rất thuận lợi. Bên phía chủ tịch Kim cũng nhận được báo cáo từ trợ lý rằng có một doanh nghiệp tư nhân không ngừng mua rất nhiều cổ phiếu của công ty họ. Điều tra sâu thì mới biết được. Người đứng đầu doanh nghiệp này lại là một tên xã hội đen. Chủ tịch Kim lập tức cảm nhận được nguy hiểm, yêu cầu thư ký đi điều tra lai lịch của người này. Ở một khía cạnh khác, Trung Quốc vẫn đang theo đại ca Thùng To làm việc quản lý những quán bar đã chiếm được. Trung Quốc ngày càng lấn thân vào con đường này vì anh muốn chứng tỏ năng lực của bản thân. Sau khi giao việc cho Trung Quốc, đại ca Thùng To đến gặp Chu Go, nhưng không ngờ mọi nhất cử nhất động của ông ta đều đang được một thám tử tư chụp lại trong phòng bàn bạc. Chu Go đưa những trái phiếu mà mình sở hữu cho Thùng To đổi ra tiền để tiếp tục mua cổ phiếu của tập đoàn Cheha. Đây là một tập đoàn lớn. Chủ tịch Kim đứng đầu chỉ quan tâm đến những thứ ông có thể tận mắt nhìn thấy nên đầu tư nhiều cho kiến trúc mà quên mất một bộ phận của công ty mình là thí nghiệm viễn thông. Đây là một ngành tiềm năng trong tương lai. Đến khi chủ tịch Kim phát hiện ra thì Chu Go đã nắm 1/3 số cổ phiếu rồi. Ở bên ngoài, đàn em của Thùng To đã phát hiện ra có kẻ lạ mặt nên đuổi ông thám tử đi trước lúc Chu Go bước ra, nên chưa chụp được mặt. Anh thám tử đưa những bức ảnh về Thùng To cho chủ tịch Kim xem. Trước kia hắn từng ở vùng Jeonseon, chủ tịch Kim nghe nơi này rất quen, đó chẳng phải là nơi ông đến tìm hai đứa cháu khi xưa sao? Cùng lúc này ở nhà ông bà Ô, sau khi biết căn nhà này đã thuộc về mình, ông Ô bắt đầu dụ dỗ bà Ô đem bán thế chấp để lấy tiền đi đầu tư. Còn bà thì chỉ lo lắng cho con gái, không biết Seung đã bị lộ thân phận, sống thấp thỏm như xác không hồn. Bên phía Trung Hy, cô đến công ty và được thông báo ngày mai đi làm luôn khiến cô vui đến nỗi đứng dậy, giới thiệu tên tuổi của mình và chào hỏi tất cả mọi người.
Thấy Tê Hy đi đến, Trung Hy cũng chạy lại nói mình sẽ làm ở đây, nên mong cô chỉ bảo nhiều hơn, sau đó trả lại hai cuốn sách cho Tê Hy. Cô ấy chỉ lạnh nhạt nhận sách rời đi. Bà lao công thấy Trung Hy được vào làm dễ dàng như thế, thì quay trở về báo với bà quản lý. Bà ta lại bắt đầu ảo tưởng, thì ra Trung Hy xin làm lao công đều là có mục đích cả, vì để ăn mừng công việc mới, Trung Hy đã đi siêu thị mua nhiều đồ về rủ Lisa nấu ăn chung. Nhưng hôm nay Lisa phải đi phỏng vấn xin việc nên không thể, không có việc làm. Lisa đành tìm đến nhà hàng của Nam, vì hôm trước anh ta hứa sẽ tuyển cô. Nam lại giở thói trêu đùa anh nói, hôm trước mình chỉ nói bừa vậy mà cô cũng tin, khiến Lisa tức giận đá vào chân anh một phát đau điếng rồi bỏ về. Nam lết theo chiếc cẳng đáng thương của mình lôi Lisa lại, cũng vì anh tông hỏng xe mà Lisa mất vị trí giao hàng, nên giờ anh sẽ phải tuyển cô, muốn làm thì mai đến. Lisa đường cùng rồi nên cũng hỏi lương và vị trí, nghe cũng ok nên cô làm ngay hôm nay. Lisa được giao cho nhiệm vụ ra ngoài cửa đứng chào khách. Cuối kiểu gì húc luôn vào đầu người ta, đến tối một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra chờ cả nhà về, bà khen Trung Hy hết lời. Chỉ mong có được đứa cháu dâu này, ông tài xế nếm thử mùi vị cũng duyệt ngay lập tức. Lúc này Lisa đã trở về, cô vui vẻ nói mình cũng đã tìm được công việc. Cả nhà đều vui chỉ thiếu mỗi Trung Cúc, anh vẫn đang ở quán bar trông chừng. Lisa gọi điện đến thì Seta nghe máy. Nghe tiếng nhạc sập sình cô biết ngay đó là hộp đêm, Trung Hy cũng dự định sẽ mang đồ ăn đến đó cho anh, trùng hợp thay ở hộp đêm. Xe ung buồn chán cũng tìm đến đây uống rượu, rồi quậy phá loạn hết lên khiến Trung Cúc phải đích thân ra ngăn cản. Thấy anh cô vô cùng bất ngờ, cả hai ra ngoài nói chuyện, cô ta vẫn đem lòng yêu Trung Cúc, nhưng chỉ nhận lại câu, cô hãy mau về nhà đi. Xe ung không bỏ cuộc ôm chầm lấy anh, rồi còn nhân cơ hội cưỡng hôn Trung Cúc. Đúng lúc này Trung Hy cũng đến nơi, chứng kiến toàn bộ cảnh này. Trung Hy không hiểu cảm xúc mất mát và tức giận hiện tại của mình là vì sao nên cô đã quay đầu bỏ đi. Trung Cúc thấy cô cũng lo lắng đuổi theo. Xe ung muốn ngăn anh lại nhưng đã bị Lisa và Seta chặn lại, mắng cô ta là đồ không biết xấu hổ. Bên phía kia, anh giải thích mình là người bị hại, nhưng Trung Hy nói anh sống quá thảnh thơi, em chẳng quan tâm đến anh làm gì đâu nên đừng lo. Miệng thì nói vậy nhưng mặt vẫn tức giận đưa hộp cơm cho Trung Cúc rồi bỏ về. Đi được một đoạn Trung Hy bắt đầu tự độc thoại nội tâm, có gì mà mình phải quan tâm chứ. Còn Trung Cúc đang buồn rầu, vừa gắp một miếng đồ ăn bỏ lên miệng đã vui vẻ ngay, vì nó thực sự quá ngon, anh cứ thế ăn đến nỗi buồn trở lại, mà không cho Seta miếng nào. Seung đã trở về nhà ba mẹ, cô ta khóc lóc nói mình chỉ muốn chết đi cho xong, vì cuộc đời này thứ gì cô ta muốn cũng không có được, đợi Seung ngủ. Bà Ô gọi báo con bé đang ở nhà mình cho Tê Hy bớt lo, cô đồng ý để cho em gái ngủ lại đó một đêm, mai sẽ đưa xe tới đón, sau đó Tê Hy vào phòng báo tin cho ông nội. Ông đột nhiên hỏi cô lần đầu tiên cháu gặp Chu Go là ở đâu, ở Jeong Seon lúc đó anh ấy bị đám côn đồ đánh, bố cháu đã ra giúp. Bên phía Chu Go, anh cũng đang nhớ về quá khứ của mình, lật mở tấm ảnh của gia đình trước kia, sau đó lại nhớ đến kẻ thù là Chủ tịch Kim. Có nên lợi dụng kết hôn với Tê Hy để lật đổ Chủ tịch Kim không? Chu Go lại nghĩ đến lời nói của Trung Hy, anh đừng dành cả cuộc đời để hận thù, vì để bản thân mình bình tĩnh hơn. Chu Go đã hẹn gặp Trung Hy nói chuyện, anh tặng cô điện thoại di động, coi như quà mừng ngày mai cô đi làm. Trung Hy muốn từ chối, nhưng Chu Go nói cô là nhân viên của anh nên mới tặng, mới khiến Trung Hy đồng ý. Sau đó Chu Go lại ngỏ ý, muốn Trung Hy có thể thường xuyên đến gặp mình không? Anh chỉ muốn có một người bạn trò chuyện tâm sự mà thôi. Đứng trước lời đề nghị đó, khiến Trung Hy vô cùng khó xử, nhưng vì chỉ là bạn nên cô dự định sẽ đồng ý. Hôm sau là ngày đi làm chính thức đầu tiên của Trung Hy, cô vô cùng thân thiện mời mọi người uống cà phê, ai nhờ việc gì cô cũng đồng ý đi làm. Còn cố gắng ngồi nghe cuộc họp và ghi chép kiến thức. Giờ ăn trưa, Trung Hy mày mò điện thoại để thử dịch vụ mới mà công ty này cung cấp. Chu Go đến ngồi ăn cùng bàn với cô. Anh giúp cô đăng ký dịch vụ, cảnh hai người thân thiết lọt vào mắt Tê Hy, khiến cô lại cảm thấy nghẹn lòng. Ở một bên khác Xe Ung đã tỉnh và đang được mẹ chăm sóc cẩn thận. Bà Ô cố gắng hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra với con gái, nhưng Xe Ung lại quát vào mặt mẹ đừng lo chuyện của cô, rồi bỏ đi. Ra đến cửa thì gặp Seta, cậu nói Trung Cúc muốn tìm cô, rồi dẫn Xe Ung đến nơi gặp anh. Trung Cúc mắng Xe Ung không biết xấu hổ. Nhưng cô ta lại nói mình cảm thấy rất vui, khi Trung Cúc dọa nếu cô ta còn làm vậy nữa thì sẽ bị đánh, nhưng Seung không sợ. Cô nói mình biết Trung Cúc không đánh kẻ yếu, nhỏ này mặt dày đến thế là cùng. Seung lại bắt đầu chuyển hướng sang nữ chính, cô ta nói mình và nữ chính đã ở chung 16 năm nên hiểu rõ. Trung Hy là một người tham lam, sẽ lợi dụng bất cứ ai để đạt được mục tiêu mình cần. Tên Chu Go mới đi du học Mỹ về, chính là mục tiêu của Trung Hy. Nam chính tức giận nói cô ta im mồm, không được xúc phạm Trung Hy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, chuyển cảnh ở công ty Cheha. Chủ tịch Kim đến thăm văn phòng của Chu Go, ông phát hiện ra anh thuận tay trái, nhưng anh lại nói mình chỉ dùng tay trái để ký chữ ký. Chủ tịch Kim khen ngợi tài năng của Chu Go, từ khi anh lãnh đạo, phòng truyền thông đã cải biến rất nhiều, sau đó hỏi quê anh ở Jeong Seon đúng chứ? Vâng, đó là quê của ông nội cháu. Chủ tịch Kim đề cập đến việc gần đây, có một tên xã hội đen mua rất nhiều cổ phiếu của công ty, ông e là tin tức sát nhập công ty viễn thông. Và công ty kiến trúc Cheha đã bị truyền ra ngoài, hỏi anh có biết về tên xã hội đen cùng quê đó không? Tất nhiên Chu Go nói mình không biết gì cả, Chủ tịch Kim cũng không hỏi thêm mà trở về.
Thư ký bên cạnh nhắc nhở Chu Go, có vẻ ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ, chúng ta nên dừng chuyện này một thời gian, nhưng Chu Go vẫn để cho kế hoạch tiếp tục. Ở một bên khác, Chủ tịch Kim đã trở về nhà, ông gọi riêng Se-ung vào phòng nói chuyện, ông sẽ để cho cô ta tiếp tục đóng vai làm cháu gái mình, vì hiện giờ ông cần Tae-hee bình tĩnh làm việc. Để tương lai kế thừa tập đoàn, không được để chuyện em gái quấy rối, thế nên từ nay Se-ung không được phản bội Tae-hee và ông, nếu cô làm trái ông sẽ khiến cuộc đời cô tan tành. Khiến Se-ung run rẩy buộc phải đồng ý, thế nhưng khi về phòng, cô ta đã bắt đầu giở bộ mặt thật của mình, cười một cách độc ác. Tối muộn ở công ty, Chung-hee và Tae-hee vẫn còn làm việc, nữ chính muốn hỏi Tae-hee thêm một vài kiến thức trong cuộc họp, nhưng cô chỉ lạnh nhạt nói lại một câu. Sao chưa về đi? Chung-hee nói mình có một quy tắc, đó là ngày đầu đi làm thì phải về trễ nhất, cô cũng nói ra ý tưởng. Dùng điện thoại nhận tin nhắn vô cùng phức tạp, chúng ta có thể nào chế ra một nút, nhấn vào một cái là nhận được điện thư luôn không? Khiến Tae-hee cũng phải bất ngờ vì ý kiến này, Tae-hee thu dọn đồ trở về, cô ngỏ lời sẽ chở Chung-hee một đoạn ra trạm chờ xe buýt. Tae-hee nói mình có một cảm giác rất quen thuộc với Chung-hee, cô vui vẻ đáp lại, chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi đấy, như vậy tức là có duyên với nhau. Nhìn Chung-hee tươi cười vui vẻ, cuối cùng Tae-hee cũng hiểu vì sao, Chu Go lại thích nói chuyện cùng cô, Tae-hee nói đối với mình Chu Go rất quan trọng. Là người thứ hai trên đời mà cô có thể an tâm dựa vào. Sau đó cô cũng đưa một tệp tài liệu về cuộc họp vừa nãy. Những thứ mà Chung-hee thắc mắc đều trong đây, khiến nữ chính rất vui. Trong lúc này ở nhà hàng của Nam, anh đang ngồi một bên ngắm Lisa làm việc. Đây đã là lần thứ 8 cô làm đổ vỡ ly rồi, cuối cùng cũng tan làm. Nam lái xe đến hỏi Lisa có muốn đi ké không, nhưng cô lại nói mình đi xe điện được rồi. Nam vẫn muốn cô lên xe, anh sẽ chở cô đến trạm xe điện. Lisa tức giận vì Nam cứ đi theo lải nhải nên đã mắng anh, khiến Nam phải đạp ga chạy mất. Cùng lúc này, Chung-hee vừa bước xuống xe buýt, đã thấy Trung Cúc đứng chờ mình. Hai người ngồi bên hàng ghế ở công viên nói chuyện. Trung Cúc khen đồ ăn cô nấu rất ngon, vị rất giống mẹ của anh từng nấu. Khi anh đã thích thứ gì thì sẽ không bỏ được. Chính vì thế mà dù Chung-hee có đùn đẩy thì Trung Cúc vẫn sẽ thích cô. Lời tâm sự ấy khiến Chung-hee trở về phòng phải suy nghĩ rất nhiều. Mặt khác, Chủ tịch Kim vì đã nghi ngờ nên sai tài xế đến nơi ở của Chu Go để điều tra, còn Chu Go đang bàn chuyện ở hang ổ thùng to. Anh muốn nhanh chóng đổi trái phiếu sang tiền mặt để thu mua cổ phiếu. Thùng to nói số trái phiếu đó nhanh nhất một tuần mới đổi hết, nhưng Chu Go yêu cầu phải xong trong 2 ngày. Thế là thùng to lại phải tìm đến Trung Quốc. Anh đến nơi thì thấy chiếc ô tô chạy qua rất quen mắt của Chu Go chứ còn ai nữa. Ở nhà Chu Go, tài xế đang lục lọi thì anh ta đã về. Lúc này ông cũng kịp thấy bức ảnh gia đình của Chu Go khi xưa, có cả chủ tịch Trang quá cố trong đó. Tài xế chưa kịp đem thứ này về thì Chu Go đã phát hiện ra ông. Anh hét lên hỏi ông đang làm gì thì ông lại run rẩy hỏi cậu là cháu ruột của chủ tịch sao. Bác tài xế làm việc lâu năm cho tập đoàn Chê Hà từ lúc nó mới được khai sinh nên ông biết khi xưa có cả chủ tịch Trang và chủ tịch Kim cùng cầm đầu. Chu Go chính là cháu của chủ tịch Trang. Bác tài xế thừa nhận là chủ tịch Kim cử mình đến đây, nhưng ông không biết chủ tịch đã phát hiện thân phận của Chu Go chưa. Sau khi biết anh trở về là để trả thù, bác tài xế đã khuyên ngăn, làm thế chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Ông Kim có làm hại ông nội của cậu không? Thì tôi không biết, nhưng ông Kim cũng đã cho cậu rất nhiều thứ. Chu Go nói nếu ông mình còn sống thì những thứ đó anh cũng có được thôi. Chu Go nuôi mộng báo thù 20 năm rồi, giờ không thể nói bỏ là bỏ. Bác tài xế hết lời rồi, ông rất tôn trọng chủ tịch Trang. Nhưng hiện tại ông làm cho chủ tịch Kim, nên không thể phản bội. Tài xế đành lấy quyển sổ của Chu Go, nếu anh tiếp tục trả thù, ông sẽ đưa thứ này cho chủ tịch Kim. Còn nếu anh lựa chọn từ bỏ, ông cũng sẽ giữ im lặng, ông cho anh thời gian suy nghĩ. Chu Go nhìn bức ảnh gia đình, hồi ức năm xưa hiện về, trong trí nhớ của anh là hình ảnh chủ tịch Kim ép ông nội phải ký vào hợp đồng dâng công ty cho ông ta. Sau khi chủ tịch Kim rời đi, ông nội cũng tăng xông qua đời, để lại nỗi đau trong lòng đứa cháu nhỏ. Quay lại hiện tại, bác tài xế trở về nói dối chủ tịch là mình không tìm được gì, còn Chu Go tâm trạng bất ổn lại gọi Chung-hee ra ngoài nói chuyện. Chu Go nói mình ghét mưa, vì nó gợi lại ký ức đau buồn. Nữ chính khuyên anh đừng để bị quá khứ kéo chân, anh nên sống cho hiện tại, anh còn trẻ và tài giỏi, còn nhiều điều sẽ làm được. Chu Go đột nhiên lại hỏi, nếu anh từ bỏ tất cả, không làm được gì cho Chung-hee, thì cô có tiếp tục gặp anh không? Nhưng Chung-hee vốn không đòi hỏi điều gì từ Chu Go, cô chỉ biết ơn vì cơ hội anh tạo ra cho mình, nên mong anh đừng hiểu nhầm. Chu Go bắt đầu dồn nữ chính vào thế khó, em thích anh đúng không? Nếu không sao mỗi lần anh hẹn em đều đến gặp, sao em không nói ra? Sợ điều gì sao? Chung-hee nói chị Tae-hee là người tốt, nên cô không muốn làm tổn thương chị ấy, anh và em rất giống nhau. Chúng ta đều cô đơn và không có gia đình, nhưng chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua điều đó. Còn chị Tae-hee thì dễ tổn thương, anh là cả thế giới với chị ấy. Thế nên bây giờ em sẽ là một người bạn tốt với anh thôi. Một lúc sau, ở chỗ Tae-hee nhận được điện thoại từ nhà hàng, cô lập tức chạy đến thì thấy Chu Go đã nằm dạp trên bàn. Nhân viên nói có một cô gái đã cho tôi số của chị, Tae-hee cũng biết đó là ai. Cô nhờ nhân viên đưa Chu Go ra xe rồi chở anh về, đưa Chu Go vào nhà. Tae-hee cũng vô tình thấy được bức ảnh gia đình của anh, nhưng lúc này cô không suy nghĩ gì nhiều. Chuyển cảnh tại công ty, chủ tịch đã gọi Chu Go vào tâm sự. Ông khuyên anh không nên quá coi trọng công việc vì ông đã từng phạm sai lầm đó và đánh mất con trai cùng một người bạn thân. Hiện tại ông đang sống trong hối hận.
Sau khi ra ngoài, Chu Go đã nói trợ lý hoãn việc mua cổ phiếu lại, nhưng trợ lý lại phản đối vì tuần sau công ty viễn thông sẽ được sáp nhập với tập đoàn Cheha. Lúc đó quá muộn để chiếm công ty, nhưng Chu Go lại nói bác tài xế đang giữ nhật ký của ông nội anh, không thể hành động sơ suất được, gọi cho thùng to và hoãn mọi thứ lại đi. Nhưng tên trợ lý lại có vẻ bất mãn, hắn ta có dã tâm vô cùng lớn nên đã làm trái lệnh, gọi điện cho thùng to và hối thúc mau tiến hành kế hoạch nhanh hơn nữa. Thế là Trung Cúc lại được cử ra trận, anh lao vào combat. Chưa đến 3 giây đã khử hết đám bảo vệ của ông Nam, mang ông ta cho thùng to. Ông này chuyên rửa tiền bẩn cho xã hội đen, thế nên thùng to nhờ ông ta đổi trái phiếu này cho mình nhanh nhất có thể, nằm trong hang cọp nên ông ta không dám từ chối. Ở một bên khác, bà Ô vì lo lắng cho con gái nên đã kéo cả chồng cùng đến thăm, hai người được đưa vào căn nhà to lớn thì mắt sáng hơn sao, nhìn mọi thứ đắt đỏ và sang trọng khiến họ vô cùng phấn khích. Xe ung lại khó chịu ra mặt khi mẹ không nghe lời mình, nhất quyết đến đây, chuyển cảnh ở nhà hàng của Nam, Lisa vẫn luôn vụng về làm bể ly. Khiến tay cô bị thương cũng không ít, chàng công tử đào hoa Nam cũng bắt đầu để ý đến cô gái này hơn, anh tận tình dán băng cá nhân cho cô, còn giúp cô thổi vết thương cho đỡ rát, khiến Lisa cảm thấy anh ta cũng tốt. Quay về với cặp đôi Tae Hee và Chu Go, cô hỏi anh lý do hôm qua khiến anh say đến như thế. Chu Go cũng thừa nhận anh bị Trung Hee từ chối, lần đầu tiên trải qua cảm giác thất tình nên anh mới không kiểm soát được, mà uống say khiến Tae Hee vô cùng đau lòng. Còn tình cảm mà anh dành cho Tae Hee trước đây chỉ là một cảm giác mông lung. Tae Hee đồng ý rời xa anh, sở dĩ Chu Go phải làm vậy là khiến Tae Hee ghét bỏ mình, đến khi anh chiếm tập đoàn. Cô cũng sẽ không đau lòng, Tae Hee trốn vào một góc khóc thì bị Trung Hee bắt gặp. Tae Hee nói, tôi và anh Chu Go đã kết thúc rồi. Vì anh ấy nói thích cô đó, nên tôi đã để anh ấy ra đi, cuối cùng cũng như mong ước của cô rồi đó, cô thắng rồi, Trung Hee bàng hoàng. Cô muốn giải thích, Tae Hee lại khóc lớn hơn, Trung Hee muốn đi tìm Chu Go để chất vấn, nhưng bị Tae Hee ngăn lại, cô biết anh ấy không yêu mình. Nên không muốn níu kéo hay làm mọi chuyện rối hơn, Tae Hee bỏ về văn phòng, còn nữ chính đứng ngẩn ngơ vì cô nghĩ mình vừa làm một người tổn thương. Lúc này chủ tịch cũng đi đến, Trung Hee hỏi ông về tình cảm của con người, tại sao lại phức tạp như thế, chủ tịch rất thích cô gái này, nên dành thời gian nói chuyện với cô, ông giải thích mọi chuyện trên đời này đều có nguyên do của nó, nên hãy cứ dũng cảm vượt qua khó khăn, mọi chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến với cháu. Nói chuyện với chủ tịch xong, cô đi tìm gặp Chu Go nói chuyện, nhưng anh có việc gấp hẹn cô cuối giờ, tan làm, Trung Hee vội vã chạy đi tìm Chu Go thì gặp Trung Cúc đi đến, anh vừa mua bộ vest mới và đóa hoa thơm đến tặng Trung Hee. Nhưng bị cô phũ phàng từ chối, vì lúc này thứ Trung Hee quan tâm là chạy đi nói chuyện với Chu Go, Trung Hee muốn anh mau gọi điện xin lỗi Tae Hee. Nhưng Chu Go lại nói cả đời anh luôn bị hận thù chi phối, nhưng từ khi gặp em anh đã thay đổi suy nghĩ, thế nên chúng ta đừng để thứ gì ngăn cản nữa. Chu Go muốn Trung Hee đến bên cạnh mình, mà không phải sợ hãi làm tổn thương Tae Hee hay bất kỳ ai, anh yêu em, Chu Go không để cho Trung Hee kịp nói. Anh đã ôm chầm lấy cô, cảnh này đã bị Trung Cúc chạy đến nhìn thấy, anh đau lòng khôn xiết đặt lại bông hoa ở đó, mà quay đầu rời đi. Tên trợ lý cũng thấy cảnh này, anh ta lo Trung Hee sẽ cản bước Chu Go trả thù. Nam chính lúc này đã đau lòng đến chẳng muốn làm gì, mục tiêu của đời anh đã đi yêu người khác. Anh cởi bỏ áo vest cho người ăn xin vệ đường. Bên phía khác, tên trợ lý đã đến nói với thùng to, Chu Go yêu cầu anh phải đi lấy lại cuốn nhật ký từ tay bác tài xế. Thùng to nghi ngờ hỏi, có phải đích thân Chu Go ra lệnh không? Tên trợ lý liền nói phải, nếu không lấy lại thì anh Chu Go sẽ mất mạng. Thế là thùng to liền cho đàn em ra trận, Trung Cúc về thấy thế cũng đòi đi, bọn chúng rất nhanh bắt được mục tiêu, lão nhị đòi quyển nhật ký. Còn Trung Cúc đứng một bên hút thuốc, trời cũng tối nên anh không nhận ra bố mình, để chúng đá vào bụng ông, đến khi ông chạy đến ôm lấy tay anh mới nhận ra đây là bố. Người bố vô cùng tức giận, khi con trai lại trở thành xã hội đen, bác tài xế trách con trai sao lại chọn đi con đường này chứ. Uổng công ba tin tưởng con, bấy lâu con đi ra ngoài chơi ba đều không lo lắng, vì nghĩ con đã trưởng thành, vậy mà bây giờ con như thế này đây. Trung Cúc hỏi ngược lại tại sao ba lại bị uy hiếp, có người thuê nên đại ca thùng to mới phải làm vậy. Bác tài xế không trả lời, nam chính liền tìm thùng to hỏi kẻ đứng sau. Anh hét lên nói mình sẽ giết hắn dù hắn có là ai. Thùng to xin lỗi Trung Cúc vì người sai đàn em đi là mình, trên tay ba cậu đang giữ món đồ của bà tôi. Hãy nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này. Trung Cúc hết cách chỉ có thể đạp bàn bỏ ra ngoài ngồi. Lão nhị tài lanh ra an ủi Trung Cúc, nhưng lại lỡ miệng tiết lộ ra tên Chu Go. Nam chính lập tức hỏi ông mọi chuyện, vốn không ưa gì Chu Go, lại thêm nam chính năn nỉ mãi, nên lão nhị đã chịu tiết lộ, Chu Go làm tổ trưởng ở công ty Cheha. Trong lúc này Chu Go cũng chở Trung Hee về đến ngõ và đi bộ một đoạn với cô. Trung Hee rất cảm kích vì anh thích mình, nhưng cô từ chối vì bản thân không thích hợp với anh. Em không thể tham lam như vậy, nếu không em sợ mình sẽ tổn thương. Chu Go không bỏ cuộc anh nói, hãy tin anh sẽ không làm em tổn thương. Nếu anh không có lòng tin mình sẽ bảo vệ được em, anh đã không bày tỏ lòng mình. Nữ chính sắp bị lung lay thì lúc này Trung Cúc tìm đến. Anh không nói gì đấm Chu Go một cái, hét lên hỏi tại sao lại hại ba mình. Lái xe của chủ tịch Kim chính là ba tôi, anh cho người đến đánh ông ấy. Cả Chu Go và Trung Hee đều vô cùng bất ngờ vì chuyện này. Nam chính nói Chu Go hãy tìm đại ca của mình mà giải thích, chứ anh không bao giờ tin. Còn Trung Hee đã lôi được Trung Cúc về nhà. Trong phòng riêng, anh chất vấn cô đã tiến triển đến đâu với Chu Go rồi. Trung Hee bị mù mịt đầu óc thật rồi. Cô nói Chu Go yêu mình và cần mình.
Anh ấy hy vọng em mãi mãi ở bên cạnh anh ấy và em tin là anh ấy thật lòng với em. Em tỉnh lại đi, nếu hắn ta là người tốt thì đã không kêu người đánh ba anh rồi. Em tin anh ấy không phải là người như vậy. Em yêu anh ta thật à? Đúng, em yêu anh ta, anh vừa ý chưa? Nghe được lời này, trái tim của Trung Cúc như vỡ vụn. Lisa ở ngoài cũng đã nghe hết. Anh trai cô đau khổ từ từ quay lưng ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Trung Hy. Cô liên tục xin lỗi Trung Cúc vì cô đã lỡ yêu Chu Go mất rồi. Bên phía khác, Chu Go đã chạy đến công ty, tặng cho thằng trợ lý mất dạy một cú đấm, hỏi hắn ta tại sao lại làm trái lời mình. Hắn ta nói, tôi không thể để cho anh phân tâm vì mấy chuyện nhỏ này. Sau này những chuyện như thế tôi sẽ giải quyết. Cậu điên rồi à? Tôi đã đi theo anh, chúng ta không thể để những chuyện nhỏ cản đường trả thù được. Tôi sẽ không để tâm trạng của anh xen vào kế hoạch của chúng ta. Phía bên khác, Trung Cúc đã thấy được bố mình cất quyển nhật ký vào tủ gỗ. Anh liền muốn đến xem nó là thứ gì. Ở công ty Tae Hee luôn dành thái độ lạnh nhạt nói chuyện với Chu Go, cũng không muốn nhìn mặt Trung Hy, nhưng chủ tịch lại gọi cô và Chu Go vào phòng, hỏi về dự định tương lai của hai đứa. Ông hỏi Chu Go tính sao với cháu gái mình, nhưng Tae Hee lại nói cô chưa có kế hoạch kết hôn. Ông nhận ra được điểm bất thường, liền hỏi chuyện gì xảy ra với hai người. Càng nói ông càng tức giận, tôi đã làm hết thủ tục cho Tae Hee thừa kế công ty rồi, cưới nó cậu sẽ nắm được toàn bộ công ty, đây không phải ước mơ của cậu sao? Chu Go cuối cùng cũng chịu mở miệng, anh thừa nhận lúc đầu mình có dã tâm đó, nhưng anh không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi lợi dụng Tae Hee. Đột nhiên chủ tịch lại bật cười, con người của anh khiến tôi không thể đoán trước được, như vậy mới càng thú vị. Được rồi, ra ngoài làm đi. Ở bên ngoài, Tae Hee đã chất vấn anh, trong quá khứ anh giúp em chỉ là vì muốn nắm được công ty này sao? Chu Go trả lời, vừa rồi chủ tịch hỏi anh câu đó chỉ là muốn vạch trần anh trước mặt em, thế nên anh không muốn tiếp tục giấu, nếu đã biết mọi chuyện rồi thì hãy quên anh đi. Nghe câu này, Tae Hee càng thêm thất vọng về Chu Go. Ở một diễn biến khác, Seung vẫn mặt dày tìm đến Trung Cúc nhưng không gặp được anh. Seta lôi cô ta ra ngoài nói chuyện, lúc này Seung mới biết Chu Go làm ở tập đoàn Cheha và cho người đánh bố Trung Cúc. Chu Go cũng là người sắp xếp việc làm cho nữ chính ở công ty Cheha. Trung Cúc đã tìm đến tận nơi, Trung Hy vô cùng lo lắng anh sẽ lại làm loạn, nhưng Trung Cúc chỉ muốn gặp riêng Chu Go. Anh đưa ra cuốn nhật ký nói nó đang nằm trong tay mình, thế nên đừng đụng đến bố anh nữa, đồng thời cũng tuyên bố cho Chu Go biết anh sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti mà nhường nữ chính cho bất cứ ai, cô ấy là mục tiêu của đời anh, thế nên dù có thế nào cũng phải cố gắng đạt được mục tiêu. Nói rồi anh bỏ ra ngoài, Trung Hy lập tức đuổi theo, cô liên tục hỏi anh đã nói gì với Chu Go. Trung Cúc không trả lời chuyện đó, mà nói em muốn chọn yêu ai thì đó là việc của em. Nhưng em không thể ngăn được trái tim của anh ngừng yêu em. Trung Hy thơ thẩn trở về công ty, thì lại gặp Tae Hee đến hỏi bản trình chiếu. Trung Hy chưa hoàn thành vì cô không giỏi PowerPoint. Tae Hee tức giận, không làm được vậy sao lúc đầu lại nhận việc này? Nếu cô không tự cao thì tôi đã giao cho người khác, họ đã sớm hoàn thành xong rồi. Seung đứng một bên nghe Trung Hy bị chửi thì vui trong lòng. Đợi Tae Hee đi, cô ta mới dám ra cà khịa Trung Hy. Cô là người sống nhờ ăn bám người khác, ngủ với Chu Go để được nhận vào làm à? Trung Hy tức giận cho Seung một tát. Cô ta muốn đánh lại nhưng bị Trung Hy giữ chặt tay. Cô xứng đáng bị tôi tát cả trăm lần, nhưng tôi không muốn hạ thấp mình nên mới không làm vậy. Thế nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói rồi Trung Hy hiên ngang bỏ đi, để lại cục tức cho Seung. Cô ta liền tìm gặp Chu Go. Cô ta nói ra chuyện anh giao du với lũ du côn, vì quyển nhật ký mà sai người đánh cả lái xe của ông Kim, muốn lấy đó làm cớ uy hiếp Chu Go phải đuổi Trung Hy ra khỏi công ty, nếu không mình sẽ nói chuyện này cho Tae Hee và ông nội nghe. Nhưng Chu Go không phải là người dễ uy hiếp, anh nói nếu Seung đã nắm được bí mật của mình thì cô ta nên giữ mạng cho tốt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Trùng nho xanh Seung mới đó mà đã bị dọa sợ, không dám lên mặt nữa. Chu Go về văn phòng lập tức nói cho trợ lý biết Seung đã nắm được một phần kế hoạch của bọn họ, đồng thời cũng tiết lộ lái xe bác không còn giữ nhật ký mà là con trai ông ta, thế nên bây giờ Chu Go cần trợ lý để mắt tới ả Seung. Ở một bên khác, Trung Cúc đã mang quyển nhật ký về cho Thùng To, lão nhị muốn lấy nhưng bị anh giữ lại. Trung Cúc hỏi Thùng To, anh chọn tên Chu Go đó hay là em? Thùng To là một người trọng tình nghĩa, Chu Go có công giúp ông lập bang đảng, còn Nam chính là người em ông quý trọng, thế nên phải chọn lựa rất khó. Đại ca không chọn, ông nói mình đảm bảo anh và gia đình sẽ không gặp tình trạng tương tự nữa. Trung Cúc vẫn lì không chịu, vì anh và Chu Go không đội trời chung. Nam chính lấy lại quyển sổ, anh nói khi nào đại ca suy nghĩ kỹ thì anh sẽ quay lại làm. Ra ngoài đường lại gặp nhỏ Seung bắt taxi tìm đến tận đây. Trung Cúc vốn không thèm quan tâm, nhưng khi nghe Seung nhắc đến Chu Go, anh đã đồng ý ngồi nói chuyện với cô ta. Seung nhắc đến quyển nhật ký khiến Trung Cúc rất ngạc nhiên. Cô ta nói hãy đưa nhật ký cho mình, nếu không ba anh sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta sẽ thay Trung Cúc xử lý Chu Go. Mặc dù ghét anh ta nhưng Trung Cúc muốn chơi đẹp, không đâm sau lưng nên đã từ chối Seung. Trong lúc này Chu Go đang tăng ca ở công ty cùng Trung Hy, anh muốn ngồi xem cô làm PowerPoint, tiện thể hướng dẫn làm luôn, chạm tay vào khoảng cách gần khiến trái tim Trung Hy lại đập nhanh. Nhờ sự giúp đỡ của anh mà Trung Hy đã làm xong, đồng thời Tae Hee cũng đi tìm cô để lấy bài và chứng kiến cảnh tượng Chu Go ở cạnh nữ chính. Sự rắc rối giữa mối tình tay ba càng dần vật cô. Phía khác, bà Ô lục mãi mà không thấy quyển sổ nhà đâu thì thấy ông chồng ăn mặc bóng bẩy vừa từ ngoài về, nói là đi làm việc. Ông ta đưa vài tờ chứng khoán ra, nói mình đã đắp hết tiền nhà vào đây, chỉ đợi giá tăng bán ra sẽ lời gấp đôi, khiến bà vợ như chết đứng.
Mặt khác, ở nhà chủ tịch Kim, trên bàn ăn Tae Hee đã nhờ người nhà mai mối cho mình một đối tượng. Cô đã không còn nhỏ tuổi nên muốn kết hôn. Seung nhân chuyện này cũng nói xen vào. Chính con nhỏ trợ lý ở công ty đã cướp mất người yêu của chị gái, càng nói cô ta càng quá đáng. Tae Hee ngăn cũng không nổi, lại thêm bà cô đai nghiến. Thế là nữ chính trở thành kẻ cướp bồ trong câu chuyện này. Ông nội vì muốn biết chuyện gì xảy ra nên đã gọi cháu gái vào phòng riêng nói chuyện. Tae Hee cố gắng giải thích. Chỉ vì mình cảm thấy mọi chuyện không hợp nên yêu cầu chia tay, Chu Go không có lỗi gì cả, thấy cháu gái như vậy. Ông cũng chỉ thở dài cho cô tự quyết định hôn nhân của mình. Ở ngoài, nam lớn tiếng trách Seung vô ý thức, không quan tâm đến thể diện của Tae Hee mà ăn nói xà lơ, nhưng Seung quá đáng hơn. Cô ta nói mình mới là em ruột của Tae Hee nên không cần nam xen vào. Tae Hee đã đi lên, cô gọi Seung vào phòng nói chuyện. Tae Hee nhẹ nhàng bao nhiêu thì Seung lấn tới bấy nhiêu, cô ta liên tục nói phải đuổi việc Chung Hee, cô ta đã cướp bạn trai của em, không thể để à cướp luôn người yêu của chị. Sao mà con nhỏ này đáng ghét ghê. Bên phía nữ chính, vẫn như thường ngày cô đi bộ đến công ty, nhưng hôm nay Chu Go lại lái xe đến tận nơi đón cô. Vừa hay lúc này Trung Cúc mang theo hộp sữa chạy đuổi theo, thấy Chung Hee đã lên xe, cảm giác nghẹn đến khó tả. Cùng Chu Go đến công ty, Chung Hee thấy ông lão hay nói chuyện cùng mình nên vui cười chào hỏi. Khi nghe Chu Go chào ông, cô mới nhận ra đây là chủ tịch. Thế nhưng vẻ mặt của chủ tịch hôm nay không còn tươi cười với nữ chính nữa. Ông gọi Trung Cúc vào phòng nói chuyện riêng, bên ngoài Chung Hee lại chạm mặt Seung. Nhỏ cho Chung Hee biết ông nội đã biết cô cướp bồ của chị Tae Hee rồi, ông yêu thương chị ấy nhất nên cô chết chắc. Giờ Chung Hee mới biết ông ấy vừa là chủ tịch vừa là ông nội Tae Hee. Và ông cũng sẽ không tha cho Chu Go. Nghe đến tên Chu Go, nữ chính vô cùng lo lắng, như bắt được bài. Seung càng nói thêm cậu phải ra khỏi công ty thì mới không liên lụy anh ấy. Ở trong văn phòng, Chu Go bị chủ tịch Kim tát cho một phát, mắng anh là thằng tồi vì dám phản bội lời hứa, làm cháu gái mình tổn thương. Chu Go giải thích mình đã từng thích Tae Hee, nhưng yêu và thích là hai chuyện khác nhau, đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó. Vừa nói xong, chủ tịch liền cho anh thêm một phát tát vào mặt rồi đuổi ra ngoài. Vì chuyện này mà ông tăng xông, nhịp tim lại tăng cao. Chu Go ra ngoài thì gặp Chung Hee. Thấy vết nứt trên môi anh, cô lo lắng hỏi han, Seung đã nói cho em biết rồi, có phải chủ tịch đánh anh không, em xin lỗi. Chu Go an ủi đó không phải lỗi của cô. Sau khi anh trở về văn phòng, Seung lại gọi điện đến cà khịa. Seung nói mình đã dám nói ra chuyện này, nên nếu Chu Go còn không sa thải nữ chính, đến khi Seung lấy được cuốn nhật ký, cô ta sẽ làm ra chuyện đáng sợ hơn. Khiến Chu Go vô cùng tức giận, anh lập tức tìm gặp Trung Cúc, đòi lại quyển nhật ký của mình. Chu Go mang theo một vali tiền mặt để trao đổi. Nhưng thứ Trung Cúc muốn đâu phải tiền, thùng to đứng đó không thể bên người nào hơn. Ông nói mình sẽ không đánh Trung Cúc, hai người tự thuyết phục nhau đi. Chu Go đành xách tiền ra về, tên trợ lý báo đời lại muốn tiếp tục thay anh giải quyết. Hắn đem tiền đến tìm ông trùm rửa tiền, nhờ ông ta lấy lại cuốn nhật ký. Cũng quen biết chút ít tay máu mặt trong giang hồ, nên ông ta đồng ý tiền trao cháo múc. Quay lại với nữ chính, chuyện cô hẹn hò cùng Chu Go đã lan truyền khắp công ty. Trong nhà vệ sinh, các nhân viên bàn tán. Bà quản lý lao công gặp cô cũng cà khịa, chỉ riêng Tae Hee công tư phân minh, cô khen nữ chính làm báo cáo tốt và cho Chung Hee cơ hội phát biểu vào buổi họp ngày mai, khiến cô vô cùng vui và cảm kích. Nhưng khi vừa ra khỏi công ty, nữ chính đã bị một đám người chặn đường bắt cóc. Tae Hee thấy vậy muốn chạy lại cứu, nhưng bị bọn chúng đẩy ngã không thương tiếc. Chung Hee cắn tay lũ côn đồ, chạy đến đỡ Tae Hee. Thế là cả hai bị bắt cóc chung. Chung Hee hỏi lý do mình bị bắt cóc, thì một tên côn đồ cho biết, đợi thằng Trung Cúc ra mặt thì tao sẽ thả bọn mày, đang ở trong hoàn cảnh này. Nhưng thứ Tae Hee lo lắng lại là cuộc họp ngày mai. Chung Hee xin lỗi vì để cô bị liên lụy. Ông trùm rửa tiền gọi điện báo tin cho tên trợ lý rằng mình buộc phải bắt thêm một người vì giữa chừng nhỏ đó nhảy vô. Ở nhà chủ tịch Kim, ông được trợ lý đưa về nghỉ ngơi. Sau khi lo xong cho chủ tịch, ông ta lại ra tám chuyện với bà Hoa. Thông báo về việc Chu Go bị chủ tịch đánh vì tổn thương Tae Hee, hai người này có chuyện gì cũng nói với nhau, muốn chiếm công ty đến nơi rồi. Chỉ có bác tài xế là lo cho chủ tịch thật lòng, ông ở đó một lúc rồi mới về nhà. Khi trở về, bác tài xế phát hiện ra quyển sổ trong tủ đã biến mất. Suy nghĩ một hồi, không ai khác, thủ phạm chính là thằng con trai mình. Hiện tại Trung Cúc vẫn chưa về nhà, anh đang đi lang thang trên đường. Nhưng Seung liên tục năn nỉ mời anh đi ăn. Trung Cúc đột nhiên nhận ra tình cảm mà cô ta dành cho mình, dù có bị từ chối thì vẫn luôn thích người ta. Đây cũng giống như tình cảm anh dành cho Chung Hee, thế nên nam chính mới chấp nhận đi ăn cùng Seung. Trên bàn ăn, anh hỏi cô ta vì sao lại thích mình đến thế. Seung trả lời, hồi trung học, em bị bọn con trai bắt nạt và không ai quan tâm. Chính anh là người đứng ra bảo vệ em biết đó chỉ là thương hại. Nhưng mà kể từ đó em đã đem lòng thích anh mất rồi, em xin lỗi vì đã thích anh nhiều đến vậy, xin lỗi vì đã yêu anh. Vừa nói nước mắt Seung vừa chảy ra, đây cũng chính là nỗi lòng của Trung Cúc. Anh rót rượu cho Seung rồi bản thân cũng uống cạn ly. Tin tức Chung Hee bị bắt cóc đã truyền đến tai thùng to. Ông vô cùng lo lắng vì biết đó là người Trung Cúc thích, nên lập tức sai lão nhị gọi cho Chu Go hỏi chuyện. Điện thoại bên kia vừa reng đã bị tên trợ lý tắt nguồn. Chu Go hỏi ai gọi thì hắn nói không có, rồi bắt đầu bàn với anh chuyện họ sẽ đổi đối tượng hợp tác là ông trùm rửa tiền thay vì thùng to. Chu Go không muốn làm kẻ phản bội, nhưng thùng to bên này đã bắt đầu hiểu lầm anh. Ông lo lắng cho lão nhị đi tìm Trung Cúc về. Lúc này anh đã say ngoác cần câu, đang được Seung dìu ra bắt xe.
À ta nhân lúc Zeta gọi taxi mà trộm mất quyển nhật ký trong áo Trung Cúc, Zeta không nghi ngờ gì cứ thế đưa Trung Cúc về nhà. Trên giường nằm anh liên tục gọi mơ tên của Trung Hy. Lúc này ở trong nhà kho tối, Trung Hy và Tê Hy ngồi tâm sự với nhau. Trung Hy cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã yêu Chu Gò. Nhưng Tê Hy hiểu đó không phải lỗi của cô, vì tình yêu thì làm gì có lỗi chứ. Và Tê Hy cũng tin rằng mình và Trung Hy thật sự có duyên phận với nhau. Cứ thế hai chị em cùng nhau tâm sự suốt đêm. Qua sáng hôm sau, lão nhị đã tìm đến tận nhà Trung Cúc để báo cho anh biết Trung Hy đã bị bắt cóc. Bọn chúng nói là muốn có quyển nhật ký, nên tôi nghĩ Chu Gò là kẻ đứng sau. Nghe đến đây Trung Cúc chưa tìm hiểu đúng sai, đã chắc chắn là Chu Gò làm. Anh muốn tìm quyển nhật ký nhưng phát hiện nó đã biến mất. Tình thế cấp bách cứu người mới là quan trọng. Lão nhị nói người của mình đã tìm ra hang ổ của bọn bắt cóc. Trung Cúc lập tức đi theo ông. Lúc này ở công ty, Chu Gò cũng không thấy Tê Hy và Trung Hy đi làm thì bắt đầu lo lắng. Anh hỏi trợ lý có biết gì về chuyện này không, thì hắn tỉnh bơ say no. Mặt khác Trung Cúc đã tìm đến ổ bắt cóc, anh và đại ca không nói nhiều trực tiếp động thủ, cứ nhắm thẳng mặt địch mà đấm. Hai chị em bên trong nghe tiếng động thì vô cùng sợ hãi. Trung Hy thủ sẵn đôi giày để tự vệ, người mở cửa chính là Trung Cúc. Trung Hy đánh anh vì giờ mới đến cứu mình, rồi bắt anh cúi đầu chào đồng nghiệp của cô, Tê Hy. Thùng to nghe đến tên Tê Hy thì kinh ngạc, chính là cô bé khi xưa bị ông ta trộm ví và dám tát ông một cái. Vừa được cứu hai chị em đã lập tức lái xe đến công ty. Để tiến hành cuộc họp, Trung Cúc lo lắng cho sức khỏe của Trung Hy nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cô. Ở công ty Chê Ha bên trong phòng họp, các lãnh đạo cấp cao đã đến đủ cả. Có cả chủ tịch Kim, Chu Gò lên phát biểu trước để kéo thời gian. Trung Hy và Tê Hy đang phải chạy thang bộ lên, đến cửa Trung Hy còn giúp chị gái cột lại nơ áo. Khiến Tê Hy có một cảm giác quen thuộc vô cùng. Vào trong cuộc họp, hai chị em song kiếm hợp bích, một người trình chiếu một người thuyết trình, mượt mà vượt qua cuộc họp. Kế hoạch lần này khiến ông Kim rất ưng ý, nhưng ông vẫn làm mặt lạnh với Trung Hy. Sau cuộc họp mọi người đã ra khỏi phòng hết, Chu Gò lại đến đưa chìa khóa nhà mình cho Trung Hy. Anh muốn cô đến nhà mình trước, còn anh sẽ mua đồ về nấu cùng cô, nói rồi anh vuốt tóc cô. Cảnh này lọt vào mắt Tê Hy, cô ngậm ngùi ra ngoài, không đau lòng là nói dối, nhưng không thể xen vào nữa rồi, ở một bên phía khác trong nhà hàng của Nam. Vì thấy Lisa cười quá nhiều với khách Nam mà anh bắt đầu ghen nổ mắt, dù rõ ràng ngay lúc đầu anh là người dạy Lisa phải tươi cười với khách của mình. Lisa nào có vừa, cô cãi tay đôi luôn với chủ của mình. Sắp xảy ra trận chiến căng thì bà Hoa tìm đến, bà dùng đôi mắt đánh giá một lượt Lisa. Bà Hoa đến gặp con trai là để báo với anh, cô gái tên Min Jong sắp về nước, đó chính là đối tượng xem mắt của Nam, nhưng Nam không chịu, nói vợ phải do chính anh chọn. Chuyển cảnh xe ung đột nhiên Hiếu thảo ngang, mang về một bàn đồ ăn ngon cho bố mẹ. Cô ta thông báo một tin vui là mình đã có cách đá Trung Hy ra khỏi công ty rồi, nên mới cho ông bà già ăn no để phụ giúp kế hoạch này. Trung Hy lúc này đã đến nhà Chu Gò, cô vô tình xem được bức ảnh gia đình anh, nhưng lúc đó không để ý lắm. Còn về phần Chu Gò, anh đang trên đường về nhà thì bị lão nhị mang theo đàn em chặn lại, đưa anh đến gặp thùng to. Đến nơi thì thấy Trung Cúc nắm chặt nắm đấm, hận thù nhìn anh, Chu Gò không để ý nhiều. Anh bước vào nói chuyện với thùng to, ông ta gán tội bắt Trung Hy và Tê Hy cho anh vì liên quan đến quyển nhật ký mà Trung Cúc đang giữ. Đến bây giờ Chu Gò mới ngỡ ngàng biết chuyện, bọn rửa tiền là kẻ thù của chúng ta, vậy mà cậu lại phản bội tôi, còn lấy phụ nữ ra làm con tin. Chu Gò hết cách đành nói ra nghi ngờ của mình. Anh nghĩ chính thư ký làm ra chuyện này, Chu Gò nói mọi chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm, giờ anh chỉ muốn bỏ qua quá khứ để sống cho hiện tại. Thùng to tin những gì Chu Gò nói, nhưng Trung Cúc thì không, mà Chu Gò cũng không muốn giải thích nhiều. Anh về nhà với Trung Hy, cô đang ngủ gà ngủ gật đợi anh. Chu Gò mệt mỏi ôm lấy cô, đang định tiến thêm bước nữa thì điện thoại reo, là xe ung gọi đến. Cô ta thông báo nhật ký đang nằm trong tay mình, nếu không muốn nó vào tay ông Kim thì anh phải sa thải Trung Hy khỏi công ty. Lúc này Trung Hy lại lên tiếng hỏi có chuyện gì. Xe ung nghe được giọng cô càng kích thích hơn, cô ta muốn Chu Gò phải quyết định ngay bây giờ. Sao anh có thể nói trước mặt Trung Hy chứ, nên đã hẹn xe ung ra quán cà phê cũ nói chuyện, tưởng bắt được bài ngon. Xe ung lên giọng đe dọa Chu Gò, vẫn là yêu cầu muốn anh đuổi việc Trung Hy, nhưng Chu Gò không chấp nhận, hãy cứ đưa quyển nhật ký cho ông nội của cô. Và nói ông ta phải tiêu diệt triệt để tôi, nếu không cô sẽ rất nguy hiểm, nếu muốn tiếp tục làm tiểu thư nhà giàu thì đừng đụng đến tôi, ngay từ đầu tôi đã biết cô là hàng giả. Một mực muốn đuổi Trung Hy ra khỏi công ty, có phải vì cô ấy biết cô là hàng giả không? Xe ung tức run người, nhưng cô ta vẫn cứng họng nói anh tưởng tượng phong phú thật. Không đạt được mục đích, xe ung giận dữ về nhà, mang quyển nhật ký đứng trước cửa phòng chủ tịch Kim, do dự một hồi vẫn gõ cửa vào trong. Thận trọng đặt quyển sổ trên bàn, đây chính là thứ quan trọng nhất của tên Chu Gò mà cháu đã lấy về cho ông. Chủ tịch Kim lật quyển sổ ra, bàng hoàng khi nhìn thấy ảnh người bạn cũ. Chu Gò là cháu ruột của chủ tịch Trang, người đã hợp tác với ông trước kia đúng không? Anh ta lợi dụng chị Tê Hy để chiếm tập đoàn. Bây giờ còn uy hiếp luôn cả cháu, muốn cháu cùng phe với anh ta, cháu không muốn phản bội chủ tịch thì anh ta nói sẽ tiết lộ chuyện cháu là hàng giả cho chị Tê Hy biết. Chủ tịch Kim bị lời xảo trá của Xe Ung làm cho tức giận, thầm mắng Chu Gò là đồ khốn khiếp, đã đạt được mục đích mình cần. Xe Ung tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói ông phải nhanh chóng đuổi Chu Gò ra khỏi công ty để diệt trừ mầm họa. Ông nội hỏi cô lấy quyển nhật ký ở đâu. Xe Ung lại đổ tội lên cả đầu bác lái xe, cháu thân với con trai của ông ta, quyển nhật ký cũng được lấy từ người cậu ấy.
Chủ tịch hiểu lầm rằng người đi theo mình cả nửa cuộc đời lại phản bội, nên gọi bác lái xe đến ngay trong đêm chất vấn ông vì sao lại không đưa quyển nhật ký này cho mình. Bác lái xe một mực trung thành, nói mình không thông đồng với Chu Go, ông biết cuộc trả thù này là vô ích nên muốn dùng quyển nhật ký để hạn chế hành động của Chu Go, hoàn toàn không có ý định gì khác. Chủ tịch Kim vốn là người thông minh, nhưng sau khi nghe Se Ung dụ dỗ lại trở nên đần độn. Ông ta nói có phải vì anh vẫn nhớ đến chủ tịch Trang nên mới muốn bảo vệ cháu trai ông ta khỏi mình. Bác tài xế muốn giải thích, nhưng lúc này chủ tịch Kim đã mất bình tĩnh, máu nóng dồn lên não đến nỗi bệnh động kinh tái phát mà ngất xỉu tại chỗ. Cả nhà nghe tiếng hét của bác tài xế thì lập tức chạy vào phòng ông nội. Se Ung cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Bên phía khác, Chu Go đã viết sẵn đơn từ chức thì nhận được điện thoại từ Tae Hee báo ông nội cô đang nằm viện. Anh lập tức chạy đến đó, trước tiên đến an ủi Tae Hee. Cô khóc lóc sợ hãi vì nếu mất ông nội thì cô sẽ phải dựa vào ai được đây. Chu Go vừa an ủi vừa để cho Tae Hee dựa vào vai mình. Ở một phía khác, Chung Hee lúc này đang sửa soạn đi làm thì bà nội bưng thuốc bổ vào cho cô, dù không có máu mủ gì nhưng bà vẫn xem cô là cháu gái ruột của mình, khiến Chung Hee cảm động ôm chầm lấy bà, không nhịn được mà rơi nước mắt. Ôm mãi đến khi bà giục cô mới chịu đi làm, ra đến cửa thì thấy một đống người đã đứng đó. Trung Cúc cũng chạy đến, anh muốn hộ tống Chung Hee đi làm, sợ rằng sẽ có kẻ lại bắt cóc cô, nhưng cô không chịu chơi trò nhảm này nên chọn đi bộ, thế là cả đám người cùng chạy theo để bảo vệ cô, khiến Chung Hee vô cùng ngại ngùng với mọi người xung quanh. Cô nói nếu Trung Cúc không thôi trò này, cô sẽ dọn ra khỏi nhà anh vì cô không thể chịu được cảm giác tội lỗi với bà nội. Bà rất thương anh nhưng vì cô nợ 40 triệu mới khiến anh lâm vào con đường xã hội đen. Trung Cúc nói đó không phải lỗi của cô vì mọi chuyện đều là quyết định của anh. Anh muốn trở thành một người bản lĩnh để khiến em mỉm cười, thế là đủ rồi. Trở lại bệnh viện, Chu Go ngồi chờ cả đêm với Tae Hee. Cô rất cảm kích đồng thời cũng ngại vì làm phiền anh, nhưng Chu Go lại nói ít nhất cách này khiến anh có thể giúp gì đó được cho cô, trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn. Bác sĩ đi ra nói ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê, nhìn ông nội nằm trên giường bệnh, phải sử dụng máy thở để duy trì sự sống. Tae Hee vô cùng xót xa, Chu Go đứng ở ngoài, anh biết do chuyện của mình khiến ông Tae Hee tức giận mới dẫn đến tình trạng xấu này, nên rất tự trách. Ở công ty Chung Hee không thấy Chu Go đi làm thì lo lắng vào phòng làm việc tìm, nhưng chỉ gặp được trợ lý. Anh ta nói thẳng muốn cô rời xa Chu Go vì cô đã cản trở con đường sự nghiệp của cậu ấy nếu anh ta hoàn toàn thay đổi. Suốt đời tôi sẽ không tha thứ cho cô, khiến Chung Hee vô cùng hoang mang. Cô không hiểu sao ai cũng cấm cản mình yêu Chu Go. Tối muộn Chu Go mới trở về nhà. Anh mở điện thoại ra mới biết mình nhận được rất nhiều tin nhắn thoại của Chung Hee, biết giờ cô vẫn còn ở công ty đợi. Chu Go lập tức chạy đến đó, nhưng đã chậm một bước. Anh vừa ra khỏi thang máy, cũng là lúc Chung Hee bước vào thang máy bên cạnh. Chu Go không thấy người liền gọi điện, thì nghe tiếng chuông phát ra bên bệ cửa sổ. Chung Hee đã trả lại điện thoại cho anh. Lúc này cô cũng quay trở lại văn phòng. Chu Go lập tức ôm chặt Chung Hee trong lòng. Hai người ra ngoài ban công tâm sự. Chu Go nói ra việc chủ tịch Kim ngã bệnh và ông là kẻ thù hôm trước anh kể với Chung Hee. Nhưng hiện tại anh không còn hận thù nữa, chính vì cô đã khiến anh thay đổi. Chu Go nói ra ý định sẽ bỏ tất cả rời khỏi đây, xây dựng cuộc sống mới với Chung Hee. Nhưng cô khuyên anh suy nghĩ lại, cô không muốn vì mình mà anh mất đi mọi thứ. Nhưng đối với Chu Go, không có Chung Hee ở bên cạnh mới là mất đi mọi thứ. Lời này khiến Chung Hee cảm động rơi nước mắt. Nữ chính phim này vui cũng khóc, buồn cũng khóc, nên các bạn làm quen dần đi nhé. Cùng lúc này chủ tịch đã tỉnh, việc đầu tiên ông làm chính là gọi thư ký đến, thì thầm vào tai ông ta điều gì đó. Nghe xong sắc mặt thư ký lập tức thay đổi. Phía khác Chu Go đã đưa Chung Hee về nhà. Ở bên trong, Trung Cúc và mọi người đã chờ cô về ăn dưa. Miếng dưa đầu tiên anh đưa cho Chung Hee trước, khiến em gái cũng phải ganh tị. Bà ngồi ở đây mà anh lộ liễu quá đấy. Chung Hee mỉm cười lấy miếng dưa đưa cho bà ăn trước, sau đó đến Trung Cúc há miệng muốn được đút, khiến cả nhà bật cười. Chung Hee nghĩ mình phải làm gì đó để trả ơn gia đình này. Cô sẽ bắt đầu bằng việc bắt Trung Cúc học lý thuyết để đi thi bằng lái. Cô nghĩ con người sẽ chín chắn hơn nếu có bằng lái. Trước giờ Trung Cúc không thích thi cử học hành, nhưng vì Chung Hee nói nếu anh không đi thi bằng lái, cô sẽ không nhìn mặt anh nữa, nên Trung Cúc đành ngậm ngùi cầm quyển tập dày cộm để học. Chung Hee cũng khen anh đã biết lo cho gia đình, đem dưa hấu về cho bà và Lisa, từ sau hãy giữ vững phong độ đó. Yêu thương họ nhiều hơn nghe chưa? Mặt khác ở nhà Chu Go, tên trợ lý đã mang tiền mặt, lấy từ đầu tư cổ phiếu vào Che Ha đưa cho anh xem. Chủ tịch Kim vẫn chưa tỉnh, nên bây giờ chúng ta hành động vẫn còn kịp, nhưng Chu Go đã rửa tay gác kiếm muốn sống yên ổn, nên đưa vali tiền cho trợ lý, nói anh hãy dùng số tiền này để sống một cuộc đời mới. Anh nói sẽ tự xây dựng lại công ty của ông nội bằng chính sức mình chứ không đi cướp. Chu Go muốn cùng Chung Hee trở về quê hương của ông nội anh, làm lại từ đầu. Lúc này Chung Hee cũng đang viết thư tạm biệt, rồi treo sợi dây giày chứa chiếc nhẫn mà Trung Cúc tặng cô. Trên cửa phòng anh, Chung Hee đứng bên ngoài nói ra hết những lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc với những gì mà anh và gia đình đã làm cho cô, nhưng bây giờ cô không thể ở đây nữa. Mọi lời nói ấy Trung Cúc đều nghe được hết. Anh lập tức đuổi theo Chung Hee cầu xin cô đừng đi, anh cần em, anh không thể sống thiếu em được. Chung Hee lại rớt nước mắt nhưng vẫn lựa chọn không quay đầu. Bên này Chu Go cũng đã chuẩn bị xong hành lý trước khi đi, anh gọi điện tạm biệt Tae Hee. Cô vô cùng bàng hoàng không hiểu vì sao anh lại muốn bỏ đi như thế, nhưng Chu Go không giải thích mà tắt máy ngang, do đó mà anh bị người của viện kiểm sát đến hốt đi.
Thật ra là vì họ nhận được tin báo, anh vi phạm điều luật đảm bảo an toàn bí mật kinh doanh. Bên này Trung Hy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ở nhà, Lisa hốt hoảng đưa bức thư tạm biệt của Trung Hy sang phòng anh trai, nhưng cô nhận ra anh mình đã biết mọi chuyện. Lisa vô cùng kích động vì anh trai không biết bảo vệ hạnh phúc của mình, nhưng chính Trung Cúc cũng vô cùng bất lực. Anh xuống nhà vô tình nghe TV đưa tin Chugo đã bị bắt hôm qua thì vô cùng bàng hoàng. Cùng lúc này, người của viện kiểm sát cũng ập đến hang ổ của Thùng To và đưa ra lệnh bắt ông với tội y chang Chugo. Lão nhị muốn đánh tay đôi với đám người này, nhưng Thùng To lý trí hơn, ông chấp nhận theo họ về đồn. Tê Hy cũng nghe được hết mọi chuyện từ thư ký. Cô không dám tin Chugo lại câu kết với xã hội đen, mua cổ phiếu muốn chiếm công ty, và chính thư ký làm theo lệnh của chủ tịch Kim, báo tin này cho viện kiểm sát bắt người. Tê Hy vô cùng đau đầu vì mọi chuyện cứ thế rối tung lên, thì lúc này trợ lý của Chugo xuất hiện, anh đưa ra đơn xin nghỉ việc của Chugo và Trung Hy. Đồng thời cũng nói cho Tê Hy biết, công ty truyền thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Chugo, nhưng giờ anh ấy không muốn chiếm nó nữa, anh ấy muốn về quê xây dựng lại với Trung Hy. Tê Hy cầm đơn xin việc trên tay, cô yêu cầu trợ lý đừng tiết lộ việc này ra ngoài, hãy để mình xử lý. Ngay sau đó Trung Cúc cũng chạy đến công ty tìm Tê Hy, anh muốn biết Chugo định dẫn cô ấy đi đâu. Tê Hy chỉ biết họ định đi đến Jeonseon. Trung Cúc lập tức chạy ngay đến trạm xe lửa, lúc này Trung Hy vẫn còn ngồi đợi Chugo, cô cứ nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi thì nước mắt lại tuôn ra. Đến khi Trung Quốc phát hiện ra cô, một chiếc tàu lửa lại chạy ngang qua. Đợi khi tàu đi hết, anh lại không thấy bóng dáng cô đâu. Trời tối muộn, Trung Quốc đành lang thang về nhà. Trên đường đi, những ký ức đẹp đẽ với Trung Hy cứ xuất hiện trong đầu, dày vò tâm trí anh. Cùng lúc này Trung Hy vẫn còn ở trạm xe lửa, cô mua tạm bánh mì ăn chống đói thì vô tình đọc cái bài báo của ông chú bên cạnh và biết tin Chugo bị bắt. Nữ chính lập tức chạy về công ty hỏi Tê Hy vì sao Chugo lại bị bắt, nhưng cô ấy cũng không biết mọi chuyện. Đồng thời đưa lại thư xin nghỉ cho Trung Hy, yêu cầu cô mai phải quay lại công ty làm. Trung Hy xấu hổ không dám quay về, thì Tê Hy trực tiếp xé đơn xin nghỉ việc. Cô nói Trung Hy phải mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được chuyện này. Vậy là đêm nay Trung Hy phải lang thang vô định, cô đứng trước cửa nhà Trung Cúc mà không dám vào. Còn anh ở bên trong thì nhìn chiếc nhẫn mà nhớ về cô, những kẻ tàn ác thì thường sống thảnh thơi. Seung không ngờ kế hoạch của cô ta lại có thể đạt được mỹ mãn như vậy, nên mở nhạc nhảy sập sình suốt đêm, nhưng niềm vui dài chẳng tày gang. Khi trở về nhà, cô ta phải chứng kiến cảnh bố Dượng đấm thâm mắt mẹ mình. Seung dùng con mắt chết chóc lườm ông ta. Cô hét lên, nếu chú mà còn dám đánh mẹ tôi sẽ không để yên cho chú đâu. Thân là một kẻ ăn bám, lên ông ô chỉ đành rời đi. Sau đó Seung lại quay sang trách mẹ, sao cứ sống với ông ta không danh phận và chịu đựng như thế. Nhưng không ngờ lý do mà bà ô đưa ra lại là tối ngủ một mình mẹ sợ ma lắm. Bên phía khác, chủ tịch Kim chưa lành bệnh vẫn cố gắng xuống giường, bảo thư ký chở mình đến một nơi. Ông không cho tài xế làm việc cho mình nữa, nơi mà chủ tịch Kim đến chính là phòng giam giữ Chugo. Chủ tịch nói mình đã nuôi ong tay áo, nhưng Chugo nghĩ ông không đủ tư cách nói lời đó, vì chính ông cũng là người chiếm công ty của người khác. Chủ tịch Kim từ từ giải thích, ông Trang không đủ khả năng lãnh đạo công ty, nếu còn cố chấp làm theo sự lãnh đạo của ông ấy, công ty trước sau gì cũng sẽ phá sản. Trên thương trường không thể để tình cảm cá nhân xen vào, Chugo nói chủ tịch Kim muốn trừng phạt mình ra sao cũng được, chỉ xin ông tha cho đại ca Thùng To và thư ký của mình, vì họ chỉ làm theo lời anh nói. Nhưng chủ tịch Kim lại nói bản thân anh lo chưa xong, còn muốn lo cho người khác, giống y hệt ông của anh vào 20 năm trước. Cả hai người đều không bao giờ có thể đánh bại được tôi, vốn đã tha thứ cho ông Kim, nhưng do lời nói này khiến hận thù trong lòng Chugo lại trỗi dậy mãnh liệt. Chủ tịch Kim vừa trở về công ty thì cháu gái lại xông vào phòng hỏi tội ông. Bên viện kiểm sát đã lục soát nhà của Chugo và kết thêm tội tham ô cho anh ấy, có phải chính ông đã điều khiển? Ông Kim lạnh lùng nói, hắn ta đã lợi dụng cháu để đến được đây, muốn chiếm truyền thông chê ha, nên hắn xứng đáng bị trừng phạt, từ giờ hãy quên thằng Chugo đó đi. Nhưng Tê Hy không đồng ý, cháu rất yêu và kính trọng ông, nhưng cháu sẽ không học theo cách làm máu lạnh đó của ông. Ra ngoài, cô lập tức gọi điện cho luật sư riêng của mình. Cùng lúc này ở trong tù, trợ lý cũng đến thăm Chugo. Anh nói hãy đưa mình ra khỏi đây bằng bất cứ giá nào, khiến trợ lý vô cùng vui mừng, anh đã quay lại cuộc chơi rồi. Đồng thời, Chugo cũng nhờ trợ lý chuyển tiền đến Trung Hy giúp mình để cô mua một căn nhà để ở. Tên trợ lý còn nói thêm một câu, nếu cô là chim thì anh Chugo là cá, con cá vì yêu chim mà rời khỏi mặt nước thì sẽ chết khô, thế nên nếu cô yêu anh ấy thì đừng ở bên cạnh Chugo nữa. Nghe cũng hợp lý, nên trái tim Trung Hy chịu đau lòng, cô trả lại số tiền nói mình đã có nơi ở rồi. Nhờ anh nói với anh ấy đừng lo cho tôi, chỉ cần anh ấy không sao thì tôi cũng sẽ không sao. Trung Hy trở về căn trọ nhỏ, bị ruột đủ thứ chỗ. Lúc này máu mũi của cô lại chảy, nó đã bắt đầu chảy như vậy được một tháng nay rồi. Cùng lúc này bên phía Trung Cúc, lão nhị nhờ anh đến quản lý hộp đêm. Vì đại ca bị bắt nên các băng nhóm sẽ không để yên cho họ. Nhưng Trung Cúc lại xin lỗi, anh muốn rút khỏi xã hội đen, từ giờ sẽ làm lại cuộc đời sống thật chăm chỉ. Lão nhị nói anh vô ơn, lúc đại ca gặp nạn thì lại bỏ chạy. Nhưng Trung Cúc đã chịu cái giá mất đi Trung Hy, nên anh vẫn không quay lại đường cũ nữa, khiến lão nhị thất vọng rời đi. Trung Cúc quyết tâm thay đổi cuộc đời. Sáng hôm nay anh đã dậy sớm ăn cùng cả nhà, anh nói cho gia đình biết từ nay anh sẽ đi làm chở gạch, không lang thang chơi bời nữa, khiến mọi người ai cũng rất ngạc nhiên.
Bà nội vào bếp xúc động phát khóc, bà biết chính Trung Hy là yếu tố khiến cháu bà thay đổi, Trung Hy hiện tại phải ăn mì sống qua ngày. Còn kẻ cướp thân phận của cô là Seung thì ăn sung sướng với gia đình tài phiệt. Sau bữa ăn, ông Kim gọi Seung vào phòng nói chuyện riêng, khiến cô ta sợ hết cả hồn. Nhưng thật ra ông chỉ dặn cô ta không được nói cho Tae-hee về quyển nhật ký và chuyện của Chu Go, sau đó đưa cho cô ta một phong bì. Về phòng, Seung mở ra mới biết bên trong là tiền, còn Tae-hee đã đến công ty, cô thấy Trung Hy đã chịu đi làm thì vô cùng vui. Còn tận tâm lau nước mắt cho nữ chính, cổ vũ cô phải mạnh mẽ trong giai đoạn này. Ở một phân cảnh khác tại nhà hàng của Nam, mẹ anh lại dẫn theo Min Yang đến đây ăn, còn gọi Nam ra ngồi nói chuyện với họ. Lisa bưng đồ ăn đến bàn họ, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy không vui trong lòng. Bà Hoa đột nhiên nhắc đến chuyện sẽ làm mai cho con trai và Min Yang, khiến anh khó chịu đứng dậy tìm cớ rời đi. Nam gọi cho nhân viên bảo Lisa đưa áo ra cho mình, rồi rủ luôn cô đi chơi cùng. Lisa không chịu vì đang trong giờ làm, nếu anh còn như vậy tôi sẽ tố cáo anh quấy rối tôi. Nam lại nói tôi rủ người con gái tôi thích đi hóng gió, mà là quấy rối á. Khiến Lisa đứng hình mất 5 giây, Nam nói không có thằng con trai nào bị điên mà lại đi sắp xếp công việc cho một cô gái đã từng đánh và hất nước vào mặt anh ta đâu. Vậy nên lúc tôi thương em thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Câu nói xiên xúa này khiến Lisa không nhịn được, đá một phát vào chân Nam cho tỉnh ngủ. Vậy rồi mà Nam còn cười, đúng là yêu thật rồi. Đen đá là vậy nhưng lúc vào trong, Lisa lại cảm thấy rối bời liên tục suy nghĩ, anh ta thích mình thật sao? Trở lại với chuyện chính sự, Chủ tịch Kim gọi bác lái xe đến nhà gặp mình. Hai người đã làm việc với nhau 21 năm nên Chủ tịch Kim mới dám tâm sự với bác lái xe. Nếu tôi bỏ qua cho Chu Go hắn sẽ tìm Tae-hee trả thù, nhưng tôi cũng nợ ông nội Chu Go một món nợ lớn, thế nên tôi sẽ để cho Tae-hee kế thừa công ty. Rồi đưa Chu Go ra nước ngoài, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tôi gọi anh đến là có việc muốn nhờ, Seung không phải cháu gái tôi thật anh biết chứ, bác tài xế nói tôi biết. Khiến Seung vô cùng ngỡ ngàng, tôi cần ông giúp tôi tìm cháu gái thật, đừng cho ai biết chuyện này, nhất là cô gái Seung kia, mà đâu ngờ con nhỏ nghe từ đầu đến cuối rồi. Cô ta sợ hãi chạy lên phòng, không muốn mình bị lật tẩy sớm như vậy. Seung ấp ủ âm mưu sẽ không để Trung Hy thật được tìm thấy dễ dàng như vậy, cô ta liền gọi điện muốn gặp nam chính. Anh hiện đang ở công trường làm việc vô cùng chăm chỉ, đây chính là công việc chân chính mà Trung Hy muốn anh làm, thế nên Trung Cúc sẽ cố gắng hết sức thay đổi cuộc đời mình. Nhưng Seung nào tha, tìm đến tận công trường gặp anh, Trung Cúc bình tĩnh hỏi quyển nhật ký là do cô lấy phải không, cô ta chối. Nhưng Trung Cúc vốn đã biết hết, nếu không vì anh đang tu tâm dưỡng tính thì đã đánh Seung rồi, cô ta vẫn tiếp tục hỏi về tung tích của Trung Hy. Thì mới biết cô không ở nhà Trung Cúc, lúc này Trung Hy đang ở công ty, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tae-hee và trợ lý. Tae-hee chuẩn bị 50 triệu cho trợ lý để tìm luật sư bảo lãnh Chu Go ra ngoài. Trung Hy cảm thấy vô cùng bất lực, chị Tae-hee có mọi thứ để giúp Chu Go, còn cô chỉ có thể chờ đợi. Lúc này thư ký cũng chạy về báo tin cho ông Kim biết Chu Go sắp được tại ngoại. Ông Kim vô cùng tức giận vì thư ký không giữ chân được Chu Go. Anh ta được ra tù chính là mối nguy lớn nhất cho ông Kim. Thư ký cũng nói chuyện này có liên quan đến Tae-hee. Bà Hoa bắt được nhịp liền mắng Tae-hee to gan. Ông Kim tức giận sai trợ lý đi tìm cháu gái, không cho cô gặp Chu Go, nhưng không kịp nữa rồi. Chu Go nhìn cô vẻ mặt hiện ra suy nghĩ khó nói, trên đường về Tae-hee đã gọi điện báo tin Chu Go đã được thả cho Trung Hy biết, đồng thời cũng đưa điện thoại cho hai người nói chuyện. Nhưng Chu Go lại im lặng không mở lời, anh đã lựa chọn trả thù nên đành buông tay Trung Hy, cô cũng đau lòng rơi nước mắt vì để đạt được mục đích. Chu Go đã trở thành người xấu, anh lựa chọn lợi dụng Tae-hee, nói cô hãy ở cùng mình tối nay, khiến Tae-hee vô cùng ngạc nhiên. Cô biết rõ Chu Go muốn lợi dụng mình nên vô cùng đau lòng, anh muốn dùng em để trả thù ông sao, đúng thế hãy kết hôn đi em yêu anh mà. Chu Go anh điên rồi, đúng anh điên, chính ông em khiến anh thành ra thế này. Thấy người mình yêu rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, Tae-hee vô cùng đau lòng, cô từ từ ôm lấy anh an ủi. Chu Go bật khóc nói anh thật sự không hề muốn làm Tae-hee tổn thương, không ngờ lúc này Trung Hy cũng đội mưa chạy đến tận nhà tìm người yêu. Thấy xe của Tae-hee đậu trước cửa, cô không dám bước vào, cứ thế ngồi trước hiên nhà dầm mưa cả một đêm. Sáng hôm sau Tae-hee đã tỉnh, cô nhìn Chu Go đang ngủ say rồi nhẹ nhàng rời đi. Ra trước hiên bắt gặp Trung Hy, Tae-hee vô cùng lo lắng khi biết cô ấy dầm mưa cả đêm. Trung Hy hỏi về tình hình của Chu Go, sau khi biết anh đã ổn hơn. Cô xin Tae-hee cho mình đến làm muộn một chút, rồi quay lưng đi về, đến nhà cô không thể gồng thêm được nữa. Cô đau lòng bật khóc. Về phần Tae-hee vừa về đến nhà cô đã bị bà Hoa mắng, vì cả đêm không về khiến ông nội lo lắng. Bà ta còn nhắc đến chuyện sẽ không để cô một mình thừa kế công ty, khiến Tae-hee vô cùng khó chịu, nhưng cô cũng đành nhịn vào phòng nói chuyện với ông nội. Ông tức giận trách vì Tae-hee cứ phá hỏng kế hoạch của mình, nhưng cô nói vì không biết ông sẽ làm gì Chu Go nên cháu buộc phải bảo vệ anh ấy. Thậm chí khi ông hỏi cháu đã đi quá giới hạn với nó chưa, Tae-hee đã nói dối khiến ông nội suýt thì nhồi máu cơ tim. Vì cháu yêu anh ấy, bà Hoa cũng từ bên ngoài xông vào mắng Tae-hee, cháu bị thằng đó làm cho lú lẫn rồi à, ba ơi không được để cho chúng nó lấy nhau. Ông nội giận đến tím mặt đuổi cả hai ra ngoài. Ở bên phía Chu Go sau khi tỉnh lại, anh đã đọc được thư của Tae-hee, cô đã nấu canh cho anh và chưa hề dọn vali, thế nên nếu muốn anh hãy mau rời khỏi thành phố này. Em sẽ giải quyết chuyện với ông, nên mong anh đừng ghét ông em quá, khiến Chu Go không biết phải làm sao. Mặt khác tại công ty, không thấy Trung Hy đi làm nên Tae-hee gọi điện cho cô.
Giọng Trung Hy yếu ớt phát ra từ loa điện thoại. Tê Hy vội vã đến đó, trước sảnh công ty gặp được Trung Cúc cũng đang đến tìm Trung Hy, hai người cùng nhau đến đó. Bước vào trong nhà thấy Trung Hy yếu ớt đã mất ý thức, Trung Cúc sốt sắng vội đỡ cô lên lưng, cùng Tê Hy đưa cô đến bệnh viện. Phía khác Seta cũng chạy đi báo tin này với Lisa. Cô lập tức vào thay đồ. Trong lúc chờ Seta và Nam chạm mặt nhau, Nam khó chịu hỏi anh là bạn trai cô ấy à? Seta ngại ngùng nói cũng coi như là vậy. Chúng tôi quen nhau lâu rồi, cùng nhau lớn lên mà, khiến Nam ghen thật rồi. Anh kéo tay Lisa lại, không thể để cô đi cùng tình địch được, nên anh quyết định chở hai người đi. Trung Hy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tê Hy thấy Trung Cúc tận tâm chăm sóc cho cô ấy, nên cũng yên tâm rời đi. Cô vừa đi thì Lisa và Seta cũng đến. Trung Cúc vội ra hiệu cho họ im lặng và không cho vào phòng làm phiền giấc ngủ của Trung Hy, bắt hai đứa ngồi bên ngoài. Sau khi rời bệnh viện, Tê Hy đã đến nhà Chu Go. Anh vẫn chưa thể đi vì vẫn đang trong quá trình điều tra. Tê Hy cho anh biết, hôm qua Trung Hy đã dầm mưa bên ngoài cả đêm vì không dám vào làm phiền hai người, khiến Chu Go lo lắng. Nhưng tình thế của anh hiện tại không thể đến bên Trung Hy nữa, còn Tê Hy cô sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu để mối quan hệ giữa anh và ông em hòa hoãn. Em đồng ý lấy anh. Dù có bị lợi dụng em cũng chấp nhận, nhưng em có một điều kiện là đừng làm khó ông em nữa. Ông là người vô cùng quan trọng với em, nếu như vậy em mong anh quên Trung Hy đi. Sau đó Tê Hy lại đưa số phòng bệnh của cô ấy, nếu muốn anh hãy đến thăm, tự xem thử anh có quên được cô ấy không, rồi hãy tìm đến em. Đúng là tam tai không chừa một ai, ông bà Ô sau khi bị xe ôm chửi, đành phải đến công ty cổ phiếu để lấy lại tiền. Nhưng không ngờ khi đưa biên lai và danh thiếp của người đã bán cổ phiếu cho ông Ô, thì nhân viên ở đó lại bảo tờ danh thiếp này là giả và người kia chắc chắn lừa đảo rồi. Khiến hai ông bà như chết lặng, run rẩy không tin vào sự thật này, 1,2 tỷ cùng giấy tờ nhà cứ thế đi tong rồi. Về nhà bà Ô gắt lên đau khổ mắng chồng ngu si tệ hại. Thì xe ung cũng đã về đến cửa nhà, cô ta lân la hỏi bà hàng bên tung tích của Trung Hy thì mới biết cô đang nằm viện. Không thể chờ thêm nữa, xe ung lập tức tìm đến đó. Ở bệnh viện Trung Hy đã tỉnh, thấy Trung Cúc ngồi bên cô vô cùng ngại ngùng. Anh năn nỉ cô hãy mau về nhà với mình, nhưng bị cô từ chối, dù căn nhà kia có tồi tàn thì cũng là nhà của cô. Với tiền lương kiếm được em sẽ sắm sửa từ từ, không muốn cãi nhau với Trung Hy. Trung Cúc vội ra ngoài gọi hai em vào thăm cô, vừa hay lúc này Chu Go cũng đến. Nhìn Tê Hy mệt mỏi trên giường bệnh, anh vô cùng đau lòng, thấy anh Trung Hy ngồi bật dậy. Khi Trung Cúc cùng hai em mua trái cây về thì thấy giường đã trống không. Trung Hy đã ra ngoài cùng Chu Go, nói chuyện với anh, gương mặt cô tươi cười khác hẳn, còn Chu Go lại trầm ngâm đầy tâm sự. Anh khó khăn muốn nói thật ra anh tới đây vì, thì Trung Hy nói anh đến tạm biệt em đúng không? Hôm qua trong điện thoại anh không nói gì, là em đã đoán được rồi, không sao cả, chỉ cần có thể nói một câu tạm biệt tử tế với anh là được rồi. Trung Hy dù đau trong lòng, nhưng bên ngoài cô vẫn cười tỏ ra là mình ổn, điều này lại khiến Chu Go càng thêm dằn vặt. Trung Hy không thể cười được thêm nữa nên cô đứng dậy rời đi, Chu Go liền ôm chặt lấy cô, hai người yêu nhau mà không thể đến với nhau đau khổ biết chừng nào. Đây chính là cái ôm cuối cùng của họ, Trung Hy cũng không quay đầu mà bước thẳng. Trở lại bệnh viện, Nam chính Trung Tình vẫn đang ngồi đợi cô, thấy khóe mắt Trung Hy đỏ, anh lo lắng hỏi thăm, không ngờ Trung Hy chủ động dựa vào vai anh. Dù con gái có mạnh mẽ thế nào thì khi trong lòng vụn vỡ, cô ấy vẫn cần một bờ vai dựa dẫm. Em chia tay anh ấy rồi, giờ tim em tan thành trăm mảnh. Trung Cúc ôm lấy người thương, cô đau một thì anh đau gấp 10. Sau khi hai người đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh thì xe ung cũng tìm đến đây. Đột nhiên Trung Hy lại mơ thấy một phần ký ức hồi nhỏ, sợ hãi đến nỗi choàng tỉnh. Trung Hy hoảng loạn ôm chặt lấy Trung Cúc, cô vừa khóc vừa nói bố em mất rồi, khiến xe ung đứng ngoài còn hoảng hơn nữa. Cô ấy mà lấy lại ký ức thì cô ta chết chắc. Sau khi nói tình trạng trí nhớ của mình cho bác sĩ nghe, ông đã đưa ra chẩn đoán trong quá khứ Trung Hy từng xảy ra biến cố và mất đi một phần ký ức. Nếu muốn nhớ lại thì phải trở về môi trường sống cũ. Trung Hy cũng nói nếu được nhìn ảnh ba cô chắc chắn sẽ nhận ra ông, khiến xe ung đứng ngoài nghe lén toát mồ hôi. Cô ta vội chạy về tìm mẹ mình thì lại thấy bà băng bó đầu. Bà mẹ càng cố gắng che giấu càng khiến xe ung nghi ngờ. Cô ta quay sang nhìn biểu hiện bất thường của cha dượng càng thêm nghi. Chẳng lẽ là hai người làm mất 1 tỷ rồi? Ông Ô sợ hãi vội chắp tay xin lỗi, khiến cô ta phát điên. Không còn 1 tỷ đó. Nếu bị lộ thân phận cô ta sẽ phải trở về cuộc sống nghèo khó trước kia. Cô ta liền đuổi cha dượng ra khỏi nhà, bà mẹ ngu ngốc còn xin tha cho ông ta. Khiến xe ung càng thêm giận dữ lôi ông Ô ra khỏi nhà. Ông Ô không hèn nữa, trách xe ung không nể tình xưa. Rồi sẽ gặp quả báo, bà Ô năn nỉ chồng đừng đi nhưng không kịp nữa rồi. Cảnh nhà tan cửa nát mất tiền của, chính là báo ứng đầu tiên của gia đình ác độc này. Ở một phân cảnh khác, Chu Go uống rượu say xỉn, tìm đến cửa nhà Tê Hy. Anh nói mình đã chia tay với nữ chính rồi, giờ có thể lấy cô. Thế nên mặc kệ sự can ngăn của Tê Hy, liền chạy vào nhà tìm ông Kim để hỏi cưới. Bà Hoa lại tuôn ra một tràng chửi rủa và đuổi người, nhưng vẫn không ngăn được Chu Go đang say. Tiếng cãi cọ đánh động mọi người đến, chủ tịch cũng bước ra. Chu Go nhìn ông với đôi mắt căm thù, rồi anh kéo tay cả Tê Hy cùng vào phòng chủ tịch nói chuyện. Tê Hy và tôi sẽ kết hôn, xin chủ tịch cho phép. Ông Kim bình tĩnh hỏi ý kiến cháu gái, khi nghe được câu trả lời đồng ý của cô. Ông đã đuổi cô ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, ông mới bộc lộ sự tức giận của mình. Vì sao cậu lại tiếp tục lợi dụng cháu tôi?
Chu Go căm phẫn nói, chính ông đã đẩy tôi vào con đường này, tôi đã định tha thứ cho ông và rời khỏi nơi này, nhưng chính ông đã phá hủy suy nghĩ đó. Ông Kim nghẹn ngào. Vậy nên cậu cưới Tae Hee để trả thù sao? Ông đã cướp đi hai người mà tôi yêu thương, giờ đến lượt tôi cũng sẽ làm vậy. Chúng ta xem lần này ai sẽ thắng. Câu nói này khiến Chủ tịch Kim tức giận, đứng lên vung tay muốn đánh Chu Go, nhưng lúc này bệnh tình lại tái phát. Chu Go lại mỉa mai, giờ đến cái mạng già còn không giữ nổi mà muốn đấu với tôi sao? Từ giờ tôi sẽ cướp Tae Hee đi. Nói rồi anh bỏ ra ngoài, mặc kệ ông Kim khó thở ngồi bệt xuống đất. Bà Hoa và Tae Hee vội chạy vào phòng đỡ ông Kim, nhưng bị ông đuổi hết ra ngoài. Ra bên ngoài, bà Hoa tức giận trách cháu gái đã hại bố mình thành ra như vậy. Tae Hee cũng không nhịn được bà cô này nữa. Ông tôi chưa mất, cô đã liên lạc luật sư xem di chúc của ông. Cô cấu kết với ông thư ký, cháu không để cô và thư ký có được công ty đâu. Bị nói trúng tim đen khiến bà Hoa ấp úng, tức không nói thành lời. Trong khi mọi người đấu đá căng thẳng, thì cặp đôi Nam và Lisa lại công khai tỏ tình nhau. Lúc Seta gọi điện đến cho Lisa, Nam ghen ăn tức ở đã giật điện thoại. Nói không cho ai tán tỉnh người con gái anh thích cả, để chứng minh thật lòng Nam đã hôn Lisa, tức quá cô hôn lại anh một cái, coi như tụi mình huề. Lần đầu tiên chàng công tử Đào Hoa bị cưỡng hôn, cảm giác nó lạ lắm. Bên phía khác, vì Trung Hy không chịu về nhà, nên Trung Cúc đã nghĩ ra cách khác. Anh dẫn theo hai đứa em đi mua giấy dán tường, dụng cụ trong nhà, chăn ga gối nệm đem về nhà Trung Hy sửa soạn chỗ ở cho cô. Trung Hy xuất viện về nhà, đã thấy ba người đang tân trang nhan sắc lại căn phòng ọp ẹp của mình, thì vô cùng bất ngờ, buổi tối mọi người đã làm xong mọi thứ. Để cảm ơn Trung Hy đã mời họ ăn đồ nướng, nhưng đang ăn thì cô bỏ ra ngoài ngang. Trung Cúc lo lắng đuổi theo mới biết lý do là cô nhớ đến Chu Go, làm anh thoáng chút buồn. Nhưng vẫn lựa lời an ủi cô rồi sẽ quên được thôi. Chiếc nhẫn vốn định tặng lại cho cô cũng bị anh thu chặt trong bàn tay. Ông Oh say xỉn gọi điện cho Seung, đe dọa cô ta sẽ nói ra thân phận giả của cô. Seung lo lắng nhưng cô ta vẫn mạnh miệng đe dọa. Nếu dám nói thì ông sẽ chết chắc, được xem ai thắng nhé. Qua ngày hôm sau, Trung Hy đã lấy lại được năng lượng tích cực. Đến công ty cô lại niềm nở cười tươi chào mọi người. Nhưng dù có tích cực học tập, đọc sách hay ăn cơm, cô đều nhớ đến hình bóng Chu Go. Tan làm, Tae Hee đến nhà Chu Go, thấy anh say xỉn cô cũng muốn uống say. Anh nói chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng Tae Hee không muốn ép buộc anh. Chu Go nghĩ cô thương hại mình nhưng không phải. Tae Hee yêu anh đến nỗi vứt bỏ đi lòng tự trọng. Đối đầu với ông của mình, tình yêu khác sự thương hại. Về đến nhà, Tae Hee quỳ gối trước ông Kim, cầu xin ông tha thứ cho Chu Go. Hãy vì cháu mà tha thứ cho anh ấy, cháu yêu anh ấy, ra ngoài đi, không khi nào ông chấp nhận cháu mới ra ngoài. Ông nội vẫn không trả lời, sai giúp việc đưa cháu gái ra ngoài, cả cuộc đời ông lăn lộn trên thương trường bỏ rơi người nhà, giờ chỉ còn một cô cháu gái này thôi. Thế nên rạng sáng hôm sau, ông đã sai tài xế gọi Chu Go đến gặp mình. Nhìn anh bước vào phòng, ông nhớ lại Chu Go của 20 năm trước. Nếu lúc đó ông không thu nhận cậu bé, thì giờ mọi chuyện có khác không? Ông Kim trách Chu Go định cưới Tae Hee. Nếu tôi biết về cậu sớm hơn, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ chỉ cần cậu hứa với tôi một chuyện, hãy làm cho cháu gái tôi hạnh phúc. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với ông cậu ở dưới suối vàng. Sau đó Chủ tịch Kim cho họp gia đình, thông báo với mọi người về đám cưới của Chu Go và Tae Hee. Bà Hoa phản đối nhưng vô tác dụng, còn Tae Hee thì rưng rưng nước mắt nhìn ông. Cô biết vì mình nên ông nội mới nhượng bộ. Ông Kim cho đám cưới tổ chức vào tuần này hay tuần sau đều được, chỉ mời vài họ hàng thân thích. Nói xong tất cả, ông trở về phòng, Tae Hee cũng đi theo, cảm ơn ông nội vì đã hy sinh cho mình. Ông gọi cô đến nắm chặt lấy đôi tay, hãy nhớ rằng ông sẽ luôn đi theo bảo vệ cháu. Mặt khác, kiếp nạn thứ 82 của Seung sắp đến. Mới sáng tinh mơ, ông Oh đã tìm đến tận cửa gặp cô. Có bác tài xế đứng đó nên Seung đành giả vờ thân thiện, nhẹ giọng hỏi chú đến đây tìm cháu có việc gì không, rồi cố chấp kéo ông Oh sang một bên khác nói chuyện. Không có người, Seung lập tức trở mặt ngay, chú muốn gì? Ông ta cũng không dài dòng, mở miệng ra đã đòi 230 triệu. Hạn nhận tiền là cuối tuần này, nếu không ông Oh sẽ nói ra sự thật. Seung sợ thật rồi. Cô ta không dám đánh đá nữa, nhưng đôi mắt lại hiểm độc hơn bao giờ hết, chạy về nói với mẹ. Vậy mà bà Oh còn ảo tưởng, ông ta làm vậy chỉ là để đòi quay về sống với bà. Nhưng Seung biết không phải vì ông ta giống cô, một khi đã ngửi được mùi tiền thì sẽ không dễ quay về cuộc sống cũ. Một kế hoạch thâm độc nảy lên trong đầu cô ta. Quay lại với nữ chính, cô đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về việc Chu Go đã quay trở lại công ty làm việc, sau đó lại gặp tên trợ lý, hắn ta cho Trung Hy biết. Thứ bảy tuần này sẽ diễn ra đám cưới của Chung Go và Tae Hee, thế nên cô hãy vui vẻ và quên anh ấy đi. Thằng mức dại này vui cái nỗi gì nổi, tâm trạng đang bất ổn thì ra đến hành lang. Trung Hy lại chạm mặt Chu Go, tay cô buông thõng rơi hết giấy tờ, anh vội nhặt lại cho cô. Trung Hy không kiềm chế được nước mắt. Cô lấy lại giấy tờ rồi gắng gượng nở nụ cười, nói về dự án phát triển điện thoại. Trước khi đi còn chúc mừng lễ cưới sắp tới của anh, Trung Hy vẫn còn may mắn khi luôn có một người ở bên mỗi khi cô gục ngã, đó chính là Trung Cúc. Anh dẫn cô đi ăn khoai tây chiên, sau đó dạo phố. Trung Hy cũng nói ra hết chuyện khiến mình buồn, anh ấy sắp kết hôn với chị Tae Hee rồi, tin vui phải không? Nói rồi rơi nước mắt. Lúc này Tae Hee đang đi chọn nhẫn cưới cùng Chu Go, rất nhanh lễ đính hôn của hai người bắt đầu. Chu Go gượng gạo đeo nhẫn cho Tae Hee, hôn lễ bất đắc dĩ này khiến một số người không được vui, điển hình là thằng chú rể. Cùng lúc này Trung Hy cũng điên cuồng làm việc.
Để quên đi nỗi đau thất tình, buổi hôn lễ diễn ra chớp nhoáng và nhanh chóng đêm tân hôn đầu tiên của hai người cũng chỉ là một bữa tối đơn giản ở nhà hàng. Tae Hee hiểu cho tâm sự của chồng. Cô hứa sẽ trở thành một người vợ người bạn tốt của anh. Chu Go cũng xin vợ cho mình thời gian để anh vượt qua giai đoạn rối loạn bởi cảm xúc tiêu cực này. Hôm sau ở công ty, thấy trong thang máy là Chu Go và Tae Hee nên cô lựa chọn không bước vào, lặng lẽ lùi bước chân. Sau đó cô lại bị chủ tịch gọi vào phòng nói chuyện riêng. Không ngờ ông Kim đưa cho Chung Hee một số tiền, muốn cô rời khỏi công ty này. Ông nói thẳng mình làm vậy là vì cháu gái, không thể để Chu Go và Chung Hee vẫn còn tình cảm. Làm chung công ty được, Chung Hee thất thần nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với chủ tịch mình không nhận số tiền này vì nó không khiến cuộc sống của cô trở nên hạnh phúc. Thứ cháu còn bây giờ chỉ có duy nhất công việc, ông nỡ lấy đi của cháu sao? Nhưng chủ tịch Kim lại hạ giọng cầu xin cô, đây là nguyện vọng cuối cùng của một kẻ sắp rời khỏi cõi đời này. Ta xin cháu hãy rời khỏi công ty, Chung Hee không muốn ai khó xử. Cô xin ông Kim cho mình ở lại đây một tháng để hoàn thành dự án phát triển điện thoại cùng Tae Hee. Sau khi dự án thành công cô sẽ chủ động đi, ông cũng đồng ý. Trong lúc Chung Hee đứng trên bờ vực suy sụp thì Chung Kook lại gọi điện đến cho cô. Anh thích thú cho cô nghe tiếng động ở công trường, nó ồn ào nhưng cũng vô cùng thú vị. Bây giờ Chung Kook đột nhiên lại trở thành sức mạnh cho cuộc sống của cô. Ở một phân cảnh khác, Nam lại lấy lý do quên tài liệu để gọi Lisa đến tận nhà đưa cho mình. Khi cô mang đến nơi anh lại năn nỉ cô vào chơi thêm một chút. Bà Hoa khó chịu ra mặt, nói Min Jong đang ở trên nhà, nhưng Nam nói ba người chơi vui hơn, rồi giục Lisa mau lên lầu, vừa ngồi chưa ấm ghế. Seung lại bước ra, cô ta hớn hở khi thấy Lisa ở đây, nói với Nam Lisa là cô em gái tốt của mình, khiến Lisa suýt thì nôn. Cô tức giận bày tỏ sự ghét bỏ Seung ra mặt, Seung bị nhục nhã liền lớn giọng hạ bệ Lisa, này ba cậu làm tài xế cho ông tôi đấy, còn cậu thì làm nhân viên cho anh tôi. Nam tức giận nhưng không khiến Seung ngậm mồm được. Min Jong cũng phản đối thái độ hống hách của Seung, làm sao có thể để bản thân chịu thiệt. Lisa liền túm đầu Seung cho cô ta một trận. Nếu không có Nam ngăn lại thì Seung đã chọc đầu rồi. Bà Hoa thấy Lisa làm loạn, liền nói Nam mau sa thải cô gái thô lỗ đó đi, nhưng anh dễ gì chịu nghe. Lập tức đuổi theo Lisa, cô giận dữ khi nghĩ anh gọi mình đến đây để trêu đùa. Lúc này Nam mới chịu nói ra sự thật là anh muốn giới thiệu cô với gia đình mình. Thấy thái độ thành tâm xin lỗi của Nam, Lisa cũng chịu cho anh được ôm mình. Chuyển cảnh khác, sau khi tan làm ở công trường, Chung Kook được đại ca thùng to đón đi ăn nhậu một bữa. Ông đã được ra tù, trên bàn ăn lão nhị bày tỏ thái độ khó chịu vì Chung Kook phản bội họ. Cậu ta không giúp em giữ hộp đêm mất một nửa rồi. Nhưng Chung Kook nói đùa khi nào mất hết thì anh sẽ xin cho ông việc ở công trường. Thùng to cũng cảm thấy chán cuộc sống ở thành phố. Ông muốn về quê cũ là Jeonseon, chăn nuôi hoặc làm gì đó kiếm sống, nhàn nhã sống hết phần đời còn lại. Lão nhị cũng dễ quên chuyện cũ. Mới trò chuyện có xíu mà đã cười nói vui vẻ, rồi rủ anh em hát hò. Cùng lúc này con đàn bà ác độc Seung đã tìm đến ông trùm rửa tiền, nhờ ông ta xử lý một kẻ luôn làm phiền mình. Không ai khác là ông Ô, đám người xã hội đen thì luôn hành động nhanh gọn. Đến một nơi vắng vẻ, ông Ô bị bọn chúng tẩn cho một trận. Ông ta hỏi lý do thì mới biết được người đứng sau là Seung, tên cầm đầu đe dọa nếu ông còn làm phiền đến cô ấy thì tôi sẽ chặt chân của ông. Sau khi xong việc, hắn ta gọi điện báo cho Seung, cô ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm về thăm mẹ. Không ngờ bà mẹ ngu ngốc lại cảm thấy nhớ ông chồng và sợ ở một mình. Seung an ủi mẹ hãy cố chịu thêm một thời gian nữa, cô sẽ đưa bà vào căn nhà to lớn kia sống. Mà không biết ông Ô bị đánh vẫn chưa chết, chắc chắn sẽ trả thù. Cùng lúc này, tài xế vẫn đang mang nhiệm vụ đi tìm cháu gái thật cho chủ tịch. Ông ngồi nói chuyện với mẹ thì vô tình biết được nữ chính bị bỏ rơi ở Jeonseon và được gia đình ông bà Ô nuôi lớn. Chung Hee còn bị mất hết trí nhớ, ông bác liền hỏi mẹ có phải gia đình nhận nuôi đó có một đứa con gái tên Seung không. Đúng thế, nghe đến đây ông bác thở dài như đã biết được điều gì đó. Ông vội chạy đến quán bà Ô thì bắt gặp cháu gái chủ tịch đang ở đây. Ông đã chắc chắn được suy nghĩ của mình, không ngờ lúc này ông Ô lại xuất hiện phía sau bác tài xế, mặt mày bầm dập thê thảm. Bác tài xế đã mời ông ta đi uống rượu, ông Ô nói sẽ tiết lộ cho bác tài xế một bí mật, nhưng ông phải bảo vệ ông ta. Nghe này, con bé Seung là giả, Chung Hee mới là cháu gái thật của nhà đó. Ông bác vô cùng kinh ngạc, vội đem tin nóng hơn khoai nướng này về nói cho chủ tịch Kim. Tôi đã tìm được cháu gái của ngài, nó làm việc ở công ty của ngài, tên con bé là Chung Hee, khiến chủ tịch đứng tim. Thì ra cháu út mà ông tìm bấy lâu lại là cô bé vui vẻ, sẵn sàng làm mọi việc cực nhọc, là người vừa bị mình ép phải nghỉ việc. Ông Kim sốc đến nói năng lắp bắp, yêu cầu tài xế đưa mình đến gặp con bé. Seung thấy ông Kim bộ dạng hấp tấp như vậy, liền cảm thấy có chuyện chẳng lành. Trên đường đi, ông Kim dằn vặt, tự trách bản thân mình đã làm ra chuyện gì thế này, chèn ép chính cháu gái ruột. Ở nhà, Seung cũng nhận được điện thoại của ông Ô, nói đã tiết lộ ra mọi việc, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng sống trong nhung lụa của cô. Khiến Seung suýt thì phát điên, cô ta vội gọi cho Chung Kook hỏi chỗ ở của Chung Hee. Lúc này Chung Kook đã đến thăm nữ chính, anh mang theo đồ ăn cho cô. Còn Seung đang trên đường đến đây, cô ta không quên gọi điện cho bác tài xế để kéo dài thời gian vì mải với tay lấy điện thoại. Mà ông đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải đang đi đến. Bên phía này Tae Hee đang ăn tối với chồng thì cũng đột nhiên cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm không yên. Seung trên đường đi thì thấy phía trước có tai nạn, cô ta lập tức kêu tài xế dừng xe, đi xuống xác nhận đó chính là ông Kim.
thì vừa run rẩy vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cùng lúc đó, Chu Go và bà Hoa đều nhận được điện thoại của thư ký báo về tai nạn của ông Kim. Se-ung ở phía sau vẫn chưa hết run rẩy. Ở nhà, Lisa cũng nhận được cuộc gọi báo bố cô bị tai nạn, khiến bà nội suýt ngất. Lisa vội gọi cho Chung Hee nhờ cô chuyển tin này cho anh trai. Tae-hee và Chu Go đến bệnh viện thì nhận được tin báo tử của ông nội. Đứng trước di hài của ông, Tae-hee đau đến không thể khóc. Bên ngoài, bà Hoa cùng Nam và Se-ung cũng đến, mới biết tin ông Kim qua đời. Bà Hoa ngất xỉu tại chỗ. Se-ung hỏi lại Tae-hee một lần nữa, mới dám chắc mối nguy của mình đã không còn. Cô ta trốn ra hành lang bật cười thành tiếng. Bên phía khác, gia đình Trung Quốc đã tụ họp tại bệnh viện, ngóng chờ tin tức của ông bác. Cảnh sát cho biết ông bác lái xe trong tình trạng trong máu có rượu. Xảy ra tai nạn nên ông phải chịu tội lái xe không đúng quy định. Trung Quốc vẫn không tin bố mình say xỉn mà lại lái xe, nhưng cảnh sát chắc chắn do say xỉn nên mới đi lấn sang làn đường trái chiều. Xảy ra tai nạn, Trung Quốc vẫn cãi nhau với cảnh sát, buộc Trung Hee phải ngăn anh lại, cũng phải ai lại để cho bố mình bị gán tội chứ. Trung Hee vỗ về Trung Quốc bên ngoài ghế đá bệnh viện, Chu Go ngồi cách đó không xa cũng đã thấy hết, vẻ mặt hiện rõ sự không nỡ. Bên này, ông Ô đọc báo mới biết bác tài xế và chủ tịch Kim bị tai nạn, ông ta lo lắng mình sẽ bị Se-ung trả thù, đám tang của ông Kim nhanh chóng được tổ chức. Trung Hee cũng đến chia buồn, nhìn di ảnh cô nhớ đến lời chủ tịch Kim từng trăn trối, mong muốn của một lão già sắp chết là cháu hãy rời khỏi công ty, sau đó cô cúi chào mọi người. Không ở lại lâu mà rời đi luôn, ông Ô đã đứng chờ Trung Hee ở cửa, cách duy nhất cứu ông ta chỉ có nói ra sự thật, nhưng ông ta bị Se-ung chặn lại. Ông Ô mắng cô ta là đồ phù thủy, cô ta nói rồi mình sẽ chiếm được một nửa tập đoàn. Thế nên không ai được phép ngăn cản cô ta. Se-ung đưa tiền cho ông Ô, nói ông mau biến đi trước khi ả đổi ý. Lúc này Nam xuất hiện phía sau. Se-ung dùng vẻ mặt độc địa dọa ông Ô sợ phải bỏ đi. Chuyển cảnh mọi người đưa di ảnh của ông Kim về nhà. Tae-hee lặng lẽ vào phòng ông. Nhớ lại những ký ức trước đây, kỷ niệm chính là thứ khiến ta bật khóc. Quả đúng không sai, Chu Go vào phòng an ủi vợ. Anh thầm hạ quyết tâm mình sẽ thay ông làm chỗ dựa cho Tae-hee. Ngày hôm sau, gia đình Trung Quốc đã đến tận nơi xin lỗi vì họ vẫn nghĩ là do ông bác lái xe trong lúc say xỉn mới gây ra tai nạn cho ông Kim. Bà Hoa dùng lời lẽ khó nghe hét lên, đuổi mọi người đi, khiến Trung Quốc vô cùng khó chịu. Bà nội vẫn dùng giọng cầu xin nhỏ nhẹ mong họ tha thứ, có Lisa ở đó nên Nam vô cùng khó xử, thấy bà Hoa cứ hét vào mặt bà mình. Lisa cũng không nhịn được nữa, nói rồi cô bỏ chạy, Nam liền đuổi theo, cũng không thể trách việc bà Hoa mất bình tĩnh, bà ấy đã mất đi người bố của mình mà. Tae-hee cũng đi xuống xem tình hình. Cô bình tĩnh hỏi thăm tình hình ông bác, còn thay cô của mình xin lỗi vì thái độ vô lễ với bà lão. Cùng lúc này Se-ung đang mờ ám tiến lại phòng bệnh của ông bác. Thì bị Trung Hee bắt gặp, bác sĩ đi ra nói ông bác đã dần lấy lại ý thức, khiến Se-ung càng thêm sốt ruột. Tuy nhiên ông chỉ có thể mở mắt nhìn người thân chứ chưa nói được. Trung Hee vô cùng mừng lập tức vào nói chuyện với ông, nhưng Se-ung cũng vào theo, vừa thấy ả ta ông bác đã tức đến nỗi lên cơn co giật. Bác sĩ chạy vào đuổi người nhà ra để ông giữ bình tĩnh. Người tàn ác thì không thể sống thảnh thơi, hàng đêm Se-ung luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ, hồn ma của ông Kim về đòi mạng mình, nhưng nỗi sợ bị lật tẩy lời nói dối. Mất đi địa vị hiện tại càng khiến cô ta hãi hùng hơn, thế là ngay trong đêm ả lần lừa mò đến bệnh viện, tìm vào phòng ông bác muốn cắt ống thở của ông, tiêu diệt người duy nhất muốn lật tẩy mình. Thì ông bác tỉnh dậy, Se-ung độc ác vậy mà vẫn nói ra lời xin lỗi, con cũng chỉ bất đắc dĩ con không muốn sống cuộc sống trước kia, bỏ qua cho con được không làm ơn, con sẽ không bao giờ quên ơn chú. Ông bác tức giận lắc đầu, Se-ung lập tức thay đổi thái độ. Nếu vậy thì cô ta sẽ kéo theo Trung Hee cùng chết với mình, và bây giờ cô ta sẽ khiến cho ông im lặng mãi mãi. Giây phút cây kéo vừa đụng vào ống thở, ông bác đã lên cơn tức giận dẫn đến tình trạng tệ hơn, điện tâm đồ truyền một đường thẳng báo động, khiến Se-ung hoảng loạn vội chạy ra ngoài, các bác sĩ nhận được tín hiệu nguy cấp cũng chạy đến, cứu chữa cho ông bác. Se-ung muốn chạy thì đụng phải Trung Quốc, cô ta hoảng hơn nữa, ấp úng nói dối mình đến thăm chú bác, thấy y tá Trung Quốc như nhận ra điều gì liền chạy vào phòng bệnh. Bố anh đang trong cơn nguy kịch phải cấp cứu gấp, y tá buộc phải đuổi người nhà ra ngoài. Bên ngoài cả hai người đều cầu xin, một người xin ông trời cho bố bình an qua khỏi, kẻ kia thầm nguyền rủa ông mau đi mãi mãi. Cứ thế cả hai đợi đến sáng, Trung Quốc tưởng Se-ung tốt bụng ngồi chờ cùng mình nên nói cô ta mau về ngủ một chút. Nhưng Se-ung dù có mệt lả người thì vẫn phải xác định được tin báo tử của ông bác trước, cũng may ông trời có mắt. Bác sĩ sau một đêm cứu chữa đã thành công kéo tính mạng của ông bác từ tay tử thần, khiến Se-ung lần nữa thất vọng, nhưng cô ta vẫn giả tạo nói mình mừng quá. Rồi đi mua cà phê cho anh, lúc này Trung Hee cũng mang đồ ăn đến. Trung Quốc nói tối qua ba anh suýt thì đột quỵ, anh tưởng mình đã mất bố mãi mãi rồi. Đêm qua anh mới nhận ra là mình yếu đuối như thế nào, anh sợ. Trung Hee nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi anh. Cảnh này vừa hay bị Se-ung bắt gặp, cô ta lạnh lùng ném hai ly cà phê vào thùng rác rồi trở về nhà. Cô giúp việc vội bảo Se-ung mau đến phòng khách vì cả nhà đang chờ, thì ra là luật sư của ông nội đến đọc di chúc, vị luật sư từ công bố di chúc. Phần lớn tài sản thuộc về hai vợ chồng Tae-hee, cổ phiếu công ty là do Tae-hee và chồng nắm phân nửa, bà Hoa và con trai chỉ có 10% cổ phần. Và một số tài sản dòng khác cùng các bất động sản, khiến bà ta tức giận hét lên không chịu, trách bố sao quá thiên vị cháu gái mà bỏ quên con gái. Riêng Se-ung cũng được thừa kế 10% cổ phần công ty cùng một căn biệt thự. Tuy nhiên nếu cô ta sang tên cho người khác hoặc bán nó lấy tiền, thì quyền thừa kế sẽ tự động chuyển cho Tae-hee.
cũng tức là tài sản ngay trước mắt đó mà không thể làm gì. Kết thúc buổi phân chia tài sản, bà Hoa ấm ức bỏ đi, Nam nói mình sẽ nhường hết cổ phiếu cho chị Tê Hy. Cậu chỉ muốn kinh doanh nhà hàng rồi chạy đi khuyên giải mẹ. Xe ung bỏ vào phòng ức chế thầm chửi rủa ông Kim. Riêng người nhận được nhiều tài sản nhất là Tê Hy lại sợ hãi. Cô cảm thấy mình thật bé nhỏ để có thể gánh vác trách nhiệm to lớn mà ông nội để lại cho mình. Khuyên mẹ không được, Nam cảm thấy rất buồn vì chút tài sản mà gia đình đấu đá lẫn nhau. Lisa đã đến bên an ủi, lần đầu tiên Nam được nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô. Nam ghen tị với gia đình hạnh phúc của Lisa, không cần phải ghen tị đâu vì từ giờ anh đã có em rồi, khiến Nam hạnh phúc đến ngỡ ngàng, ôm chặt lấy cảm ơn cô vì đã chấp nhận mình. Quay lại với nữ chính, cô đang cùng ăn cơm với Trung Quốc ngoài khuôn viên bệnh viện thì đột nhiên lại chảy máu mũi. Trung Hy nói là mình không sao, nhưng khi chạy vào nhà vệ sinh, máu mũi của cô lại chảy nhiều hơn nữa, khiến cô vô cùng bất lực. Còn Trung Quốc cũng đứng bên ngoài lo lắng, nhưng không vì bệnh tật mà Trung Hy nghỉ việc. Cô vẫn đến công ty đi làm, nhưng lại phải chịu sự gièm pha từ đồng nghiệp, bảo cô không biết xấu hổ từng cướp bồ người khác mà vẫn đến công ty. Cô đến chỗ hai cô đồng nghiệp kia. Hai người có gì thì nói trực tiếp với tôi này, đừng có bàn tán sau lưng tôi như thế. Tôi sẽ không vì mấy chuyện này mà rời khỏi công ty đâu, khiến hai cô đồng nghiệp kia phải bỏ đi. Bên phía các cuộc họp cổ đông đang diễn ra, Tê Hy nhận chức chủ tịch quản lý tập đoàn. Cô nói mình sẽ cố gắng hết sức, các cổ đông hãy đánh giá khách quan. Nếu cảm thấy cô không phù hợp cô sẽ lập tức từ chức. Trong khi ai cũng vỗ tay thì ông thư ký lại bày ra bộ mặt ghét cả thiên hạ. Tê Hy biết ông ta không phục mình, nên sau khi ngồi vào ghế của ông nội, cô đã lập tức chấn chỉnh thái độ của thư ký. Trước khi thư ký Jin cũng dùng giọng điệu này trả lời ông tôi à. Từ nay về sau đừng như vậy nữa, hãy nhớ từ nay tôi là người đại diện của công ty, lo chuyện ở công ty chưa xong, về nhà Tê Hy còn phải nghe xe ung mách chuyện. Cô ta đã lấy lại quyển nhật ký từ phòng chủ tịch đưa cho Tê Hy, vạch trần mọi tội lỗi của Chu Go, anh ta là cháu của chủ tịch Trang quá cố. Mục đích của anh ta chính là chiếm hết cơ ngơi của ông nội chị, cấu kết với xã hội đen làm chuyện xấu, người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Đến bây giờ Tê Hy mới biết vì sao khi đó Chu Go lại bị bắt cùng đại ca thùng to, thế nên dễ dàng bị những lời nói của cô ta làm cho lay động. Cô ta thấy đã đạt được mục đích nên đi ra ngoài, để cho Tê Hy bên trong từ từ hiểu lầm mà đau khổ, rồi căm ghét Chu Go. Ngày hôm sau khi lên công ty, cô đã xem xét kỹ hồ sơ vụ án của thùng to, người đã mua và vẫn đang nắm giữ rất nhiều cổ phiếu của Chê Ha khi trước, thì trưởng phòng Chu Go đã đến. Anh khen cô rất có năng lực lãnh đạo. Đột nhiên Tê Hy đến ngồi gần anh, hỏi một câu kỳ lạ, anh có suy nghĩ gì khi đồng ý lấy em? Anh chẳng có một động lực mờ ám nào, anh lấy em là vì đã hứa với ông sẽ chăm sóc em, giữa chúng ta thật sự không có giấu giếm gì sao? Thật sự không có. Chu Go vẫn không chịu thừa nhận chuyện trước kia, khiến Tê Hy vô cùng thất vọng về anh. Suy nghĩ chẳng lẽ anh ấy muốn chiếm tập đoàn này thật sao, càng khiến Tê Hy đau đầu, cô lập tức chạy đến công trường tìm Trung Quốc. Cô đưa ra tấm ảnh của thùng to, nói muốn anh giúp mình gặp ông ta, dù không biết cô có ý định gì nhưng anh vẫn dẫn cô đến hang ổ của thùng to. Mọi người nhiệt tình ra chào đón thằng em Trung Quốc, nhưng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tê Hy, cô cùng thùng to vào phòng nói chuyện riêng. Tê Hy vào thẳng vấn đề, anh quen Chu Go bao lâu rồi, đừng giấu tôi vì tôi đã biết anh ấy lợi dụng mình để trả thù cho ông của anh ấy. Giờ cô chỉ muốn biết Chu Go đã lên kế hoạch lợi dụng mình từ khi nào, vốn đã đoạn tuyệt quan hệ với Chu Go. Nên thùng to không ngần ngại tiết lộ, từ hồi còn ở vùng quê Jongseon, anh ta đã biết thân phận của cô rồi. Chính anh ta cũng là người nhờ tôi đánh cô, để cô phải tìm về với anh ta, Tê Hy vô cùng bàng hoàng. Người trước mặt chính là tên côn đồ khi xưa, khiến mình lạc mất em gái và người chồng mình yêu thương, vốn đã lên kế hoạch từ lâu. Hai sự thật này khiến Tê Hy suy sụp, cô thề sẽ không tha cho cả thùng to và Chu Go. Ở một phân cảnh khác, cô đến bệnh viện thăm chú bác, tâm sự với ông mình rất mệt mỏi. Trung Quốc cũng đứng ngoài cửa lặng lẽ lắng nghe. Cháu có thể chịu được những lời chỉ trích từ mọi người, nhưng khi họ mắng anh Chu Go cháu lại không thể nhịn được, mỗi lần chạm mặt. Cháu không thể phớt lờ anh ấy, chú ơi cháu có nên rời khỏi công ty không? Nghe những lời này khiến trái tim Trung Quốc vô cùng đau nhói. Trung Hy ra khỏi phòng bệnh, nam chính sờ trán cô thấy nóng thì liền sốt ruột, anh muốn cô hãy nghỉ ở nhà để mình nuôi. Nhưng Trung Hy chỉ cảm thấy anh trẻ con, cô ước gì có thể thích anh ấy đầu tiên, nếu thế thì giờ cả hai không phải đau khổ rồi. Ngay sau đó nữ chính nhận được tin nhắn hẹn gặp của chị gái, nhưng thật ra là Xe Ung mạo danh, sau đó cô à tiếp tục mạo danh nữ chính, gửi tin nhắn tương tự cho Chu Go. Lúc này Tê Hy cũng gọi đến cho anh muốn gặp nhau, Chu Go nhìn tin nhắn rồi nói dối vợ, mình phải đến tìm một người bạn. Sau đó vội chạy đến điểm hẹn, Xe Ung sau khi bày mưu tính kế đã nói với Tê Hy, chồng chị và Trung Hy đang gặp mặt đấy. Vì lúc nãy con nhỏ đó đã gọi cho em thách thức, Tê Hy tin lời lập tức cùng cô ta đến công viên. Ở đây Trung Hy vẫn chưa biết gì mà đang ngồi đợi, thì Chu Go xuất hiện phía sau, cô vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của anh. Nhưng lúc này bệnh cũ tái phát, khiến cô đứng không vững ngã vào lòng Chu Go. Cảnh này vừa hay bị Tê Hy đến bắt gặp, hai người đang làm gì ở đây, chúng ta đã đính hôn sao anh có thể làm thế với em. Cô Trung Hy đó là chồng chưa cưới của tôi đấy. Tê Hy không cho ai giải thích, cô tức giận bỏ đi. Đợi nữ chính thúc giục Chu Go mới chịu đuổi theo vợ thì bị cô cho một cái tát. Anh bảo nghe anh giải thích thì cô bảo cô đã tận mắt chứng kiến thì anh còn giải thích gì đây. Tê Hy cũng không kiêng dè gì mà trực tiếp nói ra thân phận và mục đích trước đó của Chu Go. Cô cảm thấy thất vọng vì đã tin tưởng một người ngay từ lúc nhỏ đã lợi dụng mình.
Chu Go chỉ dám cúi đầu, mục đích khi trước của anh đúng thật là vậy, nhưng giờ anh chỉ muốn ở bên Tae Hee để chuộc lỗi. Nhưng quá muộn rồi, bên này Trung Hy mệt mỏi lê thân về nhà, vừa nhìn thấy Trung Cúc cô đã kiệt sức ngất đi. Anh lo lắng chạy đến bế nữ chính vào nhà nghỉ ngơi, cô đã trấn an anh rằng mình không sao cả. Sau đó cô lại thiếp đi, Trung Hy chỉ vừa ngủ được một lúc Chu Go đã gọi đến, biết là Chu Go anh lập tức chất vấn. Tại sao lại cứ bám lấy cô ấy trong khi hai người đã kết thúc? Tôi muốn gặp Trung Hy, hãy đưa máy cho cô ấy. Trung Hy bị anh hại ốm liệt giường rồi. Đột nhiên nữ chính giật lấy điện thoại. Trung Hy nói mình không ốm, sau đó lại lo lắng cho chuyện của Chu Go và Tae Hee. Anh không đề cập đến chuyện này. Chỉ cầu xin Trung Hy đừng bị ốm, khiến cô ngại ngào cúp máy. Mặt khác Chu Go nghi ngờ về vụ tai nạn của Chủ tịch Kim. Anh cũng không tin người thận trọng như ông bác lại uống rượu lái xe, nên muốn thư ký đi tìm hiểu một chuyến. Cũng trong lúc này Seung đã tìm đến công ty. Công thức mở đầu cuộc nói chuyện của cô ta sẽ là nói xấu lo lắng cho Tae Hee dụ dỗ cô đuổi việc Chu Go, khiến Tae Hee khó chịu nhắc nhở, mới khiến Seung tém cái nết lại. Cô ta bắt đầu lân la nói về người mẹ nuôi đang sống một mình cô đơn, muốn trả ơn nuôi dưỡng của bà, nên xin Tae Hee cho mình đón mẹ về nhà ở cùng. Em xem dì ấy như mẹ ruột của em vậy, dì nuôi em lớn mà. Cứ thế Tae Hee bị làm cho lung lay. Đồng ý yêu cầu của Seung, đạt được mục đích cô ta lập tức chạy về nhà báo tin vui với mẹ. Hai mẹ con mừng hơn bắt được vàng, quay lại với nữ chính. Cô đang ở công ty làm việc thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện, nên xin nghỉ chạy đến. Bác sĩ thông báo cô bị bệnh bạch huyết cầu cấp tính, chứ không phải ốm thông thường. Khiến Trung Hy ngỡ ngàng, hiện tại các phương pháp chữa bệnh rất ít, phải có họ hàng ruột thịt của cô ghép tủy. May ra còn cứu được, nếu không cô chỉ có thể sống lâu nhất 6 tháng. Trung Hy là trẻ mồ côi làm gì có người thân thích nào chứ, căn bệnh này như một lời tuyên bố tử hình dành cho cô vậy. Rơi nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình, cứ thế Trung Hy như người mất hồn trở về công ty. Tae Hee gọi 2-3 lần cô mới để ý. Tae Hee không còn dịu dàng như trước, trách nữ chính không lo cho công việc, còn rời công ty trong giờ làm việc. Cứ thế Tae Hee mắng té tát, không cho nữ chính cơ hội giải thích. Chu Go xuất hiện có ý bênh vực, anh nói cô ấy là nhân viên của tổ mình nên anh phải chịu trách nhiệm. Chu Go cho Trung Hy về phòng trước, khiến Tae Hee càng thêm bất mãn. Chu Go trách cô thay đổi không còn bao dung như xưa. Nhưng anh lại không nhìn lại mình, chính anh khiến cô trở thành người như vậy. Nghe rõ đây Chu Go, em sẽ ép anh kết hôn với em, trói buộc anh cả đời, đó chính là hình phạt dành cho anh. Chu Go không thể để cho Tae Hee hiểu lầm nữa. Anh nói tối qua Trung Hy không hề hẹn gặp mình, là vì nhận được tin nhắn của em nên cô ấy mới đến. Tae Hee cho rằng anh bịa chuyện, thì Chu Go nói có phải cô em gái ngoan là người cho em biết chỗ gặp mặt và chính cô ta cũng cho em xem quyển nhật ký đúng không? Em không nhận ra ai mới là người lèo lái vở kịch này sao? Cũng nhờ câu nói này mà trở về phòng Tae Hee bắt đầu suy nghĩ. Ở một phân cảnh khác, bà Hoa đã đến gặp Lisa. Như mọi bà mẹ nhà tài phiệt, yêu cầu cô gái nghèo khó rời xa con trai mình. Lisa không dễ bị chèn ép. Cô bảo bà phải về nói những câu này với con trai, khi nào Nam thay lòng thì cháu mới rời xa anh ấy. Sau đó Lisa đến bệnh viện thăm bố mình, còn bà Hoa cũng trở về nhà, trách Nam yêu một người không môn đăng hộ đối, nhưng tính anh đã quyết đời này chỉ lấy Lisa làm vợ, quay về với nữ chính. Cô muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng để trả ơn những người đối tốt với mình, thế nên đã gọi điện cho Trung Cúc hẹn anh đi chơi, khiến anh vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng. Sau đó Trung Hy cũng viết sẵn đơn xin nghỉ việc, kẹp trong tài liệu sắp nộp cho Tae Hee. Phía khác Trung Cúc sắp đến gặp Grad thì lão nhị mình đầy thương tích tìm đến. Ông nói bọn người của đối thủ đột nhiên tấn công người của mình. Trung Cúc vốn trọng tình nghĩa nên chạy đến ứng cứu ngay. Ở địa bàn thùng to dù có mạnh đến đâu, nắm đấm vững cỡ nào thì cũng không đánh nổi bọn địch đông như quân Nguyên. Chúng không ai khác chính là băng đảng của trùm rửa tiền. Ông ta trò chuyện trêu ngươi thùng to vài câu, rồi sai đàn em xử anh. Lúc này Trung Cúc cũng đẩy cửa đến kịp thời, nhìn đại ca người đầy vết thương. Máu nóng của anh dồn lên não, trong đầu chỉ có hai chữ trả thù. Lão nhị và Xê Ta cũng xông lên, Trung Hy vẫn ngồi chờ đợi Trung Cúc mỏi mòn, còn anh bận vả cho vài thằng tép diêu mấy cú. Đến thằng đại ca cũng không tha, Nam chính muốn cho hắn thêm một cú thì bị thùng to ngăn lại. Giang hồ trả thù thì ngàn đời không dứt, tha cho hắn thì may ra món nợ mới chấm dứt. Nhờ vậy mà ông trùm rửa tiền và lũ đàn em mới toàn mạng đi về. Lo xong cho đại ca, Trung Cúc mặc kệ vết thương của mình chạy đi tìm Trung Hy, người đàn ông mình yêu. Hai người yêu mình đều khiến Trung Hy phải chờ đợi, khiến cô thất vọng ra về. Trung Cúc đã chậm một bước đến nơi không thấy cô đâu. Nữ chính lang thang về nhà thì gặp Chu Go. Anh đã xem được đơn xin nghỉ của cô, anh đưa lại bản kế hoạch cho cô. Đây là một ý tưởng tốt, thế nên anh muốn đích thân cô trình bày trong cuộc họp sắp tới. Công lao của em không nên nhường cho người khác. Trung Hy mệt mỏi về nhà, máu mũi không ngừng chảy. Nam chính cũng chạy đến đây tìm cô. Anh đập cửa bên ngoài mong cô cho mình, không muốn anh lo lắng cho tình trạng của mình, nên Trung Hy đã đuổi anh về. Trung Cúc nghĩ cô còn giận nên lững thững ra về. Ở một cảnh khác, Seung đã đưa mẹ về nhà. Bà Hoa nhất quyết phản đối, nhưng Tae Hee đi xuống chống lưng. Seung muốn mẹ vào ở chung phòng với mình, nhưng bà Hoa không chịu cho người lạ lên lầu. Để thuận cả đôi đường, Tae Hee đành cho bà Ô ở chung phòng với cô giúp việc, khiến hai mẹ con hụt hẫng ngang. Nhưng sau đó Seung vẫn cố tỏ ra vui vẻ đi cảm ơn chị. Tae Hee buột miệng hỏi em không đeo nhẫn nữa à? Cô ta bảo khi nào ra ngoài mới đeo. Biểu hiện gượng gạo của Seung khiến Tae Hee dần nghi ngờ. Seung cũng chột dạ vội chạy vào phòng tìm nhẫn, cầm chiếc nhẫn trên tay cô ta mới an tâm được. Bên phía Chu Go, thư ký đã tìm ra.
Cuộc gọi cuối cùng vào hôm tai nạn của ông bác là của Seung. Seung muốn đến phòng bệnh để hại ông bác một lần nữa thì gặp Trung Hy, do trên tay còn đeo nhẫn nên cô ta hoảng loạn tháo ra. Ai ngờ chiếc nhẫn rơi luôn xuống đất, Trung Hy nhặt lên và nhận ra đó là nhẫn của mình. Cô vô cùng vui mừng khi tìm lại được, còn nghĩ Seung đến trả cho mình. Seung hoảng loạn nói là do mẹ mình dọn cửa tiệm tìm thấy. Khi ra một góc, sự bất an hiện rõ trên mặt cô ta đã bị thư ký trông thấy. Anh về báo với Chu Go, cứ cách 3 ngày Seung lại đến phòng bệnh của ông bác một cách rất mờ ám, chắc chắn cô ta có liên quan đến vụ tai nạn này ở bệnh viện. Trung Hy vừa ra khỏi phòng bệnh thì gia đình Trung Cúc cũng đến, cô tươi cười chào bà rồi đi về trước. Trung Cúc vội đuổi theo giải thích lý do hôm qua anh đến trễ. Trung Hy ngoài mặt vẫn giận nhưng lời nói lại ngược lại, vậy thì hôm nay bắt đầu đi, bắt cái gì, buổi hẹn hò. Khiến anh vui hú hét lên, hai người đi ăn mì tương đen mà Trung Hy thích, sau đó cùng chơi trò chơi giải trí, mệt rồi lại đi hát karaoke. Cả ngày chỉ có vui đùa cùng nhau đến tối muộn mới về. Trung Cúc nói liên hồi về trải nghiệm hôm nay, nhưng cô đã không trụ được mà phải bám víu vào tay anh. Trung Cúc quay sang nhìn, thì vẻ mặt Trung Hy lại cố tỏ ra là mình ổn. Cô nói mình chỉ muốn khoác tay anh thôi, điều này lại khiến Trung Cúc muốn đặt tên cho những đứa con sau này của hai người. Cùng lúc này ở nhà Chủ tịch Kim, bà Ô vốn dân chợ búa nên nói chuyện sỗ sàng, nhắc đến cái chết của chồng cô giúp việc mà không kiêng dè, khiến cô không thể nào thân nổi. Sau đó bà lại ra lục tủ lạnh ăn khuya, bị bà Hoa bắt được, mắng té tác cho một trận, ồn ào thu hút Seung và Tae Hee đi ra. Nghe mẹ bị sỉ nhục, Seung vô cùng khó chịu, âu đó cũng là cái giá phải trả khi sống ký sinh trong nhà người khác. Hôm sau bà Hoa đến tìm con trai thì không thấy Nam đâu. Nam lúc này đã mang Hoa đến thăm bố Lee ra. Sau đó hai người cùng trở về nhà hàng thì đã phải nghe câu con sa thải con bé này ngay cho mẹ. Nam cương quyết không chịu, anh muốn tự quyết định cuộc đời mình. Nếu không cưới Lisa thì anh thà BD còn hơn. Quay lại bệnh viện, Nam chính đến thăm bố, bà bảo anh mang ít hoa quả cho Trung Hy. Trên đường đi anh lại bắt gặp cô, đi theo Trung Hy đến một nơi gặp bác sĩ. Khi nghe câu cô chỉ còn vài tháng sống nữa thôi, bịch trái cây trên tay Trung Cúc đã không cầm nổi nữa. Anh hỏi bác sĩ để xác nhận lại một lần nữa. Tâm trạng Trung Cúc như rơi xuống đáy vực. Trung Hy cuối cùng cũng khóc nói cô rất sợ chết, thời gian qua cố gắng gượng quá mệt mỏi rồi. Đêm đó hai người đều không thể nào ngủ được. Hôm sau ở công ty, Trung Hy đã mang bản kế hoạch phát triển điện thoại đến cho Tae Hee xem. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ, cùng lòng cảm kích của mình với chị. Mỗi lần em muốn bỏ cuộc là chị đã cổ vũ em. Đồng thời Trung Hy cũng nói mình sẽ từ chức khi dự án này hoàn thành. Tae Hee hỏi lý do thì nữ chính chỉ nói em sẽ đi đến một nơi rất xa. Sau đó cô cũng giữ lời hứa đích thân trình bày bản kế hoạch này với đối tác. Họ cảm thấy vô cùng hứng thú, rất nhanh mối quan hệ giữa hai bên được ký kết. Phía khác Trung Cúc cũng tìm đến bác sĩ, hỏi về tình hình cụ thể bệnh của nữ chính. Biết sâu hơn Trung Cúc càng thêm suy sụp, cả ngày anh chán nản chẳng muốn làm gì. Bà Hoa hôm nay đến công ty nghe thư ký nói, nếu kế hoạch phát triển điện thoại lần này thành công, càng chứng minh được năng lực của Tae Hee, các cổ đông sẽ càng tín nhiệm cô ấy hơn. Đang nói thì Tae Hee cùng chồng bước vào. Cô không muốn ai vào văn phòng mình tự nhiên như vậy, nhưng bị bà Hoa nói mới đó mà đã ảo tưởng quyền lực. Chu Go lần này đã đứng ra bênh vực vợ mình. Hai vợ chồng hợp sức đuổi được bà Hoa ra ngoài, vì thế Tae Hee liền nói đùa một câu, không ngờ anh còn biết giúp em. Chu Go nói lúc trước khác còn bây giờ anh thật lòng với cô. Tin hay không là ở chỗ em thôi, anh đã hứa với ông là sẽ bảo vệ em rồi. Về phía Trung Cúc và Trung Hy, anh đã đến tận công ty đợi cô về cùng. Trung Hy nói mình muốn đến biển, mai là chủ nhật anh sẽ đi cùng em. Trung Hy nhẹ nhàng dựa vào vai anh, cô biết người đàn ông này yêu mình nhiều đến nhường nào. Nên đã thỉnh cầu anh, sau khi em mất đừng đau buồn, anh sống vui em mới an tâm ra đi. Ngày hôm sau Trung Hy đã trang điểm thật đẹp đến chỗ hẹn đợi Trung Cúc. Nhưng người lái xe đến lại là Chu Go, quay lại một tiếng trước, Trung Cúc đã tìm đến tận nhà đưa vé cho Chu Go. Nhường cơ hội đi biển với Trung Hy cho anh, trước đây Trung Cúc luôn muốn dành cô ấy về phía mình, nhưng bây giờ anh chỉ muốn Trung Hy được hạnh phúc. Cô ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa, nguyện vọng cuối cùng của Trung Hy là được đi biển, thế nên hãy đến bên cô ấy. Chu Go nghe đến đây lập tức lái xe đến. Anh chạy lại ôm chặt lấy Trung Hy, anh có trách nhiệm phải bảo vệ Tae Hee vì trong lòng nợ cô một ân tình, nhưng người anh yêu lại là Trung Hy. Mối quan hệ rắc rối này khiến ai cũng mệt mỏi, nhìn tình trạng hiện tại của nữ chính, Chu Go cảm thấy mình như một thằng tồi. Anh muốn đi cùng cô sống cuộc sống hai người thôi, nhưng Trung Hy lắc đầu, nếu như vậy thì ai cũng sẽ đau khổ. Em đã từng yêu anh, nhưng hiện tại em sẽ chỉ dành thời gian còn lại của mình cho người xem em là cả cuộc đời của anh ấy. Nếu anh còn yêu em thì xin hãy đi đi. Cảm ơn vì đã đến đây, chúng ta chấm dứt rồi. Cứ thế một ngày trôi qua, Trung Cúc lang thang trên con đường dẫn đến nhà Trung Hy. Anh châm một điếu thuốc hút thì bắt gặp cô ấy đang ngồi gật gù chờ mình. Trung Hy trách anh đã hứa mà còn để em chờ. Đừng có làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Trung Cúc liền ôm chặt lấy cô xin lỗi. Từ giờ anh sẵn sàng hóa vai thành kẻ đáng thương. Được Trung Hy ban phát tình yêu, vì chỉ cần ở cạnh cô là anh đã mãn nguyện rồi. Chuyển cảnh Tae Hee ngồi một mình trong căn phòng vắng cô đơn. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay muốn sang tìm em gái tâm sự, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ. Seung nói ở với mẹ thật thoải mái, bà Ô nói vì con là con ruột của mẹ mà. Khiến Tae Hee đứng ngoài vô cùng ngỡ ngàng. Cũng trong lúc này, Trung Hy đang đi bộ về nhà, thì cô phát hiện ông Ô luôn đi theo phía sau mình, như muốn nói điều gì đó, khiến cô vô cùng sợ hãi.
nhưng vốn tốt tính, thấy ông ta đói là người cô đã mời ông đi ăn cơm, cảm động vì người cô không những không ghét bỏ mà còn đối xử tốt với mình. Ông Ô đã nói ra lời xin lỗi từ tận tâm can, sau bữa ăn cô cũng dúi vào tay ông một số tiền nhỏ. Chú cầm tiền này tìm một chỗ mà ở, còn viết số điện thoại của mình lên tay ông, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cháu. Trung Hy về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Cô gắng gượng uống thuốc cầm cự qua ngày, hôm sau lại tiếp tục đến công ty, cùng chuẩn bị với đồng nghiệp, khai trương dự án phát triển điện thoại. Chu Go gọi nữ chính vào phòng nói chuyện riêng. Anh nói mình đã tìm được một bác sĩ tốt ở nước ngoài, rồi đưa cho Trung Hy một số tiền mong cô ấy sẽ nhận nó và đồng ý thử chữa bệnh. Nhưng dù Chu Go có khuyên hay năn nỉ thế nào, Trung Hy cũng không đồng ý nhận tiền. Cô xin phép rồi ra khỏi phòng. Trung Hy vừa ra đã chạm mặt Tae Hee, khiến cô ấy tiếp tục hiểu nhầm. Vào trong phòng, Tae Hee để ý xấp tiền trên bàn, liền hỏi Chu Go có chuyện gì à? Anh trốn tránh bảo không có gì, anh không cần giấu em đâu. Mỗi lần dính đến cô ấy anh đều nói không có gì. Giờ em không thể tin được anh nữa. Tae Hee à, nghe anh nói đi, anh đã phản bội Trung Hy để đến với em. Đừng nói nực cười như vậy, dù anh có nói gì thì em sẽ không ngừng trả thù hai người đâu. Khiến Chu Go vô cùng bất lực, dù sao thì chính anh là người khiến cho tính tình của Tae Hee thay đổi. Ở chỗ công trường nam chính đang làm, anh tự nhiên bị sa thải. Thế nhưng khi Trung Cúc hỏi lý do, ông ta lại không trả lời, thì ra ông ta cấu kết với trùm rửa tiền. Ông ta vẫn còn cay cú vụ hôm trước nên muốn dùng cách này để trả thù anh. Anh tìm đến chỗ đại ca uống rượu, trận chiến hôm trước đã khiến chân ông bị què. Ba anh em cùng nhau làm mồi nhắm rượu tâm sự chuyện đời. Trung Cúc nói không hiểu vì sao, khi anh đến các công trường khác xin việc, họ đều sợ hãi từ chối. Thùng to biết ngay ai là kẻ đứng sau vụ này. Anh khuyên nam chính trước hết hãy bình tĩnh, vì nếu manh động rất có thể tên trùng rửa tiền sẽ lại bắt cóc bạn gái cậu. Trở về bệnh viện, nam chính giấu chuyện mình bị đuổi, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Trung Hy. Cô từ từ dựa vào vai anh, nói với anh ngày mai sau khi hoàn thành dự án thì cô sẽ nghỉ làm. Cùng lúc này, trợ lý của Chu Go đã tìm được một phần nhỏ sự thật. Chủ tịch biết cháu gái kia là giả nên đang cùng bác tài xế đi tìm cháu gái thật. Tạm thời chỉ có thế rồi họ sẽ điều tra thêm. Hôm sau là ngày khai trương, thế nhưng trời lại đổ mưa, nên không ai đến đăng ký sử dụng miễn phí chức năng điện thoại mới. Trung Hy thấy vẻ mặt thất vọng của Tae Hee, cô nghĩ mình nên làm gì đó. Thế nên đã nghĩ ra cách là cùng đồng nghiệp mang tờ rơi vào quán ăn quảng bá, sau đó là trung tâm thương mại. Nhờ đó khi mưa vừa ngớt đã có rất nhiều người đến đăng ký. Tae Hee dù biết mọi chuyện là nhờ sáng kiến của Trung Hy, nhưng vẫn lạnh lùng lên xe đi giải quyết việc khác. Dịch vụ mà công ty cung cấp nhanh chóng được công chúng đón nhận rộng rãi, số người đăng ký dịch vụ tăng lên đáng kể, năng lực của Tae Hee được công nhận. Như lời đã nói, Trung Hy đem đơn từ chức đến tìm cô, Tae Hee vẫn còn giận nên dùng lời lẽ nặng nề nói với Trung Hy, cô chẳng là gì trong mắt tôi đâu, để đơn ở đó rồi đi đi. Trung Hy nhẹ nhàng cảm ơn tất cả rồi rời đi, đồng thời cô cũng viết một bức thư gửi cho Chu Go, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Chu Go liền chạy đến văn phòng hỏi Tae Hee vì sao lại để Trung Hy từ chức, nhưng Tae Hee lại lạnh lùng nói, em sẽ gửi cho cô ấy một khoản tiền, coi như lời cảm ơn đã cống hiến cho công ty. Chu Go cố khuyên cô nên bình tĩnh, công tư phân minh, nhưng Tae Hee sẵn sàng cho Chu Go nghỉ việc nếu anh muốn, khiến anh thất vọng rời đi. Về phía Trung Hy, cô chưa kịp vào nhà đã bị xe ôm chặn lại. Cô ta muốn Trung Hy trả lời rằng cô yêu Chu Go hay Trung Cúc, nhưng nữ chính đã không thể chống cự nổi. Sau một ngày dầm mưa, cô ngồi sụp xuống đất, xe ung hoảng hốt đưa cô vào nhà, theo chỉ dẫn của Trung Hy mà lấy thuốc cho cô uống. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, xe ung lén lấy thuốc rồi ra tiệm thuốc Tây mới biết được thuốc này dùng cho bệnh nhân máu trắng. Cô ta vội đem chuyện này về nói với mẹ, bà Ô cảm thấy tội nghiệp cho Trung Hy, nhưng xe ung lại nói mỗi người một số phận, sau đó vui vẻ dắt mẹ ra ngoài mua đồ. Cùng lúc này Trung Hy cũng đang mua sắm, đứng trước tiệm giày ký ức lúc nhỏ lại hiện về khiến cô hoang mang. Trung Hy mua rất nhiều đồ, nhưng không phải cho mình, mà là tặng cho người nhà Trung Cúc. Ai cũng vui chỉ riêng anh không cười nổi, cầm trên tay món quà Trung Hy tặng. Trung Cúc đã rưng rưng nước mắt, anh không kiềm chế được cảm xúc nên phải chạy vào phòng khóc. Trung Hy không gọi được anh ra nên đành quay lại ngồi với bà, thì nhận được cuộc điện thoại của ông Ô, nói có chuyện quan trọng muốn cho cô biết. Trung Hy lập tức lên đường đến điểm hẹn, nhưng giữa đường cô lại mệt mỏi ngất đi. Người đi đường lấy máy, cô gọi cho Trung Go báo cô đang ở bệnh viện, anh vội chạy đến đó. Nhìn cô mệt mỏi thở oxy, anh vô cùng xót. Lúc này ông Ô vẫn đang chờ ở nhà ga, lâu quá không thấy ai đến nên ông gọi điện thì Trung Go bắt máy. Ông nói mình là người nuôi dưỡng Trung Hy từ nhỏ, khiến Chu Go giật mình. Người đàn ông này chính là đầu mối anh muốn tìm, có phải ông là Hoang Cu Ca không? Khiến ông lập tức dập máy. Cùng lúc này ở bệnh viện, Trung Cúc đang ngồi tâm sự nỗi lòng mình với bố, thì ông cũng đã tỉnh, khiến con trai vô cùng vui sướng. Sáng hôm sau cả nhà đã tụ họp tại phòng bệnh ông bác, vui mừng vì kỳ tích đã xảy ra. Trung Cúc chưa vui được bao lâu, thì Chu Go nói nữ chính mới bị ngất tối qua, anh lập tức chạy đến phòng bệnh tìm cô. Vừa gặp đã rối rít hỏi thăm tình hình, Trung Hy nói mình không sao, cô muốn về nhà, nhưng nam chính không cho. Em phải nhập viện điều trị, viện phí anh sẽ lo, không em không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Càng nói Trung Hy càng mất bình tĩnh. Đừng làm khó em, anh tưởng em muốn chết à? Hai người đau khổ ôm lấy nhau. Chu Go đứng ngoài cũng đau không kém, dưới sự năn nỉ hết mình của Trung Cúc, nữ chính đã chịu cho bác sĩ lấy tủy để kiểm tra. Tìm người phù hợp sẽ ghép luôn, dù cơ hội mong manh nhưng vẫn phải thử, bây giờ phải điều trị bằng thuốc trước. Tuy nhiên cơ thể của Trung Hy rất yếu, thế nên vừa tiêm thuốc vào ống truyền, cô đã nôn thốc nôn tháo.
nhưng may mắn là bên cạnh cô vẫn luôn có Trung Cúc đồng hành. Cơ thể kháng thuốc khiến Trung Hy đau quằn quại, cô đuổi anh ra ngoài vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tae Hee đứng bên ngoài quan sát đột nhiên lại đau trong lòng. Chính Chu Go đã nói cho cô nghe về tình trạng của Trung Hy. Cùng lúc này Seung đã tìm đến tiệm nhẫn làm một chiếc khác, nhưng bữa tối Tae Hee lại phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Seung đã khác, nhưng cô ta một mực nói đó vẫn là chiếc nhẫn cũ, khiến Tae Hee nghi ngờ bắt cô ta đưa nhẫn cho mình xem. Vừa nhìn qua Tae Hee đã hỏi, nhẫn của mẹ đâu rồi, vì cô biết chiếc này là giả. Đầu Seung nhanh chóng nhảy số, cô ta bảo làm rơi mất chiếc nhẫn rồi, khiến Tae Hee vừa thất vọng vừa tức giận bỏ đi. Bà Hoa và Nam cũng không đồng ý cách nói dối của Seung, khiến cô ta bực bội cãi tay đôi với hai người, không thể để mất lòng người thừa kế tập đoàn. Seung đã vào phòng quỳ gối xin lỗi Tae Hee, cô lạnh lùng đuổi Seung ra ngoài, thì cô ta ôm lấy Tae Hee nói chị không quan tâm cô ta nữa. Lúc này Tae Hee cảm thấy người đang ôm mình xa lạ vô cùng, Tae Hee lựa lời an ủi Seung. Chiếc nhẫn của Tae Hee khiến cho Nam đột nhiên nảy ra một ý định trong đầu. Mới sáng sớm anh đã đến nhà hàng tặng nhẫn cầu hôn cho Lisa, cô tưởng anh đùa nên trả lại. Nhưng Nam đuổi theo trực tiếp quỳ xuống cầu hôn cô trước mặt mọi người. Trong tiếng cổ vũ của mọi người, Lisa đã đồng ý. Hai anh chị đã bất chấp giá nào cũng phải lấy được nhau rồi. Quay lại với Nam chính, Chu Go đưa tiền để anh trả viện phí cho Trung Hy, nhưng lòng tự trọng không cho phép Trung Cúc nhận. Chu Go cũng hiểu điều đó nên nói thẳng, hoàn cảnh hiện tại của anh không đủ lo cho cô ấy nhập viện đến lúc tìm được tùy thích hợp. Thế nên hãy nhận số tiền này đi, bỏ qua lòng tự trọng của một thằng con trai để cứu người mình yêu, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng Trung Cúc nói anh chỉ mượn, khi nào kiếm được tiền anh sẽ trả lại. Phía bên khác ông Ô rình mò ở biệt thự, cuối cùng cũng gặp được bà Ô. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau, ông mới biết bệnh tình của Trung Hy, liền tìm đến bệnh viện hỏi số phòng của cô. Đúng lúc bị Chu Go bắt gặp, rồi hỏi ông có phải là Hoang Kuka không. Cùng lúc đó bà Ô đã về nói với con gái mình vừa nói chuyện với chồng. Cô lập tức lo lắng khi biết mẹ nói cho ông ta nghe Trung Hy nhập viện nên lập tức lên đường đến đó. Lúc này Chu Go đã mang ông Ô về nhà mình. Anh trấn an ông, ở đây rất an toàn nên ông hãy nói ra sự thật. Ông Ô xin một ngụm rượu để lấy bình tĩnh, rồi bắt đầu nói. Cô cháu gái thứ hai của Chủ tịch Kim bị tôi đâm xe 15 năm trước, nó chính là Trung Hy đó. Chu Go không dám tin sự thật. Anh càng sợ hãi hơn vì mình đã làm tổn thương cả hai chị em. Lúc này Seung đã chạy đến phòng bệnh Trung Hy, nhìn cô như vậy cô ta có chút tội lỗi. Lúc này Trung Hy cũng tỉnh lại. Seung vội hỏi cô ông Ô có đến gặp không. Khi biết ông ta chưa nói gì với Trung Hy, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bên này Chu Go vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Anh phải đích thân đến hỏi tài xế bác. Khi thấy cái gật đầu của ông, anh không thể không thừa nhận sự thật này. Ông bác cầm chặt tay Chu Go. Anh cũng hiểu ý hứa với ông, mình sẽ đưa Trung Hy trở về với chị của cô ấy. Chu Go vừa ra khỏi phòng đã gặp Seung. Anh trực tiếp vạch trần sự giả tạo của cô ta, cô là kẻ sống mạo danh thân phận người khác. Seung vội vã đuổi theo giữ tay Chu Go lại, cầu xin anh đừng đi nói với Tae Hee. Thậm chí Seung còn bỏ qua danh dự quỳ xuống cầu xin, nhưng Chu Go vẫn không tha thứ cho người độc ác như cô ta. Seung suy sụp, cuộc đời của cô ta chấm dứt rồi. Bị dồn vào đường cùng, Seung suy nghĩ dại dột, cô ta tìm đến phòng bệnh của Trung Hy muốn bóp cổ cô, nhưng chút lương tâm còn lại không cho phép cô ta làm như vậy. Lúc này Trung Cúc cũng đi vào nên Seung phải ra ngoài trước. Bên phía khác Chu Go cũng đến gặp Tae Hee. Anh đi thẳng vào vấn đề, người em gái đang sống cùng em là giả. Anh nghĩ em đã cảm nhận được điều đó từ lâu. Em gái thật của em là người vẫn luôn ở gần em nhất. Tae Hee như đã đoán được là ai, cô run rẩy không dám thở mạnh. Cũng trong lúc này Trung Hy ở phòng bệnh đột nhiên mơ màng nhìn thấy bố. Cô vội chạy theo ông. Khi đẩy cánh cửa ra, một luồng ánh sáng mạnh đập vào mắt, trong đó là chị gái của Trung Hy. Toàn bộ ký ức lúc nhỏ dồn dập ùa về tâm trí nữ chính. Chiếc nhẫn chính là kỷ vật của hai chị em. Trung Hy mở mắt, cô nhớ lại hết rồi. Mặc kệ sự can ngăn của Trung Cúc, nữ chính vẫn xuống giường đi tìm chị. Cô chạy ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc Tae Hee chạy đến. Hai chị em gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này là cảm xúc dâng trào nhất. Trung Hy nghẹn ngào nói mình đã nhớ hết mọi chuyện. Tae Hee khóc lóc xin lỗi vì những gì đã làm với em. Nhưng lúc này căn bệnh quái ác lại hành hạ Trung Hy. Nằm trong vòng tay chị gái, Trung Hy lần đầu bày tỏ sự bất lực và sợ hãi của mình. Chị ơi đừng buông tay em sợ lắm. Tae Hee hứa sẽ không buông tay em. Trung Hy kiệt sức ngất đi. Trong phòng bệnh, bác sĩ chăm sóc cho Trung Hy và đuổi người nhà ra ngoài, nhưng Tae Hee nhất quyết không chịu ra. Chu Go ở bên an ủi cô mới bình tĩnh lại và chịu ra ngoài. Ở bên ngoài cả ba người đều nín lặng, cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra với Trung Hy và may mắn đã đến với họ. Bác sĩ nói Trung Hy đã bình phục nhưng cần nghỉ ngơi. Tae Hee và Chu Go cẩn thận vào phòng bệnh. Cô nhẹ nhàng nâng chiếc nhẫn trên tay, đây chính là chiếc nhẫn của mẹ mà cô đưa cho em gái rồi. Tae Hee tự trách khi đó mình không nên đuổi theo bọn cướp. Bỏ em gái ở lại, để nó chịu khổ khoảng thời gian qua. Chu Go ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai chị em. Một lúc sau Trung Hy đã tỉnh, cô mệt mỏi thốt ra hai chữ chị ơi. Họ lại nói về chuyện quá khứ. Tae Hee trách em không nghe lời mình chạy lung tung. Em sợ bị lạc nên đã đuổi theo chị. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em phải đứng đó đợi. Giờ chị em mình đã được ở bên nhau rồi, mọi chuyện sẽ không sao nữa đâu. Chị xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, không em rất hạnh phúc chị là chị của em. Đúng là những cuộc gặp gỡ người thân thực sự khiến con người ta rơi nước mắt. Đợi em gái ngủ Tae Hee mới dám về nhà. Cô phải giải quyết mọi việc để chuyên tâm bù đắp cho Trung Hy. Tae Hee đã về nhà trước. Ở đây mẹ cô ta vẫn chưa biết gì mà còn đang cãi nhau với cô giúp việc.
Se-ung vừa vào nhà đã hỏi Tae-hi đâu. Khi biết cô chưa về, ả vội chạy vào phòng thu hành lý bỏ trốn. Bà mẹ chạy vào phòng thấy con gái hốt hoảng gom đồ như vậy, mà còn kéo dài thời gian hỏi cô chuyện gì xảy ra. Khi biết mọi chuyện đã lộ, bà ta cũng ba chân bốn cẳng chạy về phòng thu dọn đồ. Chết đến nơi còn ham, Tae-hi khuôn một đống đồ nên làm rơi hết xuống đất. Cô ta không kịp chạy nữa rồi. Vì Tae-hi đã về đến nhà, Tae-hi tức giận nhưng vẫn cho Se-ung một cơ hội nói sự thật. Nhưng cô ta lại chọn nói dối và thế là bị Tae-hi cho một cái tát. Chuyện đã dối, bà Hoa còn hét lên hỏi Tae-hi đang phát điên gì vậy. Hai người nghe rõ đây, người này không phải em gái của cháu. Cô ta lấy cắp nhẫn của Trung Hy nói dối gia đình mình. Cô ta sống thoải mái ở đây, trong khi em gái cháu phải sống với bệnh tật. Sự thật này khiến bà Hoa choáng váng. Se-ung quỳ rạp xuống đất cầu xin sự tha thứ. Là ông Kim bảo em làm chuyện này. Ông không muốn chị tốn thời gian đi tìm em gái nữa nên đã bảo em phải sống dưới thân phận giả. Đừng bào chữa nữa, cô không hề nói cho ông tôi biết về sự tồn tại của Trung Hy, thế nên ông mới sai cô làm vậy, đừng hòng rứt mũi tôi. Dù có căm phẫn Se-ung đến thế nào, nhưng nể tình gia đình cô đã cưu mang em gái mình mà tha cho cô ta. Cô mau cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý. Bà Hoa vốn không thích cô, nên khi biết cô ta là giả lợi dụng gia đình mình, đã mắng chửi không thương tiếc. Se-ung không còn mặt mũi nào nữa, đồ cũng không thèm mang theo mà một mạch rời đi. Bà Ô cũng bị cô giúp việc ném muối vào mặt, đuổi như đuổi tà ra ngoài. Trong một đêm mẹ con Se-ung mất trắng, căn nhà trước kia cũng đã bán. Giờ phải đi về đâu? Sau khi xử lý xong việc nhà, Tae-hi đến phòng bệnh tìm em. Cô nghe được lời tâm sự của Trung Hy với Trung Cúc. Em muốn được sống nhiều hơn nữa. Em không muốn vừa tìm được người thân đã phải ra đi đâu, khiến Tae-hi ở ngoài vô cùng đau. Cô không nhịn được chạy vào ngay với em. Trung Cúc cũng ra ngoài chừa không gian riêng tư cho họ. Anh sang phòng bệnh thăm bố mình, báo cho ông biết Trung Hy đã về với chị gái Tae-hi của cô ấy, nên bố không cần lo lắng nữa. Lisa ở bên ngoài cũng nghe được chuyện này, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên lo lắng lạ thường. Khi nói chuyện với Seta, Lisa mới bộc lộ suy nghĩ của mình. Em rất mừng cho chị Trung Hy nhưng cũng lo cho anh trai của em. Liệu gia đình giàu có như vậy có chấp nhận anh ấy không? Ngay cả em cũng bị mẹ anh Nam phản đối mà. Quay lại với Nam chính, anh rất lo lắng cho Trung Hy. Khi cả nhà biết em gái thất lạc cần tủy sống, Tae-hi và Nam đã đi xét nghiệm, nếu ai tương thích họ sẽ sẵn sàng hiến tủy cho Trung Hy. Bác sĩ đã nói cho Tae-hi biết dù có là anh chị em ruột thì chưa chắc tủy đã hợp nhau, xác suất tìm được người có tủy thích hợp và người đó đồng ý hiến rất thấp. Trước một ngày có kết quả, Tae-hi đã dành cả đêm ở bên giường bệnh nói chuyện với em gái, còn Chu Go ở nhà cũng nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ với nữ chính. Hôm sau cả hai cùng đến nghe kết quả từ chỗ bác sĩ. Kỳ tích đã xảy ra, mẫu tủy của Tae-hi hoàn toàn phù hợp với Trung Hy, nhưng trước khi phẫu thuật, Trung Hy cần phải hóa trị tiêu diệt tế bào ác tính trong cơ thể, sau đó mới tiến hành ghép tủy. Dù sao cũng có thêm hy vọng khiến Tae-hi và Chu Go vô cùng mừng. Khi Trung Cúc đến thăm nữ chính thì được y tá nói cô đã tìm được mẫu tủy phù hợp, giờ đang được chuyển vào phòng vô trùng làm hóa trị, khiến anh vô cùng vui. Anh lập tức chạy đến đây nhưng Tae-hi không cho anh vào. Thì ra vào mấy phút trước, cô muốn vào thăm em gái nhưng thấy Chu Go đã ở đây, cô không muốn mọi người khó xử, nên khi ra ngoài thấy Trung Cúc, cô mới không để anh vào. Khi Chu Go bước ra, Nam chính mới hiểu lý do nên rời đi trước. Anh dầu dĩ uống rượu mà không biết đàn em của trùm rửa tiền đang theo dõi phía sau. Lúc lang thang vô định trên đường, Trung Cúc phát hiện ra Se-ung vì để kiếm sống đã sa chân vào con đường gái tiếp rượu. Se-ung chạm mặt anh, cô vô cùng ngại ngùng. Vì để tiếp khách, cô buộc phải uống say đến nôn thốc nôn tháo. Trung Cúc đến bên quan tâm nhưng Se-ung đuổi anh đi. Hai người ngồi bệt bên vệ đường ngắm sông. Trung Cúc nói Se-ung chẳng hề thay đổi, biết Trung Hy ung thư mà vẫn không cho cô ấy tìm lại người nhà để ghép tủy. Thế nhưng Se-ung không chịu nhận lỗi. Cô nói nữ chính có lỗi với mình trước, làm xáo trộn hết mọi thứ trong cuộc sống của cô ta. Trung Cúc biết không khuyên được, mà anh cũng chẳng thể nghe thêm lời nói chua ngoa của Se-ung nữa, nên đứng dậy bỏ đi. Rất nhanh cuộc phẫu thuật ghép tủy của hai chị em đã diễn ra. Tae-hi và Trung Hy đều được đưa vào phòng mổ lấy tủy. Chu Go đến nhà thờ cầu xin Chúa ban bình an cho hai chị em họ, nếu được anh sẵn sàng đổi lấy tính mạng của mình. Nam chính cũng đứng trước phòng bệnh lòng thầm cầu nguyện. Bác sĩ đi ra báo tin cuộc phẫu thuật đã thành công trong niềm hạnh phúc của Tae-hi, nhưng Trung Cúc chỉ dám đứng nép góc tường gần đó chung vui cùng họ. Ở một phân cảnh khác, bà Oh không còn nhà giờ đã trở thành người vô gia cư, lại bất ngờ gặp ông Oh cũng ở đây. Hai vợ chồng vui mừng hội ngộ. Ông Oh kéo vợ đến bệnh viện tìm Trung Hy, mong cô sẽ cứu mang bọn họ. Bà nghe tôi, cứ tỏ ra đáng thương con bé sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Nhưng người bước ra lại là Tae-hi khiến hai ông bà giật mình. Ông Oh nói dối mình đến thăm Trung Hy, nhưng Tae-hi quá hiểu lòng tham của cặp vợ chồng này. Cô dọa sẽ báo cảnh sát tội lái xe đâm người rồi bỏ trốn, bắt cóc, đồng lõa với kẻ lừa đảo. Ba tội đó sẽ khiến ông bà ngồi tù mọt gông. Khiến hai ông bà sợ hãi quỳ xuống cầu xin, Trung Hy bước ra khỏi phòng bệnh. Cô xin chị bỏ qua cho hai ông bà. Sau đó còn đưa chìa khóa nhà của mình cho họ ở tạm. Bà Oh cảm động đến phát khóc. Nước mắt của người đàn bà này không biết có thật hay không đây. Qua một khoảng thời gian, chuyện gia đình của Nam đã cơ bản được xử lý. Lisa mới đến trả lại nhẫn cho anh. Cô biết gia đình Nam khó mà chấp nhận được hai anh em mình, thế nên cô không muốn bỏ mặc anh trai, vì anh trai cô sẽ hy sinh mối tình này. Nhưng Nam chỉ cảm thấy lời nói này thật ngốc nghếch. Anh đeo lại nhẫn vào tay Lisa, nói rằng cuộc đời mỗi người sẽ cho họ quyết định, không ai được quyền phản đối tình yêu của ai cả. Đồng thời Nam cũng cho cô biết,
Trung Hy sẽ được gia đình anh đưa ra biệt thự ở vùng ngoại ô để tĩnh dưỡng sức khỏe. Lisa biết tin lập tức chạy đến báo cho anh trai. Khi biết Trung Hy sắp rời khỏi đây, anh lập tức chạy ra đường lớn bắt taxi. Trong lúc đó, Trung Hy vẫn ngồi thơ thẩn chờ đợi sự xuất hiện của anh. Nhưng khi Tê Hy hỏi có muốn gọi cho anh ấy không, nữ chính lại nghĩ anh đang bận nên không dám làm phiền. Trung Cúc không bắt được taxi nên anh cấp tốc chạy đến bệnh viện, nhưng giữa đường bị băng nhóm trùm rửa tiền chặn lại. Anh không còn trẻ con muốn chơi tới bến với chúng nữa. Anh phải đến được bệnh viện trước lúc Trung Hy rời đi. Cũng may cuối cùng đã cắt đuôi được đám bám dài. Nhưng đạo diễn thích chơi đùa diễn viên, khi Trung Cúc đến phòng bệnh đã trống trơn, Trung Hy đã cùng người nhà ra xe, cô vẫn không nỡ ngoái lại tìm hình bóng người nào đó. Trong phòng bệnh, Trung Cúc đang vô cùng tuyệt vọng thì nhặt được tờ giấy Trung Hy để lại cho mình. Cô hứa sẽ lành bệnh rồi quay trở lại tìm anh, khiến khát vọng sống của Trung Cúc một lần nữa bật dậy. Trong khoảng thời gian này, nam chính đã thay đổi rất nhiều. Anh đã có thể chạy được xe tải đi giao hàng, thùng to cũng mừng thay cho thằng em dại. Trong lúc giao hàng, Trung Cúc bắt gặp Seung ở quán bar bị khách bạo hành. Vì cô không chịu tiếp xúc thân mật, Seung cũng chẳng thèm ở lại nữa. Anh đến kéo cô rời khỏi đây. Cô ta đáng ghét trong mắt chúng ta, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thật đáng thương, được sinh ra bởi một người phụ nữ nghèo mê cờ bạc. Mong ước một lần được làm công chúa nên bị lòng tham che mờ mắt, giờ trở về cuộc sống tệ hại, bị người đời đì cho không ngóc đầu lên nổi. Trung Cúc ghét cách cô ta đối xử với Trung Hy nhưng vẫn không thể bỏ mặc người này. Anh đưa Seung về với mẹ của cô, người mẹ mừng rỡ ôm chặt lấy con gái. Seung cũng mếu máo khóc gọi mẹ, bà Ô đưa con gái vào ăn cơm, giờ bà đang khâu gấu bông để bán kiếm sống, ông Ô vẫn ăn bám vợ như xưa. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cũng đến ngày Trung Hy trở về, Trung Cúc đã đứng đợi trước nhà cô từ rất lâu, nhưng khi thấy ô tô của Chu Go trở về, anh lại tự ti mà chạy mất. Trung Hy cùng chị vào nhà, cô vui vẻ lễ phép chào bà Hoa khiến bà rất ưng. Sức khỏe của Trung Hy đã bình phục hoàn toàn. Sau khi cả nhà ăn bữa tối, Tê Hy dẫn em gái vào căn phòng vốn thuộc về cô, nhưng trước đó bị Seung giành mất, nhưng giờ đã được Tê Hy sửa lại hết nội thất. Vừa bình phục, Trung Hy đã đến công ty đi làm ngay, nhưng Tê Hy không cho, cô đuổi em về nhà nghỉ ngơi. Nữ chính hứa từ giờ mình sẽ trở thành chỗ dựa cho chị. Nhưng mối quan hệ tình tay ba giữa hai chị em và Chu Go vẫn rất gượng gạo. Ai có thể ngăn được cảm xúc mà trái tim muốn thốt lên chứ? Đợi Trung Hy rời đi, Chu Go nói với Tê Hy, giờ là lúc anh sẽ rời đi. Chỉ như thế mọi người mới không phải khó xử. Tê Hy hỏi anh vẫn còn yêu em gái mình đúng không? Chu Go im lặng không dám trả lời. Vì hạnh phúc của hai người mình yêu thương, Tê Hy đồng ý rút lui. Cuộc tình này khiến cô đau khổ và mệt mỏi rồi. Nhưng Chu Go sao có thể làm vậy được, anh nói mình sẽ hủy bỏ đính ước và rời khỏi đây, nhưng Tê Hy không để anh đi, công ty này một mình cô quản lý không thể nổi. Anh hãy ở lại đây làm bạn với em thôi cũng được, đây chính là mong ước của em. Trước kia Chu Go đã từng hứa với ông Kim sẽ ở bên cạnh hỗ trợ và bảo vệ Tê Hy, nên bây giờ anh cũng không thể nuốt lời mà rời đi như vậy được. Chuyển cảnh khác, ở nhà của nam chính, bố an ủi anh đừng buồn, hãy quên Trung Hy đi. Vì giờ cô ấy đã ở một tầng lớp khác, nhưng Trung Cúc không trả lời. Anh tiếp tục ra ngoài lái xe thì phát hiện cửa kính xe mình đã bị ai đó vẽ bậy. Anh tức giận đi tìm kẻ to gan thì mới biết đó là Trung Hy, cô gái anh ngày nhớ đêm mong. Trung Cúc lập tức ôm cô thật chặt. Trung Hy phải xoay một vòng để chứng minh mình đã khỏe hoàn toàn mới khiến Trung Cúc an tâm. Hai người vui vẻ đi dạo cùng nhau thì bắt gặp Seung phía trước. Cô đến đây tìm Trung Cúc, nhưng vừa thấy Trung Hy, Seung đã muốn bỏ chạy vì nhục nhã. Trung Hy vừa nói câu gặp lại cô tôi vui quá, Seung lập tức khó chịu ra mặt, cô ta không hề thấy có lỗi. Cho rằng giờ đây Trung Hy đang giả tạo, thực chất bên trong rất hả hê khi cô ta gặp nạn thành ra thế này. Nói rồi Seung bỏ đi, cô ta đến cửa hàng tiện lợi mua một chai bia rồi tu sạch, sau đó lang thang trên đường. Một tên nhà giàu thấy thế tưởng cô là gái làng chơi nên vung tiền dụ dỗ cô đi cùng mình. Đang chán đời và thiếu tiền nên Seung lập tức đồng ý quay lại với nữ chính. Trung Cúc đã cho cô thấy tài lái xe thượng thừa của mình bằng cách chở cô về nhà trước khi để Trung Hy vào nhà. Trung Cúc muốn cô tặng mình một nụ hôn để bù đắp vào tình cảm đơn phương đáng thương nửa năm nay của anh. Trung Hy nói anh hãy nhắm mắt rồi áp món quà mà cô dành để tặng cho anh vào môi anh. Coi như đấy là nụ hôn nhé, là một chiếc móc khóa đáng yêu khiến nam chính hạnh phúc. Đi chơi nhưng Trung Hy vẫn không quên mua mận cho cô giúp việc. Sau đó liền muốn tìm chị gái, nhưng giữa đường nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và bà Hoa. Tê Hy muốn cho Trung Hy trở lại công ty làm nhưng bà Hoa kịch liệt phản đối. Cháu không hiểu mối quan hệ rắc rối giữa con bé và chồng sắp cưới của cháu à, vậy mà còn muốn con bé đến công ty cho nó chạm mặt Chu Go sao? Người ta sẽ đàm tiếu ảnh hưởng đến hình ảnh gia đình mình. Bà Go muốn cô để Chu Go về Mỹ hoặc sa thải anh. Trung Hy đứng ngoài nghe cũng vô cùng khó chịu và bất lực. Khi ra ngoài, bà Hoa thấy Trung Hy đứng đó, biết cô đã nghe hết nên cũng không kiêng để gì mà nói, cháu đừng đến công ty làm việc nữa, Trung Hy vào gặp chị. Cô nói mình đã nghe cuộc nói chuyện vừa nãy, Tê Hy an ủi em đừng lo, từ giờ cô sẽ đồng ý mọi mong muốn của em gái. Kể cả chuyện đi làm, Tê Hy cũng tin vào năng lực của Trung Hy, sẽ giúp công ty Chê Ha ngày càng phát triển. Trước khi ra ngoài, nữ chính cũng giải thích với chị, mình và Chu Go không có gì với nhau hết, mong chị đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó Trung Hy tìm đến thăm bà của Trung Cúc. Hai bà cháu gặp lại nhau vô cùng vui mừng, bà dẫn cô vào nhà chào ông bác, giờ ông phải ngồi trên xe lăn vì phần chân đã bị tổn thương nặng. Sau khi bà đi gọt trái cây, ông bác đã xin lỗi Trung Hy vì Trung Cúc đến làm phiền cô. Trung Hy nói không phải như vậy đâu ạ.
Nhưng ý của ông bác là giờ thân phận của hai người đã khác, ông biết tính tình của cô không thay đổi, nhưng gia đình cô chắc chắn không chấp nhận con trai ông, thế nên là một người bố. Ông không muốn con trai tổn thương, điều này khiến Trung Hy vô cùng đau lòng, cô muốn đến công ty tìm chị. Nhưng rồi lại quay đầu đi, thì bắt gặp người cô luôn muốn né tránh là Chu Go. Hai người ra sau vườn cây nói chuyện, Chu Go hỏi về cảm giác của cô với cuộc sống mới này. Nhưng Trung Hy không hạnh phúc như anh tưởng, cô buồn vì mọi người nghĩ cô đã thay đổi, còn Chu Go anh nói mình vùi đầu vào công việc cả ngày, chỉ để có thể quên đi Trung Hy. Cuối cùng Chu Go vẫn không nhịn được nỗi nhớ nhung mà ôm lấy cô, trợ lý của anh bất lực, lúc này Tae Hee cũng ra đây đi dạo. Cô thấy cảnh tượng này thì cũng cảm thấy vô cùng gượng gạo, đành quay mặt đi, Chu Go hỏi Trung Hy có còn yêu anh không. Nhưng Trung Hy lại nói bây giờ trong lòng cô, chị gái xếp đầu tiên nên cô không thể bỏ chị mà chọn anh, đã đến lúc anh phải quên em đi rồi. Hãy coi như chúng ta chưa có gì, Chu Go cũng hiểu mình đang làm khó Trung Hy nên đã để cô rời đi. Trung Hy trở về nhà thì thấy Trung Cúc đã đứng đợi mình, anh dự định sẽ cầu hôn cô, nhưng không ngờ Trung Hy lại nói trước, anh muốn lấy em không. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nam chính không dám tin, Tae Hee từ công ty về nhà, đã thấy Trung Cúc Trung Hy cùng cô Hoa đợi mình, nam chính xin chị dâu cho mình được lấy em gái chị làm vợ. Tae Hee vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bà Hoa đã phản đối kịch liệt, cậu lái xe tải mà đòi cưới cháu tôi à? Đừng quên ba cậu đã say xỉn lái xe hại chết ba tôi, gia đình cậu làm ơn đừng làm phiền đến gia đình tôi nữa, tôi không đồng ý đâu. Tae Hee cũng xin ít phút nói chuyện riêng với em gái. Tae Hee biết em làm vậy là để Chu Go chết tâm với mình và cũng vì cô chị này nên Tae Hee càng không muốn em phải khổ sở như thế. Nhưng suy nghĩ của Trung Hy lại muốn kết hôn với người yêu mình, cô tin chắc như vậy sẽ hạnh phúc, em gái đã quyết chị gái cũng không biết phải làm sao. Trung Hy đi ra nói chuyện với Trung Cúc. Anh hỏi phòng cô rồi lập tức kéo cô lên đó, chưa cưới đã như vậy rồi ư, cảm ơn em vì đã tin tưởng và chấp nhận anh. Mặt khác Tae Hee không biết xử lý chuyện này làm sao, cô lựa chọn nói cho Chu Go biết, nhưng chính Chu Go cũng chẳng biết nên nói gì. Tối đó anh đã uống vài ly để lấy dũng cảm gọi đến nhà cho Trung Hy. Bà Hoa cũng dùng điện thoại chung để nghe lén cuộc nói chuyện này, Chu Go muốn hẹn Trung Hy ra ngoài nói chuyện. Nhưng cô từ chối, nhưng anh vẫn muốn cô ra ngoài gặp mình, hết cách Trung Hy đành đến điểm hẹn. Cô ngồi bên cạnh Chu Go anh đã say, Trung Hy à em sắp kết hôn à, nếu anh không thể quên em thì sao? Chu Go anh đừng như vậy em thích anh Trung Cúc rồi, Chu Go vẫn cố chấp, nhưng chúng ta còn yêu nhau mà, nhưng Trung Hy không muốn làm ai tổn thương. Nên cô muốn rời đi, Chu Go nắm tay giữ cô lại, cảnh này bị bà Hoa bắt gặp dẫn đến hiểu lầm, trách Trung Hy tại sao lại làm ra chuyện này với chị gái mình. Bà ta lôi Tae Hee về nhà mắng cô một trận, gán cho cô cái tội trơ trẽn, đó là chồng sắp cưới của Tae Hee. Con bé là chị gái ruột của cháu đấy, sao cháu có thể làm thế với nó? Tae Hee về nhà thấy cô mắng em gái mình, thì lập tức vào bên, nói em mau về phòng trước, còn mình ở lại nói chuyện với bà Hoa. Bà muốn cô mau hủy hôn với Chu Go, đó cũng là điều Tae Hee dự định sẽ làm, nếu hai người họ yêu nhau cháu sẽ rút lui. Bà Hoa lại hét lên cô không đồng ý, bà này cái gì cũng không đồng ý, Tae Hee cũng không muốn cãi. Cô vào phòng em gái, Trung Hy giải thích mọi chuyện không phải như cô Hoa nói, nhưng Tae Hee vốn không hề có ý trách em, hai chị em ôm lấy nhau. Thấy không lay động được hai chị em này, bà Hoa đã tìm đến tận nơi gặp Trung Cúc, hai người ngồi ở quán cà phê. Bà nói cho anh biết hôm qua Trung Hy đã đi gặp Chu Go, hai người đó vẫn còn tình cảm với nhau, có lẽ vì thế nên con bé mới muốn kết hôn với anh. Anh có thể chấp nhận một người đến với mình để quên đi người đàn ông khác chứ, nếu anh vẫn chấp nhận thì tôi sẽ không phản đối nữa. Cũng vì câu nói này của bà Hoa khiến trái tim Trung Cúc đau đớn, anh hẹn Trung Hy ra gặp, hỏi cô tại sao lại muốn kết hôn với mình. Trung Hy biết anh đã gặp cô Hoa nên cô cũng không nói dối, em thương chị Tae Hee nên muốn kết hôn với anh. Em nghĩ như vậy sẽ dễ khiến anh Chu Go từ bỏ em, Trung Cúc nói để anh ta hay là để em dễ từ bỏ hơn. Trung Hy biết mình đã khiến Trung Cúc tổn thương, cô nói. Em muốn bù đắp cho những gì anh đã làm cho em, thế nên hãy cho em một cơ hội được không? Nhưng Trung Cúc không muốn trở thành kẻ đáng thương, được ban phát tình cảm nên anh lên xe bỏ đi. Trung Hy bần thần đứng đơ ra đó, đến tối muộn cô mới lững thững bước về, còn Trung Cúc tìm đến thùng to ba anh em đi uống rượu, anh tâm sự hết nỗi lòng mình với hai người anh. Anh cảm thấy bản thân như bị phản bội vậy, thùng to là anh lớn tuổi đời nhiều, ông bình tĩnh khuyên thằng em. Tình yêu là chấp nhận đối phương, hôn nhân là hãy quên hết quá khứ của cô gái và chấp nhận cô ấy ở hiện tại. Vì cậu còn yêu cô ấy rất nhiều mà, chúng ta là đàn ông tính toán nhiều sẽ thành nhỏ nhen. Cũng trong lúc này Chu Go lại đến tìm Trung Hy. Lần này cô đã quyết đoán hơn thẳng thắn nói, lúc trước chúng ta đúng là có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ càng kéo dài thì càng tham lam. Anh đừng ảo tưởng em còn yêu anh nhiều nữa, như vậy khiến ai cũng mệt mỏi. Chu Go biết đã đến lúc anh nên buông tay để Trung Hy cân bằng cuộc sống của cô ấy. Nên chấp nhận chấm dứt tại đây, Chu Go vừa đi thì Trung Cúc đến, anh vẫn giả bộ làm ra vẻ mặt giận dỗi, Trung Hy hứa sẽ không gặp Chu Go nữa. Cô mong hai người làm lành nhưng Trung Cúc không chịu, anh đưa ra hai điều kiện mới giảng hòa, một là em phải hủy bỏ lời cầu hôn anh, hai là thay vào đó anh sẽ cầu hôn em, cái này phải để đàn ông làm chứ. Anh tặng cho cô bông hoa nhỏ làm lành, rồi nói ra mong ước là được một lần hôn thật, Trung Hy cũng đồng ý. Đã chạm được môi người đẹp, Trung Cúc vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, Trung Hy vào tìm chị, cô kiên quyết muốn kết hôn với Trung Cúc.
Chị đồng ý đi mà cô Hoa cũng đã đồng ý rồi. Tê Hy vẫn lo đây không phải điều em gái mong muốn, nhưng Trung Hy khẳng định mình biết ơn Trung Cúc và thật lòng muốn đến với anh ấy. Cuối cùng Tê Hy cũng chấp nhận hôn sự này. Nam biết tin này cũng mừng thay cho Trung Hy. Sau đó nữ chính theo Trung Cúc về cúi đầu chào gia đình anh, mặc dù cô đã ở đây trước đó và thường xuyên đến thăm mọi người. Nhưng lần ghé thăm này đặc biệt hơn bao giờ hết vì cô sắp trở thành con dâu nhà họ. Bà mừng đến phát khóc, cả nhà tràn ngập tiếng cười. Để có tiền cưới vợ, Trung Cúc phải chăm làm hơn nữa. Anh tiếp tục đến giao bia cho quán bar, Xe Ung vẫn còn làm ở đây. Thấy anh, cô tươi cười đến chào hỏi, rủ dê anh đi ăn, nhưng Trung Cúc từ chối, nói mình là người có vợ rồi. Xe Ung nghe tin này như sét đánh ngang tai vì cô ta vẫn còn thích anh rất nhiều. Xe Ta cũng khẳng định đây là sự thật, sau đó đưa thiệp mời cho Xe Ung. Cô ta không muốn tin sự thật này, ghen tức vò nát tấm thiệp. Cùng lúc này Trung Hy cũng đến thăm ông bà Ô. Cô thông báo về lễ cưới của mình, mong hai người đến dự, sau đó cũng đưa cho ông bà tiền để sửa sang lại cửa hàng làm ăn mà sống, khiến hai ông bà khóc hết nước mắt. Bắt lấy tay Trung Hy cảm ơn rối rít. Trung Hy trở về nhà thấy bà Hoa đang đích thân chọn váy cưới cho cháu gái. Bà được cái lắm mồm thôi nhưng cũng biết lo cho người thân. Sau đó một cuộc điện thoại gọi đến nhà họ, nói cháu gái tập đoàn Chê Ha đang ở đồn. Thì ra là Xe Ung chán đời gây gổ với đồng nghiệp nên cả hai bị bắt vào đồn. Cô ta nói với cảnh sát mình là cháu gái tập đoàn Chê Ha, sau đó tiếp tục lao vào đánh nhau với chị em cùng ngành. Buộc Trung Hy và Nam phải đến cứu giúp. Trung Hy không muốn Xe Ung tự biến mình trở nên thảm hại như vậy, nhưng cô ta nào nghe vẫn lao vào đánh nhau. Trung Hy can ngăn thì bị ăn một cái tát. Đến tận bây giờ Xe Ung vẫn nghĩ cuộc đời của cô ta bị lao xuống dốc là vì Trung Hy hại, thế nên cô ta sẽ trả thù. Khiến Trung Hy vô cùng bất lực, thế nhưng cô vẫn lựa chọn đưa Xe Ung say xỉn về. Chiếc xe dừng lại bên đồi, Xe Ung cũng tỉnh. Trung Hy muốn cô đi kiếm một công việc đàng hoàng, đừng làm ở quán rượu nữa. Nhưng trong mắt Xe Ung thành ra Trung Hy đang chê cười cô ta, sao nào tôi làm ở quán rượu đó. Tôi chỉ biết uống rượu và ăn chơi, làm ở đó mới là thích hợp nhất. Trung Hy không bỏ cuộc, cô tiếp tục khuyên ngăn. Cuộc đời là của cô, đừng tự hủy hoại nó. Nhưng Xe Ung chai lì rồi, cô ta nói nếu vậy thì cô hãy nhường vị trí hiện tại và anh Trung Cúc cho tôi đi. Khiến Trung Hy bất lực lần hai, Nam đi mua thuốc giải rượu cho Xe Ung, cũng bị cô ta lạnh lùng lém xuống đất, cả hai đành về nhà. Tê Hy khi biết em mình bị Xe Ung tát thì vô cùng tức giận, mặt khác Xe Ung đã tìm đến Trung Cúc, cô ta ôm lấy anh cầu xin anh đừng kết hôn, nhưng Trung Cúc nói chắc như đinh đóng cột. Dù cô có nói gì thì tôi cũng chỉ kết hôn với Trung Hy, cuộc đời tôi chỉ muốn ở bên cô ấy, rồi anh đuổi cô ta về nhà. Sáng hôm sau, Trung Cúc đem thiệp đến mời Thùng To và anh em đến dự hôn lễ của mình, ai cũng cảm thấy mừng cho anh, sau đó anh cùng mọi người đi chọn lễ phục. Đây là lần thứ hai Trung Cúc mặc vest nên hơi lúng túng, nhưng vẫn được mọi người khen đẹp trai, đến khi cô dâu của đời anh, Trung Hy, bước ra mới khiến cho mọi người kinh ngạc, cô ấy trông lộng lẫy hơn bao giờ hết, thế nên phải chụp ngay một bức ảnh mới được. Bà Hoa cũng muốn chụp cùng, nhưng bị Seta bắt phải đi ra, năm bức ảnh xinh xắn ra lò. Sở dĩ Tê Hy không có mặt ngày hôm nay là vì cô đang bận đến gặp Xe Ung, hỏi tội cô ta vì dám tát em gái mình. Sau đó ném cho Xe Ung một xấp tiền. Đừng bao giờ đến tìm Trung Hy nữa, đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô. Xe Ung đứng bật dậy, thề sẽ giết chết mọi người. Nhưng Tê Hy chỉ xem đây là lời nói quá khích. Mặt khác, Chu Go đã quyết định sẽ trở về Mỹ. Anh thu dọn đồ đạc thì tìm thấy hồ sơ xin việc của Trung Hy. Chính thứ này đã gắn kết hai người. Và rồi dần khiến anh yêu cô đậm sâu, anh giữ ảnh của cô trong ví, cất giấu như một kỷ niệm sâu thẳm trong trái tim. Trung Hy đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi, cô vội chạy ra cửa gặp Trung Cúc. Anh đưa cho cô xem bức ảnh cưới đẹp vô cùng của hai người, trên mặt cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ trái tim của Trung Cúc cứ đập liên hồi, anh ôm chầm lấy cô, hạnh phúc cảm ơn cô vì đã đến bên mình. Cùng lúc này, Xe Ung thất tình đang uống say xỉn ở quán bar thì đụng chúng lão trùm rửa tiền. Ông ta mời cô uống rượu, rồi từ từ nói ra mục đích của mình. Ông ta có thù với Trung Cúc, còn cô có thù với Trung Hy. Xe Ung đưa số tiền mà Tê Hy cho mình, muốn nhờ ông trùm xử lý Trung Hy. Ông ta cũng đang ngứa ngáy Trung Cúc nên lập tức đồng ý. Hai chị em Trung Hy vẫn chưa biết nguy hiểm sắp đến, tối nay còn ôm nhau ngủ chung thân thiết. Qua sáng hôm sau là ngày rước dâu rồi, gia đình nhà trai đã sớm chuẩn bị quần áo, nhưng còn chú rể vẫn ngồi trên giường hít thở. Để bình tĩnh lại, em gái lên thúc giục thì anh bảo chân mình run không đứng được, khiến cô em phải cổ vũ để tiếp sức tinh thần. Trung Cúc cuối cùng cũng thay được bộ vest bảnh bao, xuống dập đầu chào bà và bố trước khi đi lấy vợ. Bên này Trung Hy cũng đã trang điểm xinh đẹp, đầu đội vòng hoa trắng tinh. Chị gái lên đường đến nhà thờ đón khách trước, Xe Ung đợi cô rời đi đã ra hiệu cho đám giang hồ đánh úp bác tài xế, sau đó cô ta vào trong gặp Trung Hy. Xe Ung cũng phải bất ngờ trước vẻ đẹp của nữ chính, Trung Hy chẳng hề nghi ngờ mà còn vui mừng khi Xe Ung đến. Ở đám cưới hai bên thông gia đã đứng chào khách. Trung Cúc cũng có mặt chờ cô dâu của mình đến, Thùng To và đàn em, ông bà Ô đều đến dự. Khi mọi người đã vào tiệc hết thì Trung Cúc vẫn đứng bên ngoài, vẻ mặt hiện ra sự lo lắng vì Trung Hy vẫn chưa đến. Bên này Lisa ở với cô dâu, nhưng vì tất da của cô bị rách nên đành vào trong xin nhân viên chiếc khác để thay. Để Trung Hy ở ngoài một mình với Xe Ung, cô ta dụ Trung Hy ra xe trước. Cô nào biết ý đồ thâm độc của nhỏ này, vui vẻ ôm lấy cô ta cảm ơn. Khi lên xe, Trung Hy mới nhận ra người lái xe này có chút quen mắt, chính là kẻ bắt cóc cô hôm trước. Cô định xuống xe thì hai tên khác đã ngăn cô lại.
Cô cầu xin Seung cứu mình, nhưng cô ta chỉ biết đứng đơ ra một chỗ. Lisa lúc này mới phát hiện Trung Hy không thấy đâu. Cô vội gọi điện Seta báo chị dâu mất tích rồi. Sau đó lại phát hiện ra bác lái xe bị trói trong chiếc xe gần đó. Lisa biết chắc đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Seta vội nói chuyện này cho nam chính, thì một cuộc gọi khác lại đến. Là ông trùm rửa tiền, hắn ta thông báo mình đang giữ vợ sắp cưới của nam chính để chọc tức anh. Nghe tiếng hét của cô, Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hắn ta nói nếu muốn cô dâu toàn mạng, thì anh phải một mình đến gặp hắn, không được dẫn theo bất cứ ai, cũng không đánh động đến cảnh sát. Trung Quốc đã quyết định một mình đến đó. Trung Hy bị bọn chúng nhốt vào nhà kho. Trong nhà thờ chưa ai biết chuyện gì xảy ra. Seta âm thầm báo tin này cho Thùng To biết, nhưng thì thầm kiểu gì mà để Tê Hy nghe được. Khi biết em gái bị bắt cóc, trái tim Tê Hy như bị treo lơ lửng trên cành cây, nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh để không đánh động đến mọi người. Thùng To nói Seta mau báo cảnh sát, còn ông thì dẫn đàn em đến ứng cứu trước. Tê Hy ở lại lo vụ hôn lễ hôm nay phải hủy bỏ rồi. Ông bà Ô về nhà thì Seung đã giả vờ ngủ ở đây. Khi nghe cô dâu chú rể mất tích rồi, Seung lập tức bật dậy. Cô ta lo lắng cho Trung Quốc, Seung chỉ muốn tên kia bắt cóc Trung Hy, chứ không hề muốn ông ta làm hại đến Trung Quốc. Lúc này nam chính đã một mình đến địa bàn của địch. Anh gọi to tên Trung Hy, nữ chính ở trong nhà kho cũng nghe được tiếng gọi của anh, đám côn đồ tay cầm vũ khí, vây quanh Trung Quốc. Ông trùm cũng xuất hiện trước mặt anh, ông ta nuốt lời không chịu thả Trung Hy vì có người đã thuê chúng phải xử cô. Nhưng nam chính hỏi thì ông ta không chịu nói tên, anh định lao tới ông ta thì bị tên đàn em đạp cho một cước. Anh đứng dậy chiến tiếp, nhưng địch vừa đông vừa cầm vũ khí, khiến Trung Quốc ăn hành không ít, vừa đánh anh vừa dựa vào nhà kho. An ủi vợ đừng lo, cô khóc hết nước mắt, mắng anh là đồ ngốc mau chạy đi, nghe được giọng Trung Hy. Sức mạnh của Trung Quốc tăng lên nhiều phần, anh đã quật ngã vài tên tép diêu, chỉ còn mỗi một kẻ là cánh tay đắc lực của ông trùm. Có thể ngang sức với nam chính, anh vừa vật hắn vào tường chưa được 3 giây, đã bị hắn túm cổ vật lại, anh thoát ra được. Xoay người đẹp mắt cho hắn một cước, cả hai người mệt mỏi ngã gục, nam chính vẫn gắng gượng dậy được, anh cầm khúc gỗ to đến đánh cho ông trùm biết thế nào là lễ độ. Ông ta chỉ được cái mồm to chứ không có võ nghệ, nên bị nam chính cho ăn hành ngập mồm. Lúc này tên kia đã tỉnh lại, nhân lúc anh không để ý mà xiên anh một nhát. Nhưng anh vẫn dồn sức đấm cho tên này một phát kết liễu, sau đó lê tấm thân tàn tạ mở cửa nhà kho, Trung Hy ôm chặt lấy anh òa khóc, Trung Quốc mất máu quá nhiều. Anh không gắng gượng được nữa mà gục xuống đất. Trung Hy đau đớn nhìn Trung Quốc đang chảy máu. Anh cố gắng thốt ra câu an ủi vợ, rồi đưa cho cô chiếc nhẫn, vốn hôm nay mình sẽ đeo vào tay cô trong lễ đường. Trung Hy không kịp chạy đi kêu cứu nữa rồi. Người đàn ông yêu cô nhất trên đời này đã dần mất đi hơi thở. Mãi mãi rời xa cô, bộ váy trắng xinh đẹp nhuộm máu đỏ của anh. Trung Quốc vốn là một thằng côn đồ. Một thằng côn đồ vừa gặp đã thích một cô gái mạnh mẽ. Anh ta chỉ biết rằng mình yêu cô ấy, nên sẽ yêu bất chấp khó khăn. Mỗi lần cô ấy đau và khóc, trái tim của anh sẽ đau hơn gấp trăm lần. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận anh, tặng cho anh một nụ hôn. Thế mà ông trời vẫn không cho họ đến với nhau. Bây giờ trên cuộc đời chỉ còn mình Trung Hy. Cô ôm cho cốt của Trung Quốc giải xuống dòng sông nhỏ, để dòng nước cuốn đi những nỗi đau trong lòng anh. Seung đã bị bắt, trong tù cô khóc lóc đau đến xé tâm can. Seung yêu Trung Quốc thật lòng, không ngờ vì một phút hận thù che mờ tâm trí, lại chính tay đẩy người mình yêu vào chỗ chết, có lẽ suốt phần đời còn lại. Cô ta sẽ phải sống trong day dứt và hối hận. Trung Hy đã quay về với cuộc sống cũ, cô trở về công ty chăm chỉ làm việc, phát huy tối đa tài năng của mình. Mỗi lần có ai muốn làm quen cô đều giơ bàn tay đeo nhẫn ra, trong lòng cô vẫn chưa thể quên anh ấy. Trung Hy đến gặp chị ấy nói cô hãy đến tạm biệt Chu Go trước khi anh ấy sang Mỹ. Giờ hai chị em đã không còn nặng lòng vì một người đàn ông nữa. Trung Hy đến bên cạnh Chu Go, người đầu tiên mà cô yêu sâu đậm. Cảm xúc của con người chính là điều lạ lùng nhất thế gian này, tình yêu chỉ là một trong số đó. Đối với hai người những chuyện xảy ra thật kỳ lạ, tựa như một giấc mơ vậy. Họ vẫn còn nhớ đến người cũ, nhưng đã chọn để cho trái tim mình được nghỉ ngơi. Cả hai đều mong đối phương sẽ được hạnh phúc. Nói về cặp đôi Lisa và Nam, anh đã quyết định phải xé tan bầu không khí đau buồn này bằng cách đến nhà hỏi cưới Lisa. Nam cúi đầu chào bố và bà, xin họ cho mình rước nàng về dinh. Không biết thằng này nhảy từ đâu ra mà muốn cưới con gái mình, nhưng nhìn mặt cũng uy tín bảnh bao, cộng thêm tài ăn nói của Nam. Từ giờ cháu sẽ trở thành cháu trai trong gia đình này, thay thế vị trí của anh Trung Quốc, khiến ông bác phải suy nghĩ. Nhưng về nhà nói chuyện này với mẹ thì bà Hoa nhất quyết không đồng ý. Không hay có thì cũng kệ mẹ vì con đã quyết rồi, cả nhà cũng quá quen với thái độ của bà Hoa nên cứ để bà bỏ đi như vậy. Hôm sau là ngày Chu Go sang Mỹ. Tê Hy đã ra sân bay tiễn anh đoạn đường cuối. Cô đã từng rất yêu người đàn ông này, nhưng anh lại yêu em gái cô. Nhưng giờ mọi thứ lại như một đường thẳng chẳng còn gì. Mọi thứ thật kỳ lạ, cuộc đời con người chính là vậy mà. Chúng ta không biết chuyện điên rồ gì có thể xảy ra. Thư ký ở lại lo chuyện công ty với Tê Hy thay Chu Go. Cô ôm anh một cái rồi trở về. Trung Hy cũng ra sân bay tạm biệt anh, nhưng cô lại đứng ở xa để tạm biệt, dùng điện thoại để nói ra lời hẹn gặp lại. Cuộc đời vẫn tiếp tục, bánh xe của mỗi người vẫn cứ lăn theo hướng riêng biệt. Nam và Lisa đã làm đám cưới, hạnh phúc của họ chính là một điểm khác biệt mà chỉ riêng họ có. Thế nên hãy tận hưởng chính cuộc sống hiện tại của mình, sao cứ phải ước ao ganh tị với người khác, mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ không lấy lại được.
Vậy nên con người mới nói với nhau phải trân trọng khi còn có thể. Bộ phim đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.